tiên là hiện tại con đang sống ở bên Úc. Cho con hỏi là cõi bồng lai tiên cảnh nằm ở trong cõi ngũ thú tập cư là nằm ở cõi trời nào? Bồng lai tiên cảnh bây giờ trên đất này nó có hai nơi, một là bên Trung Quốc, hai là bên Nga. Đó là những cái nơi mà núi không có cái bóng người ở xung quanh nó bao, tất cả chất cái núi lại ở giữa, chỗ đó không người ở, chỗ đó gọi là bồng lai tiên cảnh. Rồi câu thứ hai là loài tiên cá, loài đồng tiên, các loài này là có thật hay không? Cái này á là nó trừu tượng thôi chứ không có người là người, cá là cá, cái này nó là trừu tượng thôi. Cái này người ta nó bắt đầu gọi là nó lấy câu chuyện là rắn thành rồng, rồi cá quá lông là cái chỗ này, đây là cái truyền thuyết thôi chứ không phải là sự thật. Con có một người bạn sau khi được chìm thiền thì bạn con có khả năng xem được tâm mà biết nơi nào là nguồn thiền sẽ chảy qua. Như con hiểu nguyên do, lý do nó là như thế nào mà cái người bạn con lại có khả năng này? Cái này là mấy người chứng tha tâm thông hờ nhìn được cái này. Nhưng mà nên nhớ rằng nửa thiệt nửa giả nên có chừng thế giới này ngũ thú tập cư, nên nhớ là nó nằm ở cái loại nào và kiểm tra người đó mới biết là người đó nằm trong cái dạng nào, trong ngũ thú tập cư. Rồi hỏi tiếp. Rồi cô ruột của con thì sau khi được chìm thiền tâm thì lúc cô ruột sinh là Phật, lúc cô sinh là điều ngự, vậy con nghĩ chắc cô con đã thành Phật rồi phải không thưa thầy? Ở trong này á thì nên nhớ là một điều á, thần lập đạo đầu tiên, sau đó là tới con người toàn năng toàn giác lập đạo. Thì thế giới này là nó có ba thời kỳ lập đạo. Thời kỳ thứ nhất là do vị thần, khi mà trái đất có ổn định mà trái đất mà có các bộ lạc sống á, thì bắt đầu đạo nó ra đời để nó ổn định cái tưởng con người. Rồi sau đó một vị toàn năng toàn giác lập ra đạo chỉ sáu con đường đi luân hồi, năm con đường luân hồi và một con đường trở về Phật giới. Thời kỳ thứ ba là thánh lập đạo. Chính thánh lập đạo này là trái đất bị hủy diệt rồi. Thì người nào mà nói thì coi chừng phải thánh không? Thánh không biết cái này. Thì trong cái này tôi cũng nói thánh là ai? Trong này là thần, người, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Không có thánh, nhưng mà trong này nó có một vị thánh. Vì thế mà lời kỳ thứ ba gọi là thánh lập đạo, thì để đưa trái đất đi vào quy diệt đúng theo chu kỳ thành trụ và diệt của trái đất. Nói còn mày giờ còn mà nói vậy, thánh là ai cũng nói cái này nó làm tuyệt mật tôi đấy. Rồi câu tiếp theo là trái đất này thì có bốn dòng tộc, vậy cũng có bốn ông thần quản lý dòng tộc phải không ạ? Đúng là bốn thần, nhưng mà nên nhớ nó chia ra từ vùng. Một ông thần quản lý nhưng mà nó chia từ vùng, mỗi một quốc gia nó có một cái vùng thì nó phải theo cái hệ thống vùng của ông thần quản lý. Tuy nó là bốn thả trái đất này có bốn, nhưng mà nó chia nhiều nhánh nè, thì phải hiểu cái nguyên tắc của nó. Thì nó làm cái gì, nó phải đi theo cái hệ thống của người ta, thần quản lý. Phần quản lý nghiệp phải đi theo cái hệ thống thần quản lý nghiệp. Giống như mình ở đây một quốc gia, tuy là anh là lính nè, nhưng mà thí dụ cái bộ gì á, đâu phải một bộ một lính đâu, nó nhiều lính, nhiều đội lính đó. Thành ra nó đi theo cái hệ thống hàng dọc, rồi còn nó đi theo cái hệ thống hàng ngang nữa. Thì cái này mình nói căn bản là thần chủ thế giới lập đạo, thần chủ quốc gia đem về cho đạo mình, ai tin thì tin theo. Còn hai nữa là nó phải đi theo cái hệ thống quản lý dòng của người ta. Cái này nó nói là nó dài dòng lắm, nói như kể như loài người đi ha.
nó tuy là một bộ nhưng mà nó chia nhiều sở trong đó, chứ không phải là một bộ đồng bộ không đâu. Rồi hỏi tiếp. Dạ. Câu tiếp theo là trong quyển số 8 có biết là việc làm chỉ một không cần thứ hai, đã lâu con làm không hay, ngày ngày thanh tịnh thấy hai đôi bờ, bên trong tuyệt diệu như mơ, bên ngoài sinh tử đôi bờ đỏ thông, xin thầy giải thích rõ cho con năm câu thơ trên được không? Cái này là cái câu thơ nói về vật lý thôi chứ nói về chân thật của cái đạo và cái trái đất nó không có nằm ở trong này. Vì thế mà Đức Phật nói là cái đạo này là đạo vô ngôn, có nghĩa là vốn chỉ nằm Đức Phật không nói. Sở dĩ nói cái này để chi? Để cho người ta nương theo câu hỏi, nương theo câu nói để người ta hiểu cái đạo. Vì thế mà trong kinh thường thường có nói là ngón tay chỉ mặt trăng, có nghĩa là cái ngón tay mình chỉ mặt trăng, chứ không phải là cái ngón tay mình là mặt trăng, phải nương theo. Phải nương theo cái kinh. Đặc biệt á, tôn giáo phải có giáo lý và giáo kinh, hai cái này là căn bản. Nó giáo lý, giáo kinh, giáo luật, rồi giáo lễ nó rất nhiều, nhưng mà quan trọng nhất tất cả tôn giáo đều phải giáo lý và giáo kinh làm căn bản, làm tôn giáo. Nếu tôn giáo nào không có căn bản này là chưa hoàn thành một tôn giáo, mà chỉ là tín ngưỡng thôi, nên nhớ là chưa vào tín ngưỡng thôi. Rồi, không phải chứ. Kỳ trước Pháp Nhân có trong giải đáp, Pháp Nhân có nói là Đức Phật khất thực á thì dùng thức ăn của hoàng gia. Vậy thì những người thị giả trong kinh có nói những người thị giả thì không được ăn Đức Phật, không được ăn thức ăn của Phật cho, như vậy có ý nghĩa gì hay không? Cái này là cái câu chuyện đó là ông A Nan, ông muốn làm thị giả cho Đức Phật. Thì ông A Nan có nói trên này giờ, bởi vì thi làm thị giả mà ông A Nan là đó là gọi là cái người trội nhất. Nhưng mà khi ông nhận cái làm thị giả này, ông quên đặt mấy cái điều kiện: không ăn thừa của Đức Phật, không mặc thừa của Đức Phật, là cái chuyện này. Có nghĩa là tôi tự túc được tất cả những cái gì tôi không ăn theo một vị Thế Tôn, tôi mang theo đó để cho biết là đây là cái bản lĩnh của một thị giả rất trung thực. Vậy chứ không phải mình ở đây mình giờ thấy ông nào giỏi nhào theo, không đúng. Bởi vì cái thiền tông này là nó có cái kỷ cương và có cái luật của nó. Vì thế mà đạo Phật thiền tông ra đời nó chuẩn hóa toàn bộ lại hết tất cả những vật lý, nói vật lý, phi vật lý, nói phi vật lý. Đó, thành ra cái đạo Phật thiền tông nó phải đặc biệt hơn các cái pháp môn khác. Pháp môn khác thì nó thích chiều về vật lý, nó chiều theo quy luật vật lý, còn cái này hoàn toàn nó phá vật lý, là nó mới có cái câu chuyện này. Rồi con hỏi tiếp. Câu tiếp theo là khi tánh Phật vào gặp trưởng ban dòng tộc ở trong thế giới vật lý thì làm sao mà tánh Phật có thể liên lạc được với lại một vị kim thân Phật để xin vào dòng tộc Phật chứng? Nên nhớ một điều á, khi tánh Phật vô đây chưa có bị nhân quả thì nhìn suốt được, nhìn để về Phật giới được. Một vị Phật bên Phật giới nhìn qua đây được, trừ trường hợp mà tánh Phật vô mượn thân và tánh người nó bị ngũ ba lớp. Lớp là tử cung của mẹ, hai là lớp tánh của con người, ba là cái nghiệp của con người, thì nó mất cái khả năng nhìn về Phật giới. Vì thế mà một tánh Phật vào đây chưa hẳn đã bị nghiệp thì làm sao muốn nhìn đâu cũng được, nhìn xuyên qua tam giới được. Nhưng mà hơn nữa đó là tất cả những cái vị mà vị Phật mà dẫn một tánh Phật này vào đây, sự thật ổng cũng đi theo chứ không phải không đi. Ổng đi theo để gì? Chắc chắn là phải đi qua cái công thức này. Vì thế mà khi một vị thần dùng á, tức như trưởng dòng tộc nói á, thì bắt buộc ông Phật kia phải xuất hiện liền để mà làm chứng rằng cái tánh Phật này vô để mượn thân và tánh người tạo công đức, chứ không có tạo phước đức ác đức gì trong này, bảo đảm như vậy. Nhưng mà nên nhớ rồi, người ta cái trong đế này gọi là quy luật nhân quả luân hồi, vật lý điện từ âm dương, nó không thoát ra này.
hỏi thần không biết chứ sao biết, nhưng mà điều nguyên tắc thì phải làm thủ tục, muốn nhập dòng tộc thì để chi mai mốt được ơi, đừng có cãi tôi, hứa vô đây tạo công đức về mà giờ không chịu về, cứ mê phước đức không đó, để chi là có cái câu chuyện để người ta nói, mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Đây là cái quy luật triệt lý tại nghiệp, nó đúng là tính phật tưởng được vô đây nó dễ ăn lắm, vì đây là dùng này gọi là điện từ âm dương cuốn hút, bên kia là điện từ quang, nó không có cuốn hút, ông tưởng nó giống như bên kia, quên rằng bên đây là thế giới vật lý nhân quả luân hồi, nó đánh giá thấp ở chỗ này thì nó mới có chửi xảy ra cái câu chuyện này. Một vị Phật, một tánh Phật mà vô thì chắc chắn là tánh Phật phải mượn, ông Phật phải đi theo xuất hiện. Ông Phật ở đâu, vô đây ở đâu, ông nằm ngoài cái sức hút vật lý của điện từ âm dương của trái đất cả, chứ không phải nằm đây này. Vừa nghe nói ông xuất hiện liền à, phải hiểu cái nguyên tắc thế giới, đây gọi là thế giới vật lý. Một vị Phật dẫn vô thì đương nhiên ông có đi theo, nhưng mà ông có vô, ông nằm ở ngoài cái rìa đó để chi, nếu vô đây ông cũng bị sai á, nếu bị sai nó cũng theo có nhân quả luôn, ông không dám. Vì thế mà ông phân thân đến trong nhiệm vụ, ông đi ra ngoài này rồi đợi tiên nào mà vô đây, không phải ông phải muốn về liền về đâu, vô xong rồi làm chứng xong rồi phải đợi đúng cái trái đất nó đi lại, đi vào nó trung tâm vận hành luân hồi hải đều dương, ông Phật mới về được. Chứ mà muốn ra lúc nào ra đâu, vô đây thì giống như cái lòng nó bao cứng ngắt, duy nhất chỉ có cái đường đi ra thôi, nhưng phải đúng 365 ngày có 20 tiếng để đi ra, mình phải hiểu cái thế giới vật lý này nó là vậy. Chờ con hỏi tiếp. Ý tiếp theo là làm sao tánh Phật gặp được ông trưởng dòng tộc và có sự trợ giúp nào khác hay không? Đâu tánh Phật nào gặp trưởng dòng tộc được, gặp khi mà muốn mượn thân và tánh người á, thì làm sao mà tánh Phật để gặp được ông chứ? Thì cái đó là nguyên tắc, thì vô đây thế là tánh Phật là gì, nó cấu tạo bằng điện từ quang, còn mấy ông thần là gì, cấu tạo bằng điện từ âm dương. Người ta nhìn thấy hỏi trưởng dòng tộc rộng nào thì ta chỉ, không phải như mình đi gà đề ra chỉ trong tầm mà 5 giây là gặp liền, ta đi bằng tốc độ bằng điện từ mà sẽ đi rất nhanh. À, thành ra có nghĩa là người ta hiểu hết, vừa hỏi vô đây thì thiếu gì thần, tánh Phật vô đây thì nhiều vô số thần, vô số loại thánh ở trong đây, muốn hỏi ông nào ta chỉ cấp tấm liền, cái này là dễ lắm, nếu mà đi sâu vô trong liền rất dễ. Rồi cũng hỏi tiếp. Câu hỏi kế tiếp, lời cô hồn thì có hai phần, sau khi xả bỏ thân vật lý là đồng ý cô chịu sự phân bổ của dòng tộc đi luân hồi, trả nhân quả làm vợ chồng, cha con ông bà vân vân với nhau, hay là ra đường lang thang tự do liệu kiếm ăn. Vậy những người chiến sĩ trận vong, tử nạn, tai nạn giao thông, tai nạn cháy, tai nạn do chết cháy, tai nạn té trên cao, những người thắt cổ tự tử hoặc uống thuốc tự sát thì hoặc là chết ở nước sau, họ không được phép sinh vô dòng tộc hay đi luân hồi mà phải mãi mãi ở một chỗ, có khi đến vài trăm năm sau họ phải chịu vậy mà không có cách nào về nhà được sao? Bây giờ phải hiểu nguyên tắc đó, trong quân đội tất cả như tại sao mà ta nói là sống làm tướng thắt làm thần, cái đây là cái hệ thống của người ta, giống như mình ở đây là người dân nó khác, một người trong quân đội nó khác, mình đi theo cái hệ thống người ta. Còn với vấn đề mà bây giờ mình chết gì tai nạn cho tất cả những người mà tự nhận, tôi nói vậy không có làm cô hồn được rồi, đi xuống địa ngục tất cả những người sống tự nhận là đi cái tần số quá thấp đi, nó quá đen người ta mới tự nhận thành đi xuống các tầng địa ngục. Còn mà bây giờ á, một con người bình thường mà mất đi thì đương nhiên là tới cái loài ngạ quỷ là cái lời phân định, anh muốn trở lại dòng tộc
để đi nhân quả luân hồi theo làm vợ chồng con cháu với nhau, thì cứ đi vào một không quá vậy. Nó giờ tôi sợ, tôi không dám lên đây, phải làm ăn là đủ chuyện đấy, làm cô hồn thì được. Cái đó là tự nguyện của mỗi người. Còn tất cả những cái hệ thống quân đội, người ta đi ra cái hệ thống riêng, nó không có nào. Bởi vì những anh em mình mất chiến sĩ trận giông á, ta không về nhà, vì ta ở trong hàng ngũ quân đội ta là ở rất lâu, chứ không phải là còn cái này. Mình thì không can thiệp vào cái chuyện này, đây là cái chuyện nó không kiểm chứng được. Vì thế mà Thiền Tông không đề cập đến sâu, nhưng mà Thiền Tông đề cập tới cái gì mà hữu hình vô hình mà thực tế. Còn cái kia nó đi hoài cái chương trình, thì cái chương trình đó thì do một vị mà gọi là lãnh đạo về về thì quân đội hỏi tôi nói, chứ còn mình đi đừng có can thiệp vào cái chuyện này. Vì thế mà nên nhớ rằng tất cả những vị tướng tại sao sống làm tướng thắt làm thần, và ai có đến xuống cái đền tưởng niệm của cô Ba Định không? Bà là thiếu tướng đó. Nhà nước dẫn là sống làm tướng thắt làm thần, ghi công ơn đàng hoàng, nó có sách có sự đàng hoàng chứ không phải đấy. Nhưng mà mình ở đây không có đề cập đến, còn ta ở trong giống như mình ở đây, khi mà một vị mà đi bộ đội là thì ta đi vào hàng ngũ mà ta không có chỉ từ trường hợp chỉ đi về phép mới được quyền về nhà, còn không được phép không về. Cái này mình không có đá động tới sâu trong này. Nên nhớ là còn tất cả những người ở đây bây giờ đụng xe chết hay là này kia nọ, cái tuổi thọ chưa có, nhưng mà tại vì sao chưa chết, chưa đầu thai được, hoặc là chưa ấy thì phải ở ngay chỗ mồ mả. Còn những dường bệnh tôi nói này, đi ra ngoài Gò Đống Đa của Hà Nội có nhiều chết là 700-800 năm chưa chịu đi. Tuy nhiên người ta không muốn đi theo cái trở vô trùng tộc, hoặc là ta muốn về làm lò ngã quỷ thì ta phải ở đó. Ta được quyền, thế giới này nó được quyền chỉ đi vào loài người thì mới đi theo quy luật nhân quả luân hồi, còn không quy luật nhân quả luân hồi thì phải làm loài cô hồn. Còn ở trong cái này là ta ở trong cái tổ chức, không nằm ngoài cái này. Mình hiểu cái nguyên tắc thế giới này gọi là thế giới vật lý nhân quả, nhúc nhích thì bị nhân quả, không muốn nhân quả thì đi vào cái thế giới không nhân quả. Còn muốn hưởng phước đi lên trên thì trong này nó còn là lục đạo luân hồi. Nếu tính ra 12 con đường luân hồi và một con đường trở về Phật giới, chỉ có đạo Phật mới giải rõ cái này thôi, còn các tôn giáo không hoàn toàn muốn giải rõ cái này. Nhưng mà rất tiếc là đạo Phật mình chưa có ai đứng ra tổ chức nói cho rõ ràng như cái pháp Thiền Tông. Nhưng cái pháp Thiền Tông này người ta không chấp nhận, thế giới vật lý không chấp nhận cái Thiền Tông là sao? Thì bây giờ tất cả tôi nói là tất cả những người mà các chùa họ làm cái gì đó thì là linh thiêng thôi, linh thiêng quyền bí, ta mới thích cái cơ sở này ra. Mà cái Thiền Tông này nó chỉ cho rõ linh thiêng quyền bí là ở cái góc độ khác, không nằm trong cái Phật giáo. Thành ra người ta không, nó không công nhận, ta không công nhận thôi. Nó khó là khó chỗ này. Chứ giờ tất cả đạo Phật á, Đức Phật lập ra đạo để làm gì? 6 con đường, 5 con đường luân hồi và con đường trở về Phật giới, tất nhiên giác ngộ vậy thôi. Mà có cái chùa nào dạy giác ngộ vậy thôi? Hoàn toàn nằm bên ngoài năm cái luật mà của Đức Phật dạy. Hiện giờ đạo Phật nằm ngoài cái luật này, vì thế mà ta không chấp nhận. Thì ta bây giờ mình hỏi là hỏi trong cái Thiền Tông tôi nói, còn cái kia nó đi ra ngoài mình nói thì nó đụng chạm tôi cũng nói. Giờ mình hỏi tiếp. Con nghe giải đáp Thiền Tông nói về trung ấm thân, ác đức nhiều, phước đức nhiều, công đức ít, khi dùng nhất chữ thiền diệu thuật buông thì bị thần quản lý buông ra, vậy mình được gơi liền không? Khi đã gơi thời gian bao lâu thì hoa tiêu dẫn mình mới xuất hiện để biết chắc đó là hoa tiêu của vị Phật hay là vị thần?
mình phải hiểu cái quy tắc vật lý của trái đất này. Vị thần luôn quyền từ khỏi mặt đất bao nhiêu, mình phải hiểu cái thế giới này. Thần chủ thế giới thì phải được trên mặt đất không quá 1000 cây số. Thần chủ thế giới, thần chủ quốc gia thì nó 80%, còn thần là dùng 60%, thần tự hành 40% thôi. Có nghĩa là anh rơi làm sao mà văng ra khỏi cái tầm tay của thần tự hành là được đi về Phật giới. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này, chứ đâu phải mà muốn bây giờ đã buông rơi rồi, giống như bây giờ nè, mình đã lên cái cây mình vừa buông tay thì cái người kia có thể nắm tay kịp không, hoàn toàn rơi liền thì mình rơi được á. Mình bởi đánh lừa ông thần này, cái này là nó tuyệt mật của Phật giáo, đánh lừa mà rơi rồi thì ông thần ông không giới được, có nghĩa là mình rơi đi ra khỏi tầm tay ông luôn là ông không. Còn thần chợ trần chủ quốc gia hoặc thần dùng nó không can thiệp này, đây là nhiệm vụ của thần thừa hành thôi. Mình phải hiểu ra khỏi tầm tay thần thừa hành là phải được rồi, mà với điều kiện á mình phải có công đức ít nhiều mà có, chứ không có thì không vào trung tâm thừa hành luân hồi được. Vì thế giới này mình phải hiểu thế này nè, thế giới này là thế giới nhân quả âm dương, vật lý âm dương. Phước dương đi ra khỏi đất lên các cõi trời, phước âm ở tại mặt đất và hoặc đi sâu xuống. Bởi vì khi một người âm á là gì, tôi hoàn toàn trung bản thân cấu tạo bằng điện từ âm, đi sâu xuống lòng đất luôn, xuống dưới lòng đất luôn, chứ không phải ấy đâu. Bây giờ điện từ mới xong rồi, còn tứ đại không đi xuống lòng đất được, tứ đại chỉ đi xuống cái chỗ trống của lòng đất thôi, chứ còn đi vào lòng đất thì không được. Mà điện từ âm dương nó đi được, đi vào lòng đất được. Vì thế mà cái loài địa ngục nằm trong lòng đất á, nhưng mà bây giờ mình chứng minh không được. Có người hỏi nó con là con trùng, con này không phải con trùng đó, nó thuộc tân tứ đại, nó cũng nằm ở trong cái phạm vi thôi, không đi sâu vào. Bởi vậy mình chứng minh thế này nè, điện từ âm dương có thể mình nói chuyện nó xuyên qua núi được, nó hiểu cái tiền, hiểu thế giới vật lý này vậy. Vì thế mà cái tổ chức cái loại quân hồn, cái loại ngạch, cái loại địa vô quá, nó nằm sâu trong lòng đất, tất cả những gì sâu trong lòng đất. Còn quân hồn thì nó không đứng đi mặt trên mặt đất được, mà nó cao mặt đất 3 tấc. Quân hồn từ 3 tấc trở lên 4 cây số, mình rời khỏi 4 cây số đi. Mà phải hiểu tổ chức từng phần một mới hiểu được. Muốn tu theo đạo Phật phải hiểu cái tổ chức cái trái đất này, tổ chức con người, tổ chức Phật giới và tổ chức các loài vô hình thì mới tu thiền tông được. Còn nếu không hiểu cái này thì nghĩa là mình tưởng tượng mình tu thì là bị sai. Rồi con hỏi tiếp. Sau khi gây muốn biết hoa tiêu đó thật hay giả, mình phải thử 3 lần, và khi mình phát hiện ra từ 1 đến 3 lần đó là do bị thần dụ, vậy thì làm sao mình thoát được, và về một hoa tiêu thật là khoảng bao lâu mới xuất hiện? Mình rơi ra khỏi cái tầm tay của thần thừa hành thì hoa tiêu thiện xuất hiện. Vì nãy tôi nói qua rơi khỏi 4 cây số, ra khỏi cái tầm tay ông thần thừa hành cao lắm là ông nắm được mình trong vòng 4 cây số trở lại thôi, chứ không qua wow, ông nắm được, ông chỉ có cái lực ông đi ra được. Nhưng mà thường thần chủ thế giới thì đi cao hơn, nhưng mà ta không làm nhiệm vụ này, nhiệm vụ người ta là khác. Thành ra đi ra khỏi tầm rồi thôi, giống như bây giờ anh đi qua cửa khẩu á, còn bên này thì ông cảnh sát không mới bắt mình được. Qua cửa khẩu rồi sao ông bắt được, ông đâu dám qua đâu, đâu có nhiệm vụ không à. Mình phải hiểu cái thế giới này là thế giới nhân quả, mà là cái con đường đi lên, con đường đi xuống, con đường đi ra, mình phải hiểu cái thế giới này. Có nghĩa là người mà có công đức rồi thì thế giới này không chấp nhận, anh phải đi ra. Vì thế mà có một cuộc truyền thiền, có cái hoa tiêu dẫn dẫn để chỉ cái công thức đi ra. Và quan trọng nhất là cái công thức đi ra. Mình hiểu mà không hiểu công thức đi ra thì mình cũng không làm gì được. Rồi con hỏi tiếp. À, trước
trước kia con chúng con có lập ra một cái thất theo pháp môn tịnh độ và có thờ các vị Phật được sư thầy về an vị. Bây giờ chúng con hiểu được pháp môn thiền tông, bây giờ chúng con muốn sinh hoạt bằng pháp môn thiền tông tại cái thất đó thì có được hay không? Bình thường thôi, ông thầy ông lợi an vị là làm cho vui cho trái đất nè, Phật đâu có an vị ông được. Muốn an vị thì phải chùa thiền tông mới an vị được, thì không ai dám vô. Còn nếu mà chùa Phật Lý an vị, thánh vô ngự liền, thần không ngự luôn mà thánh vô ngự rồi. Nay con muốn sửa sang lại cái ngôi thất này để trưng bày một số sách để cho các vị để đến để tìm hiểu pháp môn thiền tâm, thì chúng con phải làm như thế nào? Là mình bình thường thôi, đừng có tưởng tượng nhiều quá. Đừng tưởng tượng là ông thần, ông thánh đạo không cho. Nhà của mình muốn thay đổi cái gì cũng được, muốn đem ai vô nhà tôi chứ đâu phải nhà ông đâu, nhà bà đó mà tôi sợ. Có nghĩa là muốn thay đổi cái gì là thay đổi. Nhưng mà nên nhớ một điều sách mà thiền tông đưa vô trong đầu cái lực dương rồi, âm nó không ở, nó không ở trong đó. Mình phải hiểu này, mình phải tin tưởng rằng cái này là lực dương, lực âm không đến được gần vào. Đừng có tưởng, đừng có sợ gì rồi, muốn làm cái gì làm. Giống như trong nhà mình muốn sửa chữa, muốn làm gì làm, nhưng mà sửa bên nhà coi chừng ông cảnh sát môi trường về ông đi lắc xây dựng công lợi tâm sức khỏe. Còn trong nhà tôi cũng làm gì tôi làm. Mình phải hiểu thế giới này nó là vậy. Trong cái thách của mình thì mình làm chủ, muốn làm gì đừng có tưởng. Mình tưởng rồi là mình sửa được cái ông hồi trước đi vô á, ông cho. Mình có tưởng cái này là tại mình tưởng thôi. Rồi câu hỏi tiếp. Câu tiếp theo là lực rơi của chúng thân có nhanh hay không ạ? Cái gì? Lực rơi của chúng ấm thân có nhanh hay không? Lực rơi á thì tùy theo. Muốn rơi nhanh, muốn rơi nhanh. Nhưng mà rơi nhanh nhất là bằng tốc độ điện từ. Mà nhanh chậm nhất thì cờ rờ cũng được. Bởi vì đó là tự nhiên mà nó muốn. Bởi vì khi mình mang trong ấm thân là do cái muốn và cái tưởng của con người á. Anh muốn đi chậm là chậm, muốn lẹ là lẹ. Mà tối đa của nó là bằng tốc độ của điện từ thôi. Chứ nó không nhanh hơn tốc độ điện từ được. Bởi vì trong cái thế gian này nó có pháp, nó có bốn cái loại tốc độ. Một là tốc độ âm thanh, hai là tốc độ ánh sáng, ba là tốc độ điện từ ẩn chứa, bốn là tốc độ điện từ quang. Mình phải hiểu cái căn bản này thì mới hiểu được cái đạo Phật thiền tông được. Chứ không phải là đó, mình phải hiểu ba cái tốc độ rơi. Thấy không? Rồi, con hỏi tiếp. Câu tiếp theo là cô hồn có khả năng cầm kéo lại mình giống như ông thần nắm mình lại hay không? Cô hồn thì không có làm gì được mình, nhưng mà nó lợi dụng cái thân tứ đại nó làm. Tất cả những gì nói linh thiêng huyền bí là do con người nói không, chứ không có ông cô hồn nào nói này. Mà cô hồn nó ẩn vào trong cái người thích linh thiêng huyền bí nói đó, nó lợi dụng cái này. Bởi trái đất này là ngũ thú tập cư, năm loài sống chung, thì thần lo nhiệm vụ của thần, người lo nhiệm vụ của người, cô hồn lo nhiệm vụ của hồn. Nhưng mà con người nó có cái tưởng, vì cái tưởng này mà cô hồn mới nhẹ vô, nó mượn được. Mình không tưởng, cô hồn không vô là làm gì được hết. Tất cả những người mà nói linh thiêng quyền bí là ai nói? Con người nói, cô hồn mới nói được. Thì cô hồn nó mượn thì được, nó mượn. Con người giống mình là nói đúng là giống như chiếc xe. Anh tài xế nào vô nhào vô cái đó thì ở lái theo kiểu đó, tùy theo. Đó, mình phải hiểu nguyên tắc. Con người là công cụ, trái đất này là con người là công cụ. Tâm linh là do thần, hiển linh là do thánh. Phải hiểu ba cái giới này. Con người là công cụ. Đó, vì thế mà mình đi đâu á, mình nói hiển linh là mình biết là ai.
thiền tông giờ ta chỉ rồi đó, nhưng mà tôi không chỉ ai đó, thì muốn lại ấy, thì lại nói vậy, chỗ đó hiển linh thì nhào vô đi, rồi đó là tôi chỉ thì cứ nhào vô mình tin sao tin tin thôi, chứ không có nói được trắng ra. Vì nguyên thế giới này là thế giới gọi là tâm linh, ta sống bằng tâm linh, còn sống bằng thực tế ta sống không nổi. Đó, bởi vì ta đại con người nó có cái tưởng thì cái tưởng nó mới ra, nó ra nếu mà nó tưởng phải thì nó tốt, mà tưởng không phải làm sao đây, đó là cái chết, cái chết, cái hiển linh bây giờ. Thiền tâm phải nắm, muốn tu thì tao phải nắm được căn bản hết, còn không nắm được căn bản thì nó sẽ sai hoàn toàn. Rồi hỏi tiếp. Rồi câu hỏi tiếp theo là khi có được công đức để bảo toàn số công đức này thì người sống trên thế giới vật lý phải suy nghĩ hành động và tránh những nơi nào, những việc gì để công đức không bị bôi đen. Công đức là giống như là cái áo trắng này thôi, đụng cái gì cũng bị mất cái trắng liền. Mày làm sao mình cái đó mình giữ, người ta đã nói sẵn cho mình rồi, mình muốn giữ công đức giống như cái áo trắng, mà cái áo trắng rất đẹp, đụng đến cái gì đụng vô xanh cũng mất màu trắng, mà đen cũng mất màu trắng, vàng cũng mất màu trắng. Tôi nói thật, tất cả những người mà tạo công đức chỉ đi lên cái chùa mà lại ông Thích Ca là mất liền, tôi nói thiệt, chứ đừng có nói gì mà lựa lại ông nữa. Lại lên Bà Đen, Bà Đen đó còn đen hơn nữa. Có nghĩa là cái đất này nó không phải là của ông Phật. Ông Phật là cái người đã từng sống ở đây đi ra rồi, người ta sợ rồi, người ta biết rồi. Giờ ông về, bởi nó nhìn thấy ai muốn về thì tôi chỉ cho đi theo tôi về. Nhưng mà phải với điều kiện là thần phải thả ra, vô cái tay của thần thì thần mới làm có tiêu được. Chứ còn nếu mà không, còn ở trong cái thế giới vật lý mình, ông Phật đụng vô cũng được vi phạm người ta. Bởi vì nó quánh ông thần, ông Phật luôn, ông thần nó lập luôn. Ủa đâu phải ông ấy vậy, nhiều chùa ông ở đây đâu, thấy không? Mình phải hiểu không, thế giới này là thế giới vật lý, nhiệm vụ ai mới làm. Thiền tông ra đời và nó chỉ cho rõ đó, ai làm gì gì thì chỉ cho rõ. Vì thế mà tin thiền tông để tin một cách khoa học, bằng trí tuệ, chứ đừng có tin mù mờ. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là trong quyển số 10, khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, Bát Nhân có ghi là kim thân Phật. Vậy Bát Nhân giảng rõ ở chỗ này, vì kim thân Phật là ở Phật giới, nhưng lúc này Phật còn ở cõi Ta Bà, tại sao lại nói như vậy? Ông Phật còn ở mang cái thân chúng đại ở trong này, ông là tánh con người, không có thẩm có ông Phật nào trong đây. Kim thân Phật đi về Phật giới mới định hình ra được, còn ở trong này thì nói ông Thích Ca, ông nói là toàn năng toàn giác thôi. Bởi vì vô ở trong cái giới này không có gọi bà ông Phật được, mà chỉ người đủ người toàn năng toàn giác không biết vậy thôi, chứ không có phải là Phật ở cái gì Phật giới á. Khi mà công đức cái những từ quan đến nhuộm với công đức thực, nó mới biến thể thành là ngôi nhà Pháp Thân và Chư Thân Phật nằm bên kia. Vì thế mà cái ngũ nhãn của Đức Phật, cái ngũ nhãn mà Phật nhãn mang thân tứ đại thế khác, Phật nhãn mang trung ấm thân thế khác, Phật nhãn mang kim thân Phật thế khác, chứ không phải này đâu. Nó phải đi ra từng cái sự thấy riêng. Muốn thấy mà cái bằng thấy trùng khắp mọi nơi thì phải là kim thân Phật. Còn mà mang thân tứ đại mà thấy bằng gọi là kiến tánh đó, thì chỉ thấy giới hạn ra khỏi cái thế giới nhân quả âm dương tam giới này thôi, chứ không đi qua được cái thế giới khác. Muốn nhìn được thế giới khác thì phải mang một kim thân Phật, cái thân bằng điện từ quang ba chiếc cực công đức thì mới gọi là kim thân Phật. Mình phải hiểu này, chứ đâu phải bây giờ. Bởi vì có nhiều người tại sao mang thân tứ đại mà xưng này xưng kia thì có chừng thì thánh nhặt dựa vô á. Mình phải hiểu cái này, nhưng mà thôi ai dựa hãy làm việc gì của người ta, mình chỉ phân tích thôi nha.
cái thế giới này thì mình bởi vì đạo Phật á, đạo Phật Thiền Tông là tôi giải thích rất rõ ràng từ chi tiết một chứ không có mơ hồ, mà ta giải thích ta cho hỏi là hỏi tự do, cho nhà khoa học, nhà vật lý học hỏi tự do, không có nể bất cứ gì hết. Mà hỏi thì phải hỏi bằng khoa học, tuy là vô hình nhưng cũng phải bằng khoa học, chứ không phải vô hình rồi muốn tưởng gì tưởng không được. Rồi hỏi tiếp. Trong quyển số 8, có một số vị tổ được gọi là Bồ Tát, ví dụ như là Bồ Tát Mã Minh, Bồ Tát Quán Thọ, vì sao lại có khác biệt như thế? Chữ Bồ Tát là gan, ông này gan, ông tổ này gan, có vậy thôi. Hoặc là ông tổ này làm những cái câu thơ nó vượt hơn người ta, nó rất hay. Chữ hay như gan là áp dụng cho mấy ông tổ. Có thể có nhiều ông tổ có mấy chục câu rồi đó, phải của ông kia ông nói hoài thì được, cái đó gọi là Bồ Tát. Thì phải hiểu là vậy, là chữ Bồ Tát là khác. Cũng như vừa rồi mà hồi năm 1963 mà ông Thích Quảng Đức đó, hòa thượng ông thiêu lại cho kêu Bồ Tát là ông gan. Ông gan sao chứ tôi cũng tu mà tôi không dám thiêu, tại ông gan tôi kêu Bồ Tát. Chữ Bồ Tát là chữ gan, có vậy thôi chứ nó khác gì đâu. Cũng như một con người đi quân đội, tại sao ông đó không anh hùng mà ông kia anh hùng, ông kia gan, ông gan đánh chết bỏ thì gọi là anh hùng. Gan là chữ anh hùng. Bây giờ chứng minh rằng cái quân đội mình vậy, bây giờ đâu phải là ai là anh hùng hết, không nào là anh hùng, nào gan đánh năm trận bảy trận mà mày gan á, chọn mày vậy là anh hùng lực lượng vũ trang, cứ gan vậy thôi chứ cái gì đâu. Thế giới này là nói vậy. Rồi nói tiếp. Con thấy các vị Phật, vị Tổ rất nghiêm trì giới luật, vậy người tu thiền tông muốn giải thoát thật lòng, ngoài ba điều kiện chính bác đã dạy thì phải nghiêm trì giới luật như Tổ đã giữ như thế được không ạ? Có ông Tổ nào đâu nghiêm trì giới luật đâu. Một vị Tăng mới là nghiêm trì giới luật, một Tổ hoàn toàn không có nghiêm trì thì. Nên nhớ là nghiêm trì giới luật là một vị Tăng. Một con người tổ không hoàn toàn không ấy. Nếu mà dân nghiêm trì giới luật thì ông Trần Nhân Tông có không thử để chém ta. Nếu mà nghiêm trì giới luật làm sao ông dám giết ta. Nghiêm trì giới luật là một vị Tăng lãnh đạo quần chúng, phải nghiêm trì để chi là cái gương cho mấy người kia nó nói theo. Thành Phật không có lương, không thêm thì thành đi tu thành Phật. Thế giới vật lý này có gì xài đấy, không có nghệ vào cái đời cái này, không có nghiêm trì cái gì hết đấy. Nên nhớ rằng Tổ Bồ Đề Đạt Ma là sao, khi mà ông qua sông là sao, ông đâu cần, ông sử dụng thần thông liền, chứ bình thường không dám mà thần thông luôn chứ. Đi qua sông hết đò thì phải đi bằng thần thông. Cái bắt buộc cái kiện, bắt buộc cái giờ phút phải sử dụng, người ta phải sử dụng được, sử dụng thôi. Bởi vậy thì như vậy đó, Tăng là nghiêm trì giới luật, hạnh tăng vô nhất vật thanh bậc, cái đó là phải có cái hình thức của cái thế giới vật lý này, ta mới gọi là thầy. Vì thế mà Tăng phải cạo đầu để ta biết làm thầy. Tổ hoàn toàn không chơi này, muốn để cũng được đấy. Bởi vậy tôi mới nói thế này, cái đạo Phật này đó, người ta phải hiểu. Đầu tiên ông Thích Ca mà ông ra tu á, ông cắt tóc thôi nha, cắt được hầu đạo tóc cũng dài, cắt cái nó xoắn lại đất ngưỡng độ mà cắt cái nó thô lại thành ra xong ốc. Khi mà ông tu á, để tóc nè, khi mà ông bắt đầu đi giảng từ tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, hoàn toàn cạo đầu liền. Để gì ông làm tập luôn thầy và thầy để ông giảng. Mà khi mà ông giảng hết rồi, ông giải pháp môn thiền tâm để tóc lại. Có để đi gì cái giai đoạn một vị Phật, chứ không phải là nói rằng Phật cạo đầu hay là để tóc, lúc từ giai đoạn tùy theo trường hợp. Chứ không phải muốn cạo đầu nào cạo cũng thế. Đúng giai một ông thầy là phải cạo đầu, đúng giai một vị Tổ không cạo đầu. Đó, một đống giai một vị Phật dạy giác ngồi đó không cạo đầu. Mình phải hiểu nguyên tắc này. Chứ đừng có bây giờ nói ông cãi lộn, ông Phật cạo đầu, Phật để tóc. Tại vẫn hiểu cái thời gian. Để tóc gì một tháng sau rồi nó lại nhóc lại, đừng có đâu cần thầy. Thế không? Mình mới hiểu thời gian. Vì thế mà khi, tại sao mà Đức Phật
cái thịnh mà Đức Phật cầm cành sen lại để tâm. Trong cái đóng phim, tại nó không hiểu, nó không nghiên cứu kỹ cái vấn đề cuộc đời của Đức Phật. Cuộc đời Đức Phật nó đi trải ra nhiều cái, mới ra thì cũng phải để tóc à, nhưng mà tu bắt đầu đi ra giảng đạo, thành đạo rồi cái bắt đầu để cạo đầu để dạy. Vì thế mà nhiều người ủa tại sao ông Phật cạo đầu ở chỗ để tóc, tại nó từng thời kỳ một. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là: vì sao khi mang thân tứ đại con người mà người có công đức nhiều cỡ nào cũng không ảnh hưởng tới trái đất? Người mang thân tứ đại có công đức nhiều cỡ nào cũng không ảnh hưởng tới trái đất, vì sao lại như vậy? Bây giờ đó, nếu mình có công đức thì tùy theo cái hoàn cảnh, chứ không phải một người mà toàn năng toàn giác ta có công đức nó khác, ta sử dụng khác, tới đó người ta che lại, ta che cái lực dương lại, ta được làm này. Còn khi nào mà ta sống ngoài, tại vì mà tại sao ông Phật ngày xưa dám ngủ trong rừng, không có con mũi không cắn ông được, ông mới ngủ được, chứ mình bây giờ bị vô nó thui mày luôn á. Mình phải hiểu một gì toàn năng toàn giác người ta có cái lực này. Tụi mình đừng có so sánh. Rồi về sau, tại sao mà Đức Phật khi mà ông ở trong rừng một mình, nhưng mà khi mà có tăng đoàn, ông bắt tăng đoàn phải ở trong nhà. Nó phải hiểu, bị tăng đoàn nó đâu có lực bằng ông đâu. Nhưng mà thì không, bây giờ phải ở đúng là những thế giới vật lý này, chứ đừng có đi sai. Để ông dạy người ta mà, ông dạy người ta thì phải dạy cái gì cho rõ ràng. Nhưng mà ngày xưa Đức Phật á, phải nghĩ bây giờ có kinh sách nhiều là gì? Là mấy ông thầy tưởng ra vẽ viết đâu, giống như cái câu chuyện Đức Phật dạy đạo không phải là ông dạy bảo, dạy công thức. Ví dụ ông dạy cho Mananda cái công thức là vậy, rồi Mananda về mới chép lại, rồi ông mới phân giải này kia, rồi nó trở thành những kinh, rồi Phật xét đúng thì con nói vậy là đúng ha. Cái đường thật, cái kinh của Đức Phật nó không có dạy, nó chỉ dạy công thức, bao nhiêu công thức thôi. Rồi sau này qua cái hệ thống sao thì mấy thầy tìm bấm trên muối vô thì nó mới có cái vụ cúng. Bây giờ chùa nói trên lỗ mà chùa làm không cúng thì là làm sao đây, các chùa làm sao đây? Cúng thì nó có linh mà chùa không linh ai tới, thì vậy nó sai cái đó là vì thế mà từ khi mà các vị tổ mà mất rồi đó thì hoàn toàn đạo Phật nó biến chuyển hết lại, nó đem vô đạo thần, đạo tiên, đạo thánh vô. Chứ đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát. Giác ngộ có nghĩa là anh hiểu, là anh muốn về lên cõi trời, anh phải đi con đường này, công thức này. Muốn đi đâu có công thức này, chứ mấy mỗi giờ mấy ông làm ra cái thiên về linh thiêng hết. Mà điển hình bây giờ tất cả những vị mà gọi là tu đó, rồi gì chùa mà có điện mời ông thần vô, hô thần nhập được hay đó. Không nếu đáng lẽ ông an vị Phật thì mời thần Phật nhập được, thần mời thần nhập được, mà thần đâu có vô, thì ông thánh nhào vô rồi ra nó lợi. Ông phải hiểu cái tí vậy. Bởi vì cái thiền tông đó ra đời là để nó nói lại, nó chuyển hết lại trên đất này. Từ tuổi thọ trái đất bị sinh diệt như thế nào, bị quý diệt như thế nào, nó hết luôn. Con người cũng vậy. Đâu có hơi tóc. Tiếp theo là: người có công đức thật nhiều, khi đọc được 60% quyền ký của bác viết thì người này có tự hiểu thêm được 40% còn lại hay không? Sách và cái quyền ký là 60%. Khi công bố quyền ký tôi đưa tới 26% rồi, thì bây giờ còn giấu là có 14% thôi, không ai biết. Bây giờ bàn là bàn bên ngoài thôi, không biết 14% là cái gì. Bây giờ ai muốn biết 14% không? Mời giáo hội trung ương đến đây, tôi đưa cho đọc. Nhưng mà giờ cam kết với tôi là đọc phải cho xuất bản, cho ông đọc bảo xuất bản tôi cũng được. Tôi trả về trong không gian, tôi không lấy xuống được. Tôi phải
đơn giản không đấy. Có nghĩa là 60% đã công bố thêm 26% rồi, còn 14% nữa. 14% này thì phải tầm cỡ quốc gia, từ tôn giáo hoặc chính quyền tôi đưa cho đọc. Nhưng mà trước khi đọc phải cam kết là phải cho xuất bản tôi mới được, còn không thế thôi trả về cho không gian để đợi ông lại Việt Nam ông mộ lấy sao lấy thì kệ không rồi nói chứ. Câu hỏi kế tiếp là con cố gắng chia sẻ về Pháp Lâm Thiền Tông cho bạn bè để tạo công đức, nhưng lỡ một mai con mất sớm, những người bạn của con chưa được truyền thiền hoặc chưa có vị nào về được Phật giới, vậy thì con có giải thoát được hay không? Giải thoát được không? Người có công đức á, cái đó mình do mình để có mình có cái giải thoát này nó đơn giản, không khó. Có nghĩa là làm sao thần thả mình thì mình về. Còn mà bây giờ có công đức thật nhiều mà ông thần không thả lại ta thì cũng phải giữ quyền kiểm soát. Vì thần là thực thi nhân quả, tôi thấy anh nhân quả sao tôi thực thi đấy, chừng tôi nắm được anh là anh phải đi nghe lời tôi, còn nếu chừng nào anh vô cái tay tôi đi anh cũng đi đâu cũng đi, là phải hiểu đây. Còn bây giờ mình tạo công đức, mình tạo làm sao mà chắc ăn. Bữa nay ta đã nói rồi, có nhiều người bây giờ nó đang lộn xộn, có nhiều người tạo công đức càng nhiều càng chết rồi sao, nó tạo công đức này mà nó xâm phạm kia mà mình có công đức mà mới làm thằng kia rồi sao đây, có chừng cái chỗ đó rồi. Thế giới này thế giới của người ta, công đức có thì là ơn, giống như cục vàng với hộp xoàn á, bỏ tủ cho kỹ đem đâu khoe đó. Rồi sao mình phải hiểu cái thế giới này, mình bởi vì tạo nước cái gì giống như mình sắm mua được một lượng vàng hay là một viên kim cương phải khách thật kỹ, đừng có cho dính bụi, đừng có dính nước sơn rồi sao. Rồi kim cương giống như hộp đá, giống như cục đá chứ gì đâu. Rồi câu hỏi tiếp đi. Khi tạo công đức mà con có ngã chấp hay một lý do gì đó về công đức bị bôi đen, và sau này cố gắng tạo thêm thật nhiều công đức nữa, vậy công đức trong sáng đó có bị bôi đen luôn hay không? Cái nào nó bôi thôi, không bôi thì mình sẽ cố gắng, mình kinh nghiệm mình tạo. Có nhiều người tạo và mới ban đầu mà thấy này hay lắm tạo, nhưng mà nó bị bôi đen, rồi từ từ mình kinh nghiệm những điểm bôi đen mình làm sao mình. Cái ông thần thừa hành thả mình ra cho mình đi, ông thần thừa hành đã đi thì ông Phật mới rước. Cái ông thần thừa hành ông nằm ông Phật cũng dám, ông biết ở thấy cũng dám. Có nghĩa là bởi vì phải tại thần rút ra, thần thừa hành vượt 4 cây số, rời khỏi ra 4 cây số thì ông kia mới nhào vô giúp mình. Còn nếu mà không qua cái quy luật này thì thôi đừng. Hôm qua cái lệnh này sẽ đừng có phong mà cầu cứu ai, chỉ có cúng chỉ cho nó mệt. Rồi có hỏi chứ. Trong sách bác viết có dạy như sau, là muốn được rơi vào trung tâm vận hành luân hồi, người tu phải tập cho thân tâm vật lý được tự nhiên thanh tịnh, nhưng trong thế gian này việc đó rất khó, vậy chúng con phải làm như thế nào? Mới đầu ta bắt rồi phải tu, chứ là sau cùng ta đã qua phải tu đâu. Mới ban đầu phải nói gì từ từ dẫn vô cái điểm, cái đạo Phật Thiền Tông này mới ban đầu mà nói cái biển số 9 ra không ai chịu nổi đâu. Thành đã phải dẫn đi từ 1 đến 8, chứng minh cho mấy ông tổ rồi bắt đầu mới đi vào ông Thích Ca, cuộc đời ông Thích Ca. Rồi từ ông Thích Ca rồi thì mới đưa vô quyền ký. Mình phải đi tuần tự, rồi bây giờ quyền ký công bố ra rồi thì phải chuẩn hóa lại. Bây giờ bắt đầu từ khi mà công bố ra thì những cái lời nói bây giờ là gọi là chuẩn lại, những cái gì trước dẹp ở đi, chớ dẫn như là vết đã qua, chớ đừng nghe gì tôi nói mấy quyển sách trước. Phải hiểu vậy, hiểu từ từ chứ đâu phải. Ông Phật còn nói thì tôi thì cũng chơi cái thuật này thôi cho nói ra. Chứ nếu lúc trước mà nói thế này ai nghe?
xin lỗi nói cái này giáo phận thì nó đúng một cái cuốn sách đầu là nó đúng rồi, chứ đừng có nói vậy. Và tôi lừa cho tới cái cuốn thứ 10 trong con thứ nhất này. Mà tôi cũng ngoài cái quỹ số 1 á, tôi nói thiệt là tôi viết nhiều cái tôi đưa vô nhưng mà nó không bôi. Tôi đưa điển hình này. Là cái câu mà nè, mà vừa nó ra đây cô làm ông về đi thì lính ông theo ta mà mấy cái câu đó không bôi chứ phải bôi mà chứ mà mấy câu đó cho đi ra à, cái câu đó rất đậm nhưng mà nhà xuất bản cho ra mà mấy kia nó vậy là 84.000 không chịu, 6 là không, không chịu rồi 80 tôi nghi là không. Cái chuyện không quan trọng mà mấy ông kêu mình gạt mà cái quan trọng là ông gạt. Tôi cũng thử viết ra cái cuốn một tôi phải nhắc tôi thử tôi coi là mấy ông cái trình độ như thế nào ông hiểu thế nào à, thành ra bây giờ và tại vì sao bây giờ tiền tông nó có mấy chữ mà phải viết 10 cuốn sách không có gì đó khó nhưng mà thầy phải viết à, giống như mấy đứa nhỏ mới đi học bây giờ nó phải học giống nó học viết từ 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 lên rồi. Nếu mà nó lên lớp 12 nó đâu cần tập chị cho nó mở hậu đó ổng chỉ sẵn rồi mày đâu có khả năng nhận lớp 12 liền đâu thế cũng phải chia từ lớp 1, 2, 3, 4 lên thì nó thì tông nó cũng đi cái dạng này nhau con mời tiếp đi. Trong câu chuyện ông lão hồ ly là cái con hồ ly á, là bây giờ tức là nghe được tổ bá trưởng á, giảng về pháp môn thiền tông thì tại sao con chồn lại có thể hóa hiện thành thân một con người được? Cái này người ta có thần thông người ta làm được, tuy là ổng dễ chơi cũng tu bao nhiêu đời rồi ổng cũng được thần thông chứ ổng tha tâm thân luôn, nhưng mà cái nghiệp làm chồn lúc ra kéo ổng vô trồng ổng phải chịu thôi. Vì cái nghiệp lực mà cái nghiệp lực ấy là thần thực thi hay quá, ông có chạy không được giờ nó đẩy vô con trồn không phải ra con trồn không có chắc đâu đã thần thực thi hay quá, có nghĩa là người ta có cái lực ghê lắm mà còn bị chứ đừng có nói gì. Bởi vì một vị Phật ông Thích Ca khi mà ở trong quy luật vật lý này ông cũng không thể thoát được cái quy luật này, ông cũng đi lừa gạt ta mấy chục năm ở trên làm từ gạt mấy tỷ năm ổng cũng kể lên cho mình nghe, ổng biết mình hồi nước cũng có cái chuyện này chứ hay không, nhưng mà giờ nó qua rồi mình quên hết. Thế mình mới hiểu cái này thế giới nhân quả này, bây giờ là tôi nói thật thế giới nhân quả này lửa nó chạy lửa nóng đó. Giờ ai ông thần đưa tài vô nó cũng đố ông luôn chứ đứng là mình. Thế giới này là tự nhiên nó vậy nha. Bây giờ anh mà giàu có cái nào mà anh đưa tay vô nó cũng đố anh chứ không chuyện cái thằng nghèo đưa vô lửa sợ nó đố, còn thằng giàu người ta nó cũng đố như thường. Lực nhân lực tự nhiên nó là vậy, mình đừng có thắc mắc cái này. Còn một ông lão này là tất nhiên ta tu bao nhiêu đời chứ đâu phải chứng được rất nhiều à là hán chứng luôn một chuyện đó, một chuyện nhỏ đó người ta. Mà tại vì cái quy luật này ông trả lời sai thì cái nhân quả, cái này nhân quả là do thần thực thi nhân quả nắm ông kéo đẩy vô con trồn phải ra con trồn ông chạy sao cho khỏi được, nhân quả là phải vậy. Giờ mình cũng hỏi tiếp, nhưng mà khi mang một cái thân của một con súc sinh á thì là tức là vô minh rất là dày đặc, nhưng khi hóa hiện ra một thân con người á thì ông này đã đạt được cái cửa bí mật thiền tông, đó là tại sao? Cái này nó đúng ra là hiện tại nó đúng ra cái kiếp làm đọa thôi chứ sự thật cái này là cái câu chuyện Đức Phật muốn chứng minh rằng cái luật nhân quả trên đất này không ai thoát được, để rồi dạy cho loài người vì sao đừng có tưởng tu giỏi tu lâu tu này tu kia nè. Ông nói chuyện cái này là gì, cảnh cáo mấy cái ông giảng sư à, chứ không phải cảnh cáo mình đâu có làm gì nữa, cái này cảnh cáo mấy ông kia rồi cỡ đó nó còn bị nha. Cái này là các vị tổ ta muốn đưa cái đề tài này để cảnh cáo cho mấy cái ông đó chứ không phải cảnh cáo mình. Mình đã chuyển xuống làm chồn vậy hả? Còn kia manh cả đó đó nó còn phải làm chồn nữa. Giờ con hỏi tiếp.
cô hồn tới giờ đói thì phải đi ngửi mùi thức ăn do bốc hơi lên. Vậy cô hồn ngửi bằng cách nào, nhưng trong khi đó không có thân tứ đại, không có lỗ mũi? Thân tứ đại nó tổ chức cho nó là mình đây là điện từ, mình ở đây gọi là tứ đại, cũng có mắt tai mũi lưỡi, trung bản thân nó cũng vậy thôi. Chứ nó khác mình đó, nó cũng đi bằng con mắt gọi là con mắt, là nó di chuyển, nó thấy được cũng bằng con mắt điện tử. Còn mình ở đây, mình đây đi qua hai con mắt, một mắt thịt và con mắt điện tử âm dương. Nên nhớ ông Phật thì nói về ông Phật đi bằng cái gì? Ông nhục nhãn ông Phật khác với mình, chứ không phải mình. Ông Phật có nhục nhãn là mình thấy ông đã siêu qua tường rồi, nhục nhãn còn là gì khi ông có cái thuật làm cho cái điện từ nó đẩy đi. Vì thế mà trong cái câu chuyện mà nói là ông Phật ở đó, có người hỏi chứ mấy người mà ở gần Như Lai 5-10 thước thì nói còn 100 thước làm sao người ta nghe đây này. Ông nói là cái thuật đẩy cái điện đi. Mình sống đây bằng điện từ mình nói đây là do kiệt giảng vật lý đi 5 thước, còn các ông Phật cũng bằng vật lý nhưng mà ông có thuật đẩy đi thêm. Vì thế mà bây giờ khoa học có chứng minh rằng, bây giờ tôi nói chứ mà không có cái video này nói sao, nhận cái video đẩy đi chứ không có cái điện video đẩy đi chứ không có điện video sao đẩy được. Thành ra Phật đó là thiền tông ra đời phải chứng minh bằng khoa học thì mới giải thích được. Vì thế mà nói gì nên văn minh không gian, hồi xưa không ai biết là văn minh không gian là gì, mà giờ ông Phật chứng minh rất rõ ràng. Thành cái thiền tông mới ra đời được. Vì thế mà lục tổ mới biết là thiền tông ra đời phá tà tông, là cái chỗ này này, chỉ có thiền tông nó mới phá được cái sai lầm của người ta, chứ không có cái thiền tông để trên lẩu mình cũng đi lại sói đậu. Bây giờ ai biết cái thiền tông này có đi lại không, đi lại mấy ông thần không, đi lại mấy ông của hồn không? Hoàn toàn có. Cái nhà cái thiền tông chứ không có thiền tông chắc cũng lại sói đậu luôn. Nó hiểu nguyên tắc đấy. Rồi câu hỏi tiếp. Trong quyển số 11 bác có viết là sau này người Thăng Long ngộ thiền rất nhiều. Vậy có phải mạch nguồn thiền tâm sẽ do người Thăng Long nắm giữ giáo lý thiền tâm hay không ạ? Thế này thì đâu có biết, không có nói trước được. Mà bây giờ khi công bố quyền ký là ngày xưa nó thiệt mà một quãng người tu không biết tánh Phật là gì. Bây giờ xin lỗi, ai đọc có biết tánh Phật rồi thì rất như là ta đã ngộ với tánh Phật tánh người rồi. Còn cái chuyện muốn đi về nữa là không, là cái chuyện người ta muốn đi về phải tạo công đức. Chứ bây giờ biết tánh Phật tánh người nhân quả lương hồ vậy á mà thôi, nhà tôi còn dài nhiều lắm, sợ đợi tôi đi tôi ở lại tôi giữ tôi sao. Biết thì biết mà giờ không phải lợi thế giới vật lý này nó kém. Thì nói đúng ra khi nào quyền ký nó là cái ngày xưa đó, các ông tổ lâu lâu có độ được người như được tổ người đang độ được bà Võ Tắc Thiên đó. Chứ bây giờ xin lỗi 100 bà Võ Tắc Thiên ở đây ngồi đây ở đây thì hội đức Phật gia, bây giờ đây Phật gia quá trời nè, có ngang bà Võ Tắc Thiên không, cũng ngang vậy. Mà tại vì mình không hề làm vua, chứ làm vua thì mình có tiếng. Khi mà cái quyền ký công bố ra rồi thì rất nhiều người biết. Hồi xưa từ cái quyển số 8 không có nói cái tánh Phật nè, bắt đầu quyền ký mới nói về tánh Phật, tất kia nó ta còn giấu mà. Hồi xưa đâu biết tánh người, kêu quyển 1-2 thì ai biết tánh người là gì, không biết. Dần dần nó có kéo ra. Rồi bây giờ nếu mà cái hồi mà chưa công bố quyền ký mà hỏi cái này tôi cũng đâu dám hỏi. Bây giờ nó công bố ra tôi mới dám rồi. Nó đi nằm ra đằng sau, nó sẽ có nhiều cái nó cũng nằm ở trong 14 phần thiệt hoạch nhưng mà không phát hiện. Tôi nói không ai phát hiện được. Chứ nếu mà người nào biết phân tích nó có trong đó chứ không phải không. À, mà tôi chỉ nói phức và hậu kiểm, mà chừng nào mà dạy cho rõ có nghĩa là không chịu, mình không chịu Phật giả, không chịu mở ra thấy liền. Còn ta, đó người ta cũng nói ở cảnh chủ vụ chứ nằm ở đâu chứ đâu. Câu tiếp theo là bác có nói người muốn tu giải thoát thật sự thì sẽ có một vị Phật hay là một vị thần kim cang giúp. Vậy dựa vào điều kiện gì thì cái người này sẽ được một vị Phật hay là thần kim cang giúp?
Thì trong sách nói rồi là có hai trường hợp, một là A Di Đà qua khai kiến Phật dỗ gỗ xanh, ông cấp cái bằng đó xuống đây thì mình mới vô, còn hai là phải có công đức tánh Phật mở ra thì mới hút được. Có hai cái trường hợp này thôi. Còn mà là lên A Di Đà không chịu học, cứ đi bẻ bông sen hoài tối ngày, rồi sao xuống đây ổng đâu có tờ giấy nào, có tờ giấy lệnh nào đưa xuống đây mà vô, thì thôi xuống đây đi làm tiếp. Xuống đây cái bắt đầu á, ở trên đường dạ, ở trên đường có phước xuống và bắt đầu làm chủ tịch tập đoàn, rồi sao đi tiếp. À, thì giờ chủ tịch tập đoàn đường qua khai kiến Phật thì tôi tới 100 tháng chứ tôi không có học, cũng không có ngộ vô sanh nổi, dính vô cái danh chất rồi thì cái này không có, không có xài được. Nhờ người học có hỏi chứ. Khi truyền thiền thì có 95% người bỏ cuộc, vậy những người này có phải là do nghiệp luân hồi quá nhiều hay tại họ sử dụng tánh người nhiều quá cho nên bị như vậy? Cái này nói đúng ra khi ngộ ai cũng ngộ, nhưng mà cái nghiệp của mình, cái nhân quả mình còn, ông thần không cho thâu đi, thì tâm nó tà đạo đừng có vô, đi chung đi qua cá đi, đi xuống núi sao lại đi, nó chánh đạo đó, do ông thần dẫn mình đi, do cái nghiệp dẫn mình đi mà, chứ ai là không biết, không biết cái ngộ giải thoát là chánh, nhưng mà đều ông thần không biết ông nói gì, hoặc là anh thánh không nói gì đó, cái này không phải, đi cho biết. Bởi vì có nhiều người tại sao truyền thiền họ nói, ủa tôi thấy truyền thiền đâu có gì đâu, đã nói vậy thôi, đâu đúng rồi, đâu có gì đâu, công đức làm sao biết, phương đức sao biết, mà ta chỉ thấy cái bằng thì giật tưởng đâu vô truyền thiền cái ngày mai cái tôi trúng số, ai ta tưởng vậy nó mới chết mình, ta nói ủa đâu có gì đâu, thì thôi mình đi, thì ông thánh ông thành dẫn mình đi đâu, rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, vì sao trái đất này lại có thể sản sinh ra được công đức kỳ diệu như vậy? Cái này là cái quy luật của nó. Bây giờ tôi hỏi vậy chứ, hai cái thỏi 500 âm chương này, tại sao nó phát ra điện 12 vào? Ra nó kỳ diệu, nó hai này không thấy cái gì đó, mà nó quay một cái nó ra điện, mà điện nó muốn biến điện chi cũng có, thì làm sao? Cái bây giờ tôi nói là cái phước đức như thế nào mà nó kéo mình lên tinh một hoàng sống không? Nó có thấy hình tướng là tại sao nó kéo mình lên đây? Nè, thì cái công đức cũng vậy. Tại vì trong thế giới này nó có ba cái loại: phước đức dương, phước đức âm, rồi ác đức. Công đức thì để đi về, nó hòa lợi với cái điện từ quang, nó sản sinh ra một kim thân Phật. Còn ở đây, phước đức nó hòa với điện từ âm dương 12 màu sắc thành vị tiên, hoặc là từ cũng sắc vậy đó. Giống như mình đi cũng xi măng trộn cái gì nó ra cái nấy. Thế giới vật lý mà nó hình thành cái đó. Chứ hỏi gì? Chứ bây giờ nếu mà nói đất mà để quà này nó ra kia, chỉ có xi măng nó mới ra được, còn đất thì mình quà kia lên nó ra xịn, chứ làm sao nó ra xi măng? Thì công đức nó quà như thế nào, đây công thức của thế giới này, vì thế mà cái tinh, cái kim thân Phật nó phải vào đây mượn để đi làm cái này. Vì thế mà đạo Phật nó là cái tinh hoa của đạo Phật nằm ở chỗ này. Tại sao một con người mà tại sao làm ra một ông Phật được, làm cái hình ông Phật được, còn tánh Phật có nhào vô? Cái này là kỳ diệu, gọi là tinh hoa của đạo Phật nó nằm ở chỗ này. Mình phải hiểu nguyên tắc nó rồi mình mới hiểu. Chứ bây giờ hỏi chứ cái kỳ diệu nó làm sao biết? Giờ hai cái thỏi 500 nó quay nó phát ra điện, hỏi chứ sao? Ủa, này có gì đâu, có thấy gì đâu, mà sợ nó bạc thế này, mà nó giữ chết người ta luôn á. Mà đen có thể đủ thứ, nó biến chuyển đủ thứ, cái này nó là kỳ diệu của vật lý. Rồi, hỏi chứ. Câu tiếp theo là, thưa bác, hoa tiêu của vị Phật xuất hiện dẫn chung ấm thân đi, khi chung ấm thân còn trong trái đất, hay trung tâm chung ấm thân đã ra ngoài trái đất? Dẫn cái trung ấm thân đi ra ngoài sức hút âm của trái đất,
vô cái chỗ đó, giữa âm và dương, giữa nếu mà đi qua, nếu mà có phước đức dương nó đẩy lên ra các cõi trời luôn, cũng có vẻ nằm ở chỗ đó, nó quay đợi cho đúng 365 nó trở về cái trung tâm vận hành luân hồi hải triều dương, muốn về Phật giới được. Thì vô đó thì cái trung ẩn tăng nó mới tan rã ra, thì một tánh Phật và công đức mới hiện ra. Nó duy nhất chỉ có hai cái này còn, tánh Phật và công đức còn. Còn phước đức âm, phước đức dương, ác đức bay mất hết. Nó bởi vì thế mà trong kinh Đức Phật, tất cả những vị Phật nào mà vừa vào đây thì đều thốt ra một cái câu nghiệp chiếu bổ lại không, có nghĩa là trước giờ mình tưởng nó thể ai giờ nó có nó bay mất hết rồi. Rồi mới nói là nghiệp chiếu bổ lại không là cái chỗ này, chứ đừng có ngồi ở ngoài đâu, đang chạy xe nó nghiệp chướng mũi lại không, chạy tầm bậy được cái bánh xác luôn chứ ngạt thở, nghiệp chướng mũi lại không, vô đó mới được quyền thốt cái câu này. Rồi không thay tiếp. Khi chung ấm thân chờ đợi ở ngoài dòng sức hút của điện từ âm dương thì chung ấm thân có hình dáng gì hay không, có nghe được gì hay không, có sử dụng cái tưởng của mình hay không? Chung ấm thân là bằng điện, mà cái thân người bằng điện từ âm dương nó thu nhỏ lại mình, ví dụ mình giờ mình cao 1.5 thước, nó thâu lại còn có 1.1 thước thôi, nó cũng là con người mà cấu tạo bằng điện từ âm dương, cũng mắt tai mũi miệng rõ hết, vì thế mình mới thấy đường đi. Rồi mới nghe nói thì đi lại đó ngửi mùi, chứ mà không có mắt thì biết đường đi đâu. Không, nếu mà không có con mắt thì xuống địa ngục rồi đó. Không, mà không dám đi, mất rồi. Lấy xuống địa ngục thì điện từ âm nặng quá đi, hết thấy đường luôn. Đó, thành ra mình mới gọi là địa ngục. Nó nằm ở trong lòng đất luôn. Mà cái con người băng điện từ âm dương nó mới ở trong lòng đất được, chứ con người cứ đại không xuống được. Mình hiểu thế giới vật lý nó là vậy. Giờ có hỏi chứ vì sao một vị Phật không dạy cho con người tạo công đức từ trước khi con người vào thời kỳ khoa học mới dạy được? Đầu tiên á, một tánh Phật đã vô rồi, ông Phật ở ngoài thế giới Phật giới đã nói rồi, ông mới coi chứ giờ được tánh Phật đừng có vào trong này, ghê lắm, nó quay chịu nổ đâu. Nhiều tinh thần nói sao trong quyển chính đấy, ôi vật lý là cái gì tôi sợ, tôi trị vật lý được. Nhưng mà cái quyển chính là nói rồi, một tánh Phật khen thường cái quy luật nhân quả này. Bây giờ đừng có nói gì ở ngoài đó thì còn xa, bây giờ nè người ta đó, thế giới này nếu mà mình mang một thân con người á, mình không có tiền chịu nổi không? Thế giới vật lý là thế giới vậy đó. Ai đi ở giờ tôi coi tu đi, ông ngồi trong tu xoáy đầu rồi nè, ông thiếu cái vật lý ông cũng chịu nổi. Thế giới vật lý nó là vậy, là nó quật ngã tất cả những cái người mang thân tứ đại, chỉ trừ trùng cái cục cái mang thân điện từ là nó không làm gì được hết. Mà than thân tứ đại rồi, ở nhà có giờ có chỗ ở được rồi mà cũng muốn kiếm nhà lầu mà cho đẹp, cẩn gạch cho tốt. Nó chạy ra tưởng người ta làm sao. Thế giới vật lý này là gọi là cuốn hút vật lý em dường, bắt buộc anh phải theo cái quy luật của nó, không ai thoát rồi đâu. Vì sao vậy, thế mà tại sao có nhiều thầy á, người dân ở ngoài thì cũng nói ông thầy tu 90 tuổi rồi mà thấy mà cái chùa lớn vậy, tiền mà 30 tỷ rồi không chịu đem ra xài, nó mở tủ rồi cũng dụ người ta tới người ta cung tiền tiếp, nó sao nó tham cái con người nên vật lý nó là vậy. Giờ chốt mà cũng không, mà tôi có nhiều khi bây giờ tôi nói này có nhiều thầy nha, đi xe lăn rồi đó sắp chết rồi đó, mà cũng phải đẩy xe lăn ra kiếm tiền từ bán mẹ với mấy miếng đất đi ra không có tiền. Nó vậy lên là thế giới vật lý nó vậy, nó khủng khiếp lên chứ không phải làm sao. Mình thấy điển hình cái người mà ta tu ta không hiểu mà đã tu biết rồi đi xe lăn rồi sắp chết rồi mà cũng phải đẩy ra cho ta uống tiền. rồi suy nghĩ thế giới vật lý khủng khiếp không, đừng có xem thường. Vì tánh Phật xem thường vô đây nó bị mang cái thân người rồi, nó tưởng nó mang thân người, nó điều khiển thân người được. Ai về tánh người nó có cái tưởng cái tham nó quá cha, nó điều khiển này đi
rồi sao? Rồi nói tiếp đi. Tại sao thời kỳ Đức Phật còn tại thế á, thì Ngài lại không chỉ cách tạo công đức mà lại đến thời kỳ khoa học mới được chỉ cách tạo công đức đó? Đầu tiên có chỉ, không chỉ, chửi ông mà ông điên. Chửi ông điên. Đầu tiên á, cái câu chuyện mà quán trong cái tô nước có nhiều con vi trùng, có nhiều người mà thấy thì kia kìa, mà A-la-hán nó nhìn thấy nha, còn quán người bình thường ổng nó khùng, ổng chửi Phật rồi. Trong đó 100 người chỉ có ổng biết, ổng rồi ổng cười, chửi Phật cũng đi, không có thấy gì đâu mà ổng nói trong này vô số vi trùng. Bây giờ khoa học nói, thành ra ngày xưa mà ông Phật chỉ nói thế này nè, nó ta dùng thuật điện từ ta đẩy đi, ta nói tiếng được xa. Nó sao tôi gì, tôi giống với ông vậy, tôi nói không ai nghe. Đó mới để làm sao? Mà trong khi đó, bởi vì tôi nói cái thời kỳ trái đất này nó có ba thời kỳ lập đạo. Thứ nhất là lập do thần lập, thứ hai do con người lập, thứ ba do thánh lập. Mà cái thời mà thất Đức Phật, thời đó Độ Đồng, làm sao nói cái khoa học người ta hiểu được. Bây giờ khoa học nói mà bây giờ tôi nói thế này, giờ rồi tại sao mà chùa Tiền Tông Tông công bố quy kiến mà mấy ông chửi tôi, nói tôi là Hoa Dương. Rồi sao tôi nói tôi bằng mà biểu Hoa Dương hay gì tôi biết, mà đây là đây hỏi đi, tôi nói cho nghe có ai lợi đâu mà đứng mà chửi Hoa Dương. Rồi sao ông Phật có hơn gì đâu, lúc đó ông Phật còn tệ, cái thời Đức Phật còn tệ hơn bây giờ. Bây giờ mình còn chứng minh một hai cái này mà nó còn chửi Hoa Dương nữa, còn nếu thời Phật làm sao đó, chính đệ tử ông chửi luôn chứ, chứ đâu phải là làm sao công bố này ra đây. Mình phải hiểu cái thế giới này, thế giới vật lý thì Đức Phật bảo giờ ông nói thôi, thì giờ để chuyện nào là người dân minh lên mà phải chứng minh được. Nhưng mà nên nhớ rằng chứng minh truyền tiền 100 người có 5 người đi tới thôi, thuận chiều nó trả lại, nó đi lên núi mà đi ăn không. Đó. Rồi sao trên nó linh hơn ở đây linh rồi sao rồi có hỏi tiếp đi. Việc làm nào của con người được xếp vào gọi là phước đức âm, việc làm nào thì được gọi là phước đức dương? Phước đức âm là nó có hai cái trường hợp. Giờ mình muốn làm thì đa số là con vô cái chùa hay vô cái đình hay cái miếu, con cúng dường này, con về sau muốn làm giàu, đó là phước âm không ạ? Rồi mấy cái người đó họ cũng biết nè, tôi vô tôi cúng mà tôi làm sao tôi ngộ có thành thông, thế đó là cái là âm đó. Còn nếu mà phước đức chương là giờ tôi cúng này là tôi muốn đi lên chỗ đó ở đó thì phước đức chương nó rõ ra tại cái lần muốn của mình, giống như mình có phước, giống như có tiền, bây giờ tôi có tiền, giờ tôi muốn đi đâu vịnh Hạ Long thì tôi mua vé đi Hạ Long chứ đâu, muốn đi Cà Mau tôi mua vé Cà Mau chứ không lẽ là cái do cái muốn của mình. Âm dương là do mình muốn đi đâu, là do cái mình trước mắt mình phải có tiền là có phước thì mới phước mới sử dụng trong tam giới này được. Còn đức không sử dụng tam giới mà sử dụng bên ngoài tam giới, hiểu nguyên tắc đó là vậy. Người mà thông thiên được là người có phước đức vô lượng hay là người có nhiệm vụ riêng? Cái gì? Người mà thông thiên được á, là người này có phước đức vô lượng hay là người này có nhiệm vụ riêng? Nếu một người mà nhiệm vụ riêng thì đúng nói, nhưng bây giờ này tôi thấy là thông thiên thì nhiều lắm, ai cũng thông thiên được. Tôi chỉ là 99 đều thông thiên, có một mắt thông thiên. Phải không? Đây có không? Chàng có này, nó đang cầm cái thông thiên này. Cái gì đâu như thế à? Muốn thấy Mỹ không? Phẩm thiên nhiên kéo về đi. Muốn thấy ông nào giảng đạo không? Mặc ra ông giảng đi. Cái gì đâu? Ông tin nói vậy đâu, đâu có gì. Có nghĩa là không cần dự vô lượng là nó còn dữ dội hơn ngọn này. Ít thôi. Ít thôi nó cũng có mua được cái máy rồi. Ví dụ là nhiều lắm, bây giờ bán 8G thì nó khác, 3G, 2G nữa khác. Thì nó cũng phước nhưng mà nó nhỏ thôi. Nó bây giờ là thông thiên thiếu gì đó. Còn bây giờ thì mình ở đây thì chưa có
chưa có kêu bằng thiên nhãn qua bên Mỹ qua bên Tây thiếu gì thiên nhãn rồi qua là áp canh muốn coi hình sinh tinh nào bỏ tiền vô một hình tinh một tấm kiếm thì nó riêng ra mấy hành tinh nó thiên nhãn muốn một thiên nhãn qua tháp áp canh nó trèo trển bỏ vô nhìn thấy nó bây giờ bởi vì khoa học chứng minh cái này thật đó mới người ta mới hiểu chứ nếu mà không chứ mà không có cái mà khoa học không tiến triển thì nói cái này ta không hiểu đâu nó ổng nói tao ổng nói mệt thôi ổng nói thôi để chừng nào khoa học chứng minh thì nói rồi nó nghe thôi chứ gì cũng không ổng không muốn cho mình nghe đâu. Ai sợ cái này, ai sợ cái nhân quả luân hồi thì nên tìm một đạo phật sợ thôi đi tiếp. Bây giờ thì nhà tôi còn nhiều quá, bây giờ tôi giải thoát rồi tôi bỏ ai đấy, đó là tôi giữ, rồi làm sao giải thoát được? Kể cả không lên quả trời nữa, lên quả trời được tôi nhà tôi bỏ đi, thì bây giờ con phải tạo phước âm để giữ cái nhà, giờ muốn giữ cái nhà, ví dụ con có 10 căn nhà giờ sao? Là phước thiệt nhiều, tôi đầu thai là làm cháu nội cái này, còn tôi đẻ tôi ra để gì dâu đẻ tôi ra giữ nhà này nó ăn phước cái ông là cái chỗ đó rõ ràng như vậy rồi hỏi tiếp đi. Trong càng không vũ trụ này loài nào có nhiệm vụ riêng của loài đó, vậy thì tánh Phật là sự sống của muôn loài, vậy có phải tánh Phật là nhiệm vụ là như vậy hay không? Tánh Phật nào có nhiệm vụ vậy là mình tham vô. Bây giờ nó giống như là tánh Phật giống như mình nói là điện đi. Nó vô cái quạt nó quay theo cái quạt, nó vô cái máy lạnh nó quay theo cái máy lạnh, nó vô cái máy cài nó quay theo máy cài. Cái đầu vô cái nghiệp vô đây là vô cái phân bổ nghiệp thì nó biên hình như vậy. Chứ tánh Phật đã đầu tiên cũng vô là ông Phật cũng đã nói rồi, 12 con đường luân hồi chứ con nhỏ đâu, đừng có vô thôi, bàn tánh Phật nhỏ nhỏ thôi, nó không được. Tôi muốn nhìn khắp vũ trụ mà ông tu có chút xíu tôi nhìn có phút này. Rồi thì muốn vô, chỉ là vô, nhớ trong điều, vô phải cam kết nha. Thế giới này vô phải cam kết nè, chứ không có nói vô đây được, ăn quịch được hay chặt. Đúng mới đi ra được, còn không đúng ra mà đúng rồi thì tôi mới vô, tôi rước về. Còn không được thì thôi, chứ ở hoài đâu á. Mình hỏi vậy chứ bây giờ ví dụ có làm sai tôi cao lắm được nhưng 10 năm hỏi tôi cũng tạo ra một vị Phật nói sao tánh Phật chắc nói lộn rồi 100 tỷ năm chứ không có 10 năm đó vô đây là dính rồi mới biết khi mà nhân quả nó dính rồi đừng có mong gỡ được rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi kế tiếp, 12 loại điện từ gồm những loại điện từ nào? Thì trong này ta viết rõ là điện từ âm dương, rồi điện từ âm dương, rồi điện từ cấu trúc là gì? Rồi thần, rồi trời dục giới, hữu sắc, vô sắc. À, nếu mà nó bao nhiêu có nghĩa là ở cái hoàn cảnh nào thì ra cái điện từ đó, nên đây là ta nói về căn bản có mấy cái loại thôi, còn thực sự thật giống như mình hỏi chứ cái điện này là như thế nào thì nói là điện lúc sáng chứ sao lúc sáng nó quay cái quạt được, nó là con chính được ha. Nó biến thể, đây là nói căn bản năm cái ở trên đất này là âm dương là một, thứ hai là cấu tạo con người, rồi điện là bảo vệ tam giới, rồi điện bảo vệ bằng bầu hoàng đạo 1, 2, 3, 4 gì đó, nó nhiều lắm, nên mình nói căn bản thôi. Rồi hỏi tiếp, thiền trong kinh bây giờ thiên giác có giải thoát được hay không? Đúng rồi. Thiền trong kinh thiên giác có giải thoát được hay không? Tâm linh thiên giác nghe không? Thiền trong kinh thiên giác. Thiền á, ngồi thiền. Thiền trong kinh thiên giác. À, thế giới này vẫn chưa bằng là nhúc nhích ra đã đuổi nhân quả làm sao giải thoát,
anh thiền là anh có ngồi rồi, phải không? Vậy thì nó cái gì đó theo cái nhân quả là sao vậy thôi. Cái có nghĩa là ở trong thế giới này anh muốn giải thoát, anh dẹp nó đi, anh học. Bây giờ ta nói học và hành, không tu. Anh tu là bị nhân quả, học và hành để đi biết con đường đi ra. Có nghĩa là thiền bất cứ gì là phải hành hết, hành là nó theo quy luật nhân quả. Chứ làm sao giải thoát được, giải thoát. Bởi vậy Đức Phật không bảo rằng, ông nói là 4 với 5 ta không có dạy cái này, ta chỉ thôi chứ, ta chỉ thì không có dạy. Mà ông không hiểu, ông nói nếu mà ông không tu sao tôi giải thoát. Thì ông nói thôi kệ, muốn đi nữa thì ta chỉ, rồi ông chịu nghe tôi, muốn đi nữa thì ta đi tiếp. Giới là hiện từ quan trùm khắp, sau hiện tại kính thiên văn hiện đại có thể nhìn xa hàng nghìn tỷ năm ánh sáng mà không thấy được cái vùng sáng của điện từ quan. Cái bầu hoạt động một thấy cũng chưa hết. Bởi vì đi qua cái bầu hoạt động hai nó là gì? Bằng điện từ cấu tạo từ cây cỏ qua lá thân tiên cấu thân trời cấu tạo bằng điện từ, làm sao cái này nó thấy? Nếu nó thấy được là nó thấy ra trong cõi vô hình rồi. Nha. Tại là nó không hiểu. Giờ nó nhìn gì nó định cái đồng mút mắt nó thôi chứ làm sao nó thấy qua được cái dùng hai chứ đừng nói mà đây là có dùng 4 dùng và một dùng bảo vệ làm sao nó hoạt động. Tại nó không hiểu, nó không hiểu tổ chức cái tâm giới là cái gì. Nó tưởng có hệ mặt trời là giữa mặt trời xung quanh có nhiều hành tinh vậy thôi, nó tưởng đâu vậy thôi chứ làm sao nó biết cái vòng hoạt động 2, 3, 4 được cái bảo vệ đó. Để gì nè, khi mà một huyền gia hồi xưa tôi nhớ âm rong mà nó đi qua cái mặt trăng, nó nhìn thấy cái trái đất quay, nó quay rất nhanh. Ủa, nó thấy không có cái chân mà tại sao nó quay, mà nó không hiểu được là tại là sao trái đất quay. Chính bây giờ qua bây giờ nó cũng không hiểu tại sao trái đất quay, mà nó chỉ hiểu là lực hấp dẫn để cho nó quay. Mà lực hấp dẫn là cái gì? Nó nói gần đúng, hấp dẫn là điện từ âm dương, nó nói gần đúng, nhưng mà nó không hiểu cái tổ chức của vô hình. Khoa học có thì nó chỉ chứng minh bằng cái hữu hình thôi, còn vô hình không hiểu. Nhưng mà bây giờ hữu hình vô hình thì bây giờ nó chứng minh được mà nó không hiểu tại làm sao. Nó chưa có hiểu cái tốc độ điện từ đi luôn, nó chỉ hiểu được tốc độ ánh sáng thôi, cái điện từ nó không hiểu. Thì làm sao nó bây giờ nó thì nó coi là không có chuyện hàng triệu năm ánh sáng không biết đâu. Điều, một giây ánh sáng đi là 300.000 cây số, hàng triệu năm là đi bao nhiêu, nó chỉ vòng vòng đầy đợn đợn nó quất đại nói cho nó vui thôi chứ làm gì nó nhìn tới hàng triệu năm ánh sáng. Nó chưa biết được tốc độ điện từ chứ đừng có nói chi. Thì làm sao nó hiểu, khoa học nó hiểu được. Khoa học nó không chưa nào nó khoáng phá được cái lời của Đức Phật dạy thì nó mới thăng vô chỗ này nó mới hiểu được. Còn nó không khoáng phá, nó đòi gì chắc chắc thôi chứ nó không dùng mình, vô mình nó không biết. Rồi con hỏi tiếp. Trong kinh Vi Ma Thật có câu: người gành đạo Phật là người làm được những ngũ nghịch trọng tội. Con nghe không hiểu, vậy có nghĩa là gì? Xin bác giải thích cho con. Nói rõ là trong kinh Vi Ma Thật có câu: người gành đạo Phật là người làm được những ngũ nghịch trọng tội. Ngũ nghịch được làm gì? Làm được ngỗ nghịch trọng tội. Làm việc những việc ngỗ nghịch trọng tội. Làm ngỗ nghịch nha. Khi ngỗ nghịch là kêu bằng mình kêu ấy tổ tiên bà cha mẹ rồi ngỗ nghịch là trọng tội, nó được gì xuống địa ngục. Tội ngỗ nghịch. Tội nghịch là ngỗ cha ngỗ mẹ ông bà mình rồi tội ngỗ nghịch. Thì được xếp vào trọng tội. Trọng tội thì đi đâu? Xuống địa ngục. Thì 18 tầng nó tùy theo là mình muốn được ít hay nhiều. Thì xuống đó nó quăng vô đó rồi coi. Nó nặng thì nó nặng nặng nhất thì xuống đúng 18 tầng hết rồi. Hết từ 19 rồi xuống đó đứng lại. Còn nó nhẹ nhẹ thì từ thứ 5, thứ 7 gì đó. Tội ngủ nghịch là tạo mang trong hội. Cái đó là
Bởi vì trong kinh đó là tội ngộ nghịch vô gián a tỳ, nhớ ngộ nghịch là mang cái tội vô gián, là địa ngục không có ngày giờ. A tỳ chứ a tỳ sâu với sâu với a tỳ được biết sâu rồi 18 tầng mà mình không biết, giờ một tầng bao nhiêu thước mình không biết, nhưng mà trong đó nói là 18 tầng địa ngục chưa biết rồi, chứ đừng nói là 18 cây số không chịu, không đúng. Tại vì hồi xưa ông bạn đâu có nói, nhưng mà chỉ nói là xuống địa ngục a tỳ tầng thứ 18 rồi không phải tiếp. Cái câu này á, là người ta hỏi là người gành đạo Phật là người làm được những ngũ nghịch trọng tội, tức là người gành đạo Phật mà lại làm những chuyện gì? Người mà rành đạo Phật á, thì được làm những chuyện ngũ nghịch. Vậy bà ai rành đạo Phật làm ngũ nghịch? Câu hỏi rồi. Cái câu hỏi luôn. Có nghĩa là hiểu đạo Phật, có thể hiểu hỏi về, ví dụ mình hiểu đạo Phật hoặc cái tội ngũ nghịch có sao không? Ví dụ vậy thì được. Cái dẫn đã ngộ người ta gây được cái gọi là trọng tội rồi. Nhưng mà nên nhớ rằng dù ngủ nghịch hay cái gì thì thế giới cái lý này mà ông thân đừng có quản lý mình là giải thoát rồi. Nếu không dù ngủ nghịch giết người với trọng tội là gì, cái giết người cũng thuộc về trọng tội, nhưng mà tại sao phu đau thành Phật là giải quyết công thức này ông tạo thì bởi vì cái này là phải làm sao mà ông thần không quản lý mình cái tánh Phật được á, quản lý người ta mới thực thi được, còn nếu không quản lý thì mình mới giải thoát được. Thì vào đó thì cái tội ngũ nghịch trọng tội nó bay hết, nó trở về cái vật lý hết. Tội có nghĩa là cái tội trên thế gian này nó phân định bằng điện từ âm, có nghĩa là âm nhiều nhất thì xuống 18 tầng, ở nghịch ít thì còn 7-8 tầng vậy đó ha. Đó mình phải hiểu cái này. Mà nếu mà xuống đó thì phải thần thực thi nhân quả mới xuống được. Giống như mình mang tội mà tòa án kêu mà phải ông cảnh sát dẫn mình đi, chứ không có ông cảnh sát mà ông kêu thả ra ngoài không có ai dẫn mình ra, thì mình đâu có thực thi nhân quả được. Ta mình phải hiểu cái thế giới này, dù có cái gì đi nữa mình phải là thần, đừng có quản lý mình thì mình mới giải thoát được. Còn nếu mà thần quản lý thôi, đừng có mong thoát ở thế giới vật lý này, có ai thoát đâu. Rồi câu hỏi tiếp. Khi một con người tạo được công đức ít hay nhiều mà trong đời sống này còn tham dục luyến ái, vậy công đức đó có bị bôi đen hay không? Cái này nó thuộc về thế giới vật lý, không có chi xếp vào cái đó được. Bây giờ nói giờ, bây giờ ví dụ mà nói giờ tôi tu quá rồi tôi ăn mặn, rồi tôi không ăn mặn không vậy đó được. Ở với ông Phật, ông Phật có ăn chay ngày nào không? Ai cũng chuyển mặn đấy. Cái này là cái thế giới vật lý nhu cầu. Bây giờ không lẽ bây giờ Phật tử thì gia đình có vợ chồng mà con rồi sao? Không làm cái chuyện đó là làm nó không phải cho gia đình nữa, được không đó rồi đổ nợ luôn, từ mới nổ ông sùng lên. Thế giới vật lý sử dụng hết, bởi vì ông Phật trong thế giới này có gì sử dụng cái đấy, nhưng mà nên nhớ là trong cái lễ nghi, lễ chi nó kìm lại. Thế giới vật lý này mà muốn về Phật giới thì sao? Thì phải tạo công đức, đừng có tạo phước đức nữa. Mình phải hiểu cái nguyên tắc nó mới hiểu được. Chứ thế giới này đừng hỏi cái chuyện này. Đã tôi nói là bởi vì làm nghề gì phải làm cho đúng, dưới điều kiện cái tạo công đức anh muốn về. Còn nếu anh làm mà không có công đức thì thôi, xin thần thực thi nhân quả có đè xuống dưới 18 tầng địa ngục luôn, tạo nó xuống dưới. Rồi hỏi tiếp. Con thấy có nhiều người giúp được người khác vào bí mật thiền tông rất dễ, còn con lại không giúp được ai, là lý do tại sao? Không có cái duyên à, mình sao giống như là mình không có cái duyên độ người ta là thôi, đâu mà muốn độ mình có cái duyên độ, chứ không có duyên sao độ. Bây giờ nói thử nè, có nhiều người họ vào họ đi mua nhà hoài không được,
Tại sao không phải cái gì cũng ở đây mua quan tâm không được, mà người nghèo mua được, tại cái duyên người ta, cái nghiệp của ta ở đây. Sao mà thế giới này là thế giới nhân quả? Mình mà có nhiều người, có nhiều người không có tiền nhiều là muốn mua, mua không được, cái xấu người ta không có ở được đó. Tại thần không có vô, đẩy đi vô khác. Mình ra đây sống, gọi là sống thế giới nhân quả, phải tuân theo đó. Mình phải hiểu vậy, mình không có buồn. Còn mình không hiểu, mình không hiểu, mình đi cầu cúng tùm lum là thành được. Thì đốt cuộc thì làm gì cũng ra đấy. Dạ, con hỏi tiếp đi. Trong lúc chạy xe máy thì con thường hay gắn tai phone để nghe giải đáp, vậy vậy có ảnh hưởng gì hay không? nghe giờ phải chú ý cái đường. Cũng chú ý cho mày cái giải đáp rồi nó vô trụ điện. Cái chuyện đó là thôi, sao thế giới này chịu được mà làm chịu được, nhưng phải làm chủ đi đường, phải làm chủ tốc độ và làm chủ con đường. Rồi cứ nghe cứ vậy. Rồi nếu mà chỉ cứ nghe mà phải làm chủ được, nhưng mà nên nhớ là cái gì, mình nhớ cái này cái kia nó phân tan, thế giới này nó là vậy. Bây giờ có nhiều khi mình đang làm gì, mình nghe gì cái mình làm không nhớ mình làm gì á, thì mình có chân. Rồi có nhiều cái chạy xe đó thì có chân rồi không nhớ mình chạy xe, mình nhớ mới vừa hay quá vỗ tay cái là sao vô tay là sao. Rồi chú ý chỗ này chút. Công đức ngoài việc tạo ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và kim thân Phật thì công đức còn có gì đặc biệt khác nữa hay không ạ? Cho nên nó có xài có hai món mà, chứ không có làm gì. Một là Phật lớn, Phật nhỏ thôi. Công đức 1 ký thì nó thành 1 ký, 10 ký thành 1 ký, có vậy thôi. Công đức sử dụng bữa đó có 2 cái phần, ngôi nhà pháp thân dòng kim thân Phật thôi. Mà sở dĩ có Phật lớn, Phật nhỏ đó, ví dụ mình ở đây mình thấy 10 cây số, mà muốn thấy 100 cây số thì phải lớn chút, muốn 1000 cây số phải lớn chút, còn muốn khắp càng khôn vũ trụ đi tới nữa. Mà kim thân Phật nó đi bằng tốc độ lên điện từ quang, nó đi rất nhanh, có nghĩa là một dòng trái đất đi trong nháy mắt, trái đất này 40.000 cây số đi trong nháy mắt đó. Mình phải hiểu thế giới vật lý nó là vậy, với thế giới phi vật lý nó là vậy. Rồi không phải chi. Khi chung ấm thân chờ đợi ở ngoài dòng ngoài trái đất để mà đợi về vực giới thì chung ấm thân có hay đi lạc hay không? Ở đằng đó là vậy, khi nào mà mình đi ra khỏi cái dòng đó đó mà mình muốn trở lại thì ông Phật không có dẫn mình mới trở lại được. Nhưng mà nên là vô thế giới vật lý nó sai vậy, bắt buộc phải đói bụng nè, chung ấm thân vẫn đói bụng, chỉ đi ra ngoài không đói bụng thôi. Nhưng mà thường thường tất cả những người mà ra cái nơi mà không muốn lưu phúc âm dương thì người ta đã học, đã hiểu rồi. Chỉ có cái nước mà không biết chừng nào nó vô trung tâm vận hành luân hồi, chỗ đó không có hiểu, nó không có rõ ràng. Có nhiều khi nó tới mình không biết thì chỉ Phật không có hiểu. Thành là phải cố gắng là cho nó hiểu này, chứ còn nếu đã ra đó thì không có vô được. Bây giờ mình có công đức nó không vô được, nó đạp ra, nó tự tăng, nó không chịu. Bởi vì có phú đức âm thì phải vô cái đất được, còn phú đức dương đi ra ngoài đất vào các vậy bầu hoàng đạo khác. Mình hiểu nguyên tắc này. Giờ con hỏi tiếp. Nếu không có thân tứ đại, không có thân điện tử âm dương hay là kim thân thì có phải các thứ tánh như là thấy, nghe, nói, biết tự nó không biết được chính xác hay không ạ? Nếu mà không có thân tứ đại âm dương thì ở bên kia tánh Phật là gì? Nó hình thành bằng cái điện từ quang, có nghĩa là rất nhỏ, giống như mình ở đây cái ánh sáng bằng đêm thì giống như khi con đom đóm mà thấy chút chiếu. Bây giờ tại tôi muốn thấy bằng cái bóng đèn 100W thì tôi vô chiếu 100W. Nó tại vì hầu chưa không chịu an phận trong cái này,
ông Phật cũng tham kim thân vật lý, cũng có ông Phật cũng tham phải chứ phải không, nhưng mà tham kim thân vật lý, nhưng mà không ngờ rằng vô đây là quy luật vật lý nó quay, ông kêu không hiểu, ông không hiểu cái này. Mà chính bây giờ quyền ký công bố ra rồi mà người ta còn không chấp nhận cái này, rồi ra ta cứ ngồi ta tu rồi tu cho thành này thành kia chứ là ta không chịu đó, tại mà đây người ta giải thích biết rõ ràng chứ không phải là mù mờ. Thành ra thế giới này, bởi vì thế giới này là gì, kiến chấp nhiều, thầy tu lâu tiến sĩ kiến chấp dữ lắm, nó tu dữ. Ông trong chùa Tân Diệu này ông tà đạo mà biểu ông lợi tranh luận, ông lợi tranh luận rồi phải có luật sư rồi có người làm chứng, nhưng mà ông lợi muốn nói gì nói phải bằng khoa học đàng hoàng, nói bằng chứng minh đàng hoàng mà ông dám nói. Hiện tại thì thế giới này gọi là bởi vì Đức Phật đó, thế gian tôi nói xin lỗi, mình còn nhỏ, mình nghèo, mình gian, mình đi mánh mung lấy tiền, xin lỗi giám đốc công ty nó còn gian, quá chà mình là sao, bốc lột công nhân còn quá, mình mướn một người bốc lột có một người, nó mướn 1.000 người nó bốc lột 1.000 người, nên nó còn gian hơn mình nữa. Thế gian đó là vậy, đừng có tưởng đâu. Bởi vì tại đâu, tại sao có nhiều nước giàu vậy mà còn đi kiếm nước khác, cái lòng tham nó không có bờ bến quá. Thành ra Đức Phật nói con người ta tham cái túi không có đáy, đựng hoài không biết lại rồi hỏi tiếp. Tổ Đạt Ma có nói một câu: một hoa nở năm cánh, kết quả tự nhiên thanh tịnh, xin bác giải thích ý nghĩa hai câu ạ. Một hoa nở năm cánh tự nhiên thành chứ thanh tịnh thì không có chứ thanh tịnh đó là vậy. Có nghĩa là hàm ý là tổ đến cái nước ở Trung Quốc này nè, sẽ có thêm 4 đời tổ nữa, ở 5 đời tổ nữa. Một hoa nở năm cánh là ổng đó, ổng đem cái bông này ổng cầm vô nó nở thêm 5 cái bông nữa. Là Huệ Khả này, là Tăng Sáng này, Đạo Tính, Vận Nhẫn, Lục Tổ Huệ Năng, 5 người nữa. Rồi tự nhiên thành này, thì cái hình thành của cái phía đông này, cái đạo Phật Thiền Tông nó sẽ hình thành tại phía đông này. Nhưng mà nó phải mấy ngàn năm đó mới công bố rằng nó hình thành được. Nếu mà Thiền Tông không đi qua Trung Quốc, Việt Nam không thể tiếp nhận được. Vì sao? Việt Nam là đệ tử của Trung Quốc, sư phụ giữ mới được. Mình nói xin lỗi, mình mới tách ra đây thôi chứ hồi xưa là bắt thuộc mấy lần, 3 lần bắt thuộc mấy ngàn năm rồi, sau rồi Tây thuộc rồi Nhân thuộc. Bây giờ mình nó mới trở lại. Nếu mà mình nói về mình thì mới thực sự là có tự do từ khi Đảng Cộng sản ra đời. Chứ lúc trước không thần Tây không thuộc thì tới Mỹ thuộc. Khó cho nó. Thành ra nhờ cái dòng tiền nó đi theo cái đường của nó. Chứ đáng lẽ thì nếu mà tại bởi vì ngày xưa mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma đây nó ghé Việt Nam đứng của nhau, lúc đó nó phải là Việt Nam mà nó thuộc về của Khmer, nước này nó thuộc Khmer, còn ở ngoài Nhà Trang nó thuộc về Chiêm Thành chứ đâu phải đây. Bây giờ mình xuôi về Nam thì đây cách đâu 300 mấy chục năm thôi, nước Việt Nam mà tiêu thần miền Nam Việt Nam mới có đây 300 mấy chục năm nữa. Đó, mình mới hiểu từ thời từ Nguyễn Huệ không? Nguyễn Huệ là gần cách này là trên 200 mấy chục năm. Rồi con hỏi tiếp. Khi chung ấm thân đi vào trung tâm vận hành luân hồi thì lúc đó có hình ảnh hay âm thanh gì khác biệt để nhận ra cửa này hay không ạ? Vô đó tự nhiên cái chung ấm thân thì tự nhiên nó tan ra. Tan ra thì cái tánh Phật nó hiện liền, hiện hữu, rồi công đức nó hiện ra. Mà do một vị Phật chỉ cách phải hiểu, chứ tánh Phật mà vô không hiểu là không biết cái đó là cái gì. Rồi bây giờ khi cưỡng lại không được, cưỡng rồi, nếu mà vô đó không chịu rã cưỡng lại nó hút vô nữa đó. Nó vô quy luật chân hồn, bị tiêu. Vì thế mà một vị Phật phải làm cái hoa tiêu để cho biết cái công thức của nó. Chứ còn hiện tượng thì phải do một vị Phật chỉ. Cũng như giống như mình là
mới nhập cái máy về mình đâu biết sử dụng, mà có người ta sử dụng kỹ cái máy mới sử dụng, còn không biết người đâu dám rợ vô, rợ vô mình biết nó là sao lên à, phải hiểu cái nguyên tắc này. Rồi câu hỏi tiếp, khi chung ấm thân chờ đợi có bị lửa tâm muội của mặt trời làm ảnh hưởng gì tới hay không? Bây giờ chung ấm thân nó núp, ví dụ mặt trời ở đây nè, trái đất cũng nằm ở đây thì cái trung tâm nằm ở dưới này nè. Bởi vì trung ấm thân từ cái khi nó vào trung tâm điện hầu đó là đúng một tiếng lại thoát ra về cái vật giới được một tiếng đồng hồ. Vì thế mà có 20 tiếng đồng hồ an toàn để cho đi ra. Nếu mà người nào mà mới vô không được, mới vô, bởi vì trái đất này á, thở dĩ mà mình sống được rồi có từng ozone nó bảo vệ. Còn vô trung tâm vận hành không có được ông tôi bảo vệ, mà nó vô cái bảo vệ của cái đất mặt trên đó, rồi mình núp ở dưới này, núp cái bóng đi ra. Nguyên tắc là vậy. Chứ còn nếu mà mình vô mà nó nằm ở trên đó là mình, bởi vì là cái trung ấm thân mình không biết, mình nằm ở trên của cái đất đốt liền, đốt chịu nổ. Thành phải núp cái đất, núp cái đất thì nó có cái từng ngọn dôi bảo vệ bên trên, ở dưới này là vô cái bóng tối của cái đất nữa. Nhưng mà mình nhờ đó là tại sao mình thấy được, là nhờ có một vị Phật là Qua Tiêu dẫn vô. Chừng nào mà cái trung thân rã ra thì tánh Phật mới thấy, mới thấy được. Còn nếu mà bởi vì vô ra mình, nếu mình ở trên mà nó chiếu xuống dưới này nó tối là mình không thấy. Nếu mà điện từ quang không thấy, điện từ âm dương không thấy, chỉ có điện từ mắt điện từ quang mới thấy thôi. Để hiểu cái thế giới này là vậy. Vì vô đó thì cái từng, nếu mà không ấy, bởi vì mình nằm ở ngoài cái từng bảo vệ rồi, bảo vệ thì nó nằm ở ngoài sức hút của đây là nhờ đó. Vô đó nó cản rồi mình mới đi ra được. Còn nếu không có cái này thì đốt lửa tâm muội, đốt chịu nổ. Rồi câu hỏi tiếp, thưa bác, từng rồi bác có trả lời là người tu thiền tâm đúng thì sẽ quên được nhiều thứ. Vậy chứ nếu mà người tu thiền tâm mà không bị quên thì là họ tu chưa đúng, có phải như vậy không ạ? Người ta mà chưa quên rồi còn nhớ, mà họ chưa buông được. Thiền tâm anh buông lên mới nhớ mới quên, còn anh không buông mà dính là anh cái gì thì anh không có chú đạo nè. Bởi vì mình tu á, mình đem vô thì mình nhớ đem ra. Giống như nhà mình đem vô cái gì móc ra mới có, còn đè trong nhà không có gì móc cái gì đó thì nó không có gì, không nhớ đó. Thì phải hiểu cái thế giới này thì phải cố gắng cho nó buông đi, cho nó quên bớt. Thứ nhất cái tiền á, rồi nhớ cái gì. Thứ nhất mình bỏ bớt thì buông bớt, cái nhà thầy là thiền tông là nhất từ thiền, buông dừng thôi nhất. Mình không chịu buông, mình không chịu dừng, cứ đi tới hoài. Người ta nhớ là phải chứ. Thưa bác, 36 vị tổ thiền tông thông suốt tất cả là các vị tổ kiến tánh Phật bằng lực của chính mình hay là nhờ đọc tập quyền ký của Đức Phật mà kiến tánh? Nói đúng 36 vị tổ nói cho nên vui thôi, cho cái nhiệm vụ ông nhận cái này. Tới cái ngày đó ông phải có câu kệ này, ông nói ra để người ta giao cái tập quyền ký giáo lý để cho ông đi. Trong cái quyển này thì nó gồm một cái lời dạy Đức Phật, thứ nhất giáo lý và quyền ký. Ba ông tổ nắm được cái này không có gì hết. Còn cái y cái bát là để là cái biểu tính thôi, không có nói được. Lúc đó mà nói về giáo lý, nghe ông tổ mà đưa ra nói giáo lý là cái giáo lý không đi được. Vì thế mà ông lấy cái y và bát đỡ đi. Cái y và bát đỡ cái này, bên trong nó là cái gì? Vì thế mà tổ đường Bồ Đề Đạt Ma qua bên đây mà cái gì? Gánh một đôi một cái gánh hoặc là quải một cái bì, khi về mới mang một chiếc dài bị ta lấy bằng chiếc rồi. Thế là có vậy bên
đó, chứ không phải là chứ không phải là tại sao các tổ không nói về giáo lý quyền khí, là cái nếu nói ra thì nó bắt ông phải đưa ra cho ông coi. Vì thế mà chỉ đưa cái y gì cái bát thôi, thành ra người ta không hiểu, ta tưởng đâu là Đức Phật không truyền cái gì. Đã truyền thiền là phải truyền cái gì, chứ không để truyền cái y mà có nhiều khi cái y mà đi ra chợ ngào cũng mua cái y khác sao, rồi cái bát cũng vậy, mua còn đẹp hơn sao, ai là chứng minh được cái này là của ông Thích Ca. Bởi vì đặc biệt nhất là cái gì quan trọng nhất của cái thiền thông này là cả ba cái quyển sách. Một đó là cái quyển Đức Phật trả lời những câu hỏi, thứ hai là giáo lý và quyền khí. Ba cái quyển này đặc biệt nhất của thiền thông. Vì thế mà mấy ông nói là không biết. Vì thế mà trước khi Đức Phật cũng giao cái này thì Đức Phật cũng mới nhắc một câu thế này: đây là phương pháp giáo ngoại biệt truyền, Như Lai chỉ tính Phật, chỉ nước trong cái này mới có chỉ tính Phật thôi, chứ không có ngoài ra cái kia không còn. Những cái quyển mà của trước cũng hoàn toàn không có chỉ tính Phật. Vì bởi vì ông nói, bởi người nào biết được cái tánh Phật mà kiến mà không có thì phải kiến bằng tánh Phật mới thành Phật được. Vì thế mà cái thiền tông này cũng quý mật truyền đi, chứ đâu có đơn giản. Đi mà đi mà mấy ngàn năm không biết sao mà từ lúc đó mà tới 2561 ra công bố thì ổng nói trước luôn, trời công bố đã tại nước rồi mà nói trong cái nhiều pháp liên quan. Nhưng hỏi ông kia, mấy ông dịch này dường như là ông dịch cố tình ông dẹp mọt dẹp với chữ thì nó sai hơi nhiều. Rồi con hỏi tiếp. Thưa thầy, cho con hỏi là tại sao một câu nói của tổ Bá Trượng nói với ông lão mang kiếp hồ ly, ông đừng lầm và chớ lầm nhân quả nơi vật lý thế gian này, mà ông lão đó thoát được kiếp hồ ly? Thì cái câu này nói ghê đâu, tại vì ông hỏi vậy ông tưởng nó cũng có lầm, cái nhân quả này có lầm, thì tưởng như ông ngộ đạo. Tại vì ông lầm với nhân quả, ông mới nói vậy, ông nói tu cao tu thấp đừng có lầm đi, ông hiểu được cái nhân quả thì tự nhiên ông hiểu. Một câu nhắc khéo nhưng mà hồ ly nhìn nó trực nhận, gọi là ông ngộ thiền luôn, ngộ thiền bằng cái câu này, đừng có lầm. Nhân quả nó là dễ, đừng có lầm. Ông hỏi tôi là ông đã sai, là ông đã làm nhân quả ông mới hỏi. Chứ nếu ông đã hiểu thì làm sao ông có nói cái chuyện này trước được. Thành ra ông tổ Bá Trượng đó, ông đừng có làm cái nhân quả này. Nhân quả nó là nó vậy, tại ông không hiểu. Ông này nhắc khéo, giống như là mấy tổ trước mà vừa ông Phật đưa cái cành sen, đâu có nói gì mà tại sao ông này ngộ đạo. Rồi ông mang ra chiếc la lên một tiếng mà Hoa Na ngộ đạo, nó phải đi theo cái quy tắc đó. Rồi câu hỏi tiếp. Hiện tại còn rất nhiều câu hỏi cho nên tạm dừng cùng giải đáp bữa nay tới 12 giờ chúng ta sẽ chứ cái này câu hỏi thôi. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho con xin hỏi 5 phút thôi, ta 2 phút cũng được. Con thấy bố cái cuộc mà truyền thiền nè, cho câu hỏi nè, để đáp những câu hỏi này thì cũng rất có lý lắm, đối với những câu hỏi có tác dụng cho thiền thân. Còn bây giờ có nhiều cái câu hỏi quá chừng mà không vấn đề đúng thôi, giờ nấu con cũng nói dài dòng mất công, con chỉ xin câu hỏi vấn đề tránh của cái thiền thông này đó là bây giờ nếu mà mình giác ngộ thôi, bây giờ mình phải tập hết những cái cuốn đó 12 cuốn, nhưng phải tập 6 cuốn đi thì phải tánh cái tánh người này sao, nhưng mà ba cái nắm chắc của con người muốn trở về thiền thông học tu, thôi đừng nói tu, học và hành của thiền tông này là phải nắm vững của mình á, phải rõ ràng là tạo công đức, con thấy rõ ràng chỗ đó mà con không thấy cái phần công đức này ai hỏi chứ ấy. Tránh hỏi hoài hay là học thuộc lòng cái công thức thôi. Bữa nay con thắc mắc thì con xin hỏi cái chỗ này, xin thầy giải đáp cho con.
coi như công đức thì mình có thể làm được dễ dàng bằng cách như thầy nói là mình cho mượn hai cuốn sách, chờ người ta hai ba ngày mình hỏi người ta đọc người ta thích, thích thì mình hỏi tiếp mình đưa nữa là mình cũng đã được công đức. Và điểm thứ nhất, điểm thứ nhì, nếu mà cái người đọc đó mà người ta đi đến đạt tới cái chỗ, nếu mà người ta được về trở về thì công đức mình mới được, hay là người ta đọc người ta hiểu như là hiểu tiếu chỉ thiền tông thì mình đã được cái phần công đức gì chưa, một phần nào chưa. Điểm thứ nhất, điểm thứ nhì, điểm thứ ba nữa, ví dụ mình tạo công đức nhưng mình không biết người đó là ai, mình chưa quen chưa biết gì hết, mà hàng ngày mình cũng không phải là người giàu có gì, nhưng mà vô tình thôi nha, mình thoát nhau qua cái lỗ tai này, coi như đó là người ta muốn được cái chỗ truyền thiền mà cái miền xa xôi người ta không có thể đủ cái tài chánh, 20 quyển công đức, 20 quyển kinh đó, người ta hẹn hò là tôi lấy rồi nhưng mà qua tết tôi trả. Thì thí dụ mình cũng phải mình giàu gì, mình có tiền gì, nhà sẵn nhiêu mình cũng ráng mình cố gắng để tới cái ngày đi truyền thiền hay là nghe cái câu hỏi này nè, để mình tạo được chút xíu gì cái phần công đức thì mình mới nói thôi giờ như vậy đó. Để tôi á, bây giờ tôi đóng vô á 10 quyển này bà nghe đi rồi mình về á, cái chỗ đó biết là nó nghèo lắm, mình nói xin lỗi, có nhiều chỗ nó nghèo lắm, người ta một cuốn người ta cũng không có thể khả năng người ta có lại đây xin được, tại vì xã có thôi giờ để tôi đóng cái đó có được một phần công đức gì không, giờ đóng với cái bà này bà nghe đi, bà đem lại người nào chưa có nghe mà ta muốn nghe mà ta muốn xin đó, bà làm ơn mà đem đi truyền là có công đức hơn là 3 phần. Hồi nãy giờ là 3 cái điểm chánh công đức và phải học thuộc lòng, bấm cho rõ cái công thức trở về Phật giới, cái này mới là quan trọng. Mày phải học đi học lại, phải nhớ từng câu từng chữ từng cái giai đoạn. Trung ấn thân đã rời cái tứ đại này rồi sao chứ thấy mà câu hỏi mà vấn hỏi không muốn thiền tông thì con cũng xin sám hối, không phải tự cao ngã mạn. Những cái câu nào không đúng lắm xin trả lời ngắn tắt cho người ta qua đi, để những cái mà tránh con người trở về cái Phật giới này thì mới điểm tránh. Con xin hết, mình xin thầy trả lời dùm con cái phần công đức cho nắm rõ lắm. Ý giờ con muốn hỏi là cách tạo công đức một cách dễ dàng nhất. Dễ dàng nhất nhưng mà đã tạo rồi, nhưng mà thấy cái phần đó như vậy có phải đúng công đức không? Nếu mà đúng thì tiếp tục, còn không đúng thì xin tạm tới đây dừng đó. Ý con muốn hỏi là cách tạo công đức dễ dàng nhất, ví dụ như là giúp những người giác ngộ được yếu chỉ thiền tông, hay là được một phần nhỏ, rồi đóng sách tặng cho những vùng quê hẻo lánh, làm như vậy thì công đức có đúng hay không? Cái làm sao làm nhưng mà người ta hiểu được cái này là có công đức rồi. Ta hiểu là có công đức, ta về Phật giới là có, là một vị đạo nhân vô tu vô chứng đó. Mình phải hiểu cái quy tắc này, cái này nó đơn giản, có nghĩa là giúp người ta đừng có mê tín được là mình đã có công đức. Ta hiểu đúng cái đạo Phật thiền tâm này là mình có công đức, còn giúp người ta trở về Phật giới thì là mình giúp một đạo nhân, cúng dường một đạo nhân vô tu vô chứng đó, cứ đơn giản vậy thôi. Bây giờ có thể là tiếp tục khoảng 15 phút nữa để chiều nữa, nó đông quá nhiều quá, con hỏi tiếp 15 phút nữa còn đó. Bồ Tát Quán Thế Âm thì giúp cho những người oan khổ, vậy trong nhà con có người bị hoạn nạn, con cầu xin Bồ Tát Quán Âm giúp đỡ, thì công đức của con có bị bôi đen hay không? Cái này không bôi đen.
Nhưng mà nên nhớ là Bồ Tát Quan Âm ba, nếu mà muốn giúp thì cái người đó là quan trái mới giúp nè, còn mà nếu mà vì nghiệp cố định không được, vì Bồ Tát Quan Âm cũng không dám phá vỡ quy luật nhân quả này. Nếu người đó bị về nhân quả thì bắt buộc là Bồ Tát Quan Âm không có giúp đâu. Mình xin là cho nó vui thôi chứ không giúp bánh nó không được. Dắt dương là người thế gian này cái tội nào mà bị quan trái á, thì mình muốn kêu quan cấp trên người ta mới xem xét, chứ mà kêu phạm tắc rõ ràng mình kêu cái gì mình đã hiểu cái này, chứ không phải lúc nào mới kêu quan âm đi dựng của người ta rồi ta bánh quẹ dò rồi đi kêu quan âm cứu cũng được. Đó là mình quan trái mới giúp phải hiểu thế giới này nó là vậy. Giờ có hỏi tiếp. Vào thời mạt pháp, người nhận được tập quyền ví cũng là một người nữ, đó là ni sư Đức Thảo. Người đọc công bố quyền ví cũng là người nữ, người được trở về Phật giới đầu tiên cũng là một người nữ. Vậy có phải vào thời mạt pháp này là người nữ về Phật giới nhiều hơn người nam hay không? Thì chắc chắn là đầu tiên nhân đến một vị Phật thành Phật là Thích Ca. Bây giờ thì bởi vì tại sao có nam có nữ, tại vô đây nó nhuộm âm nhiều thì nữ, nhuộm mà dương nhiều thì nam, có vậy thôi. Tại cái thế giới này nó vậy nên xui sổ số và xui chứ chẳng có lẽ. Vì thế mà khi trở về phải một người nữ, một người công bố quyền ký phải là người nữ mới đúng. Mà tôi nói thật, cái vấn đề công bố quyền ký này nè sắp đặt rồi, nam không ạ. Nhưng mà giờ chót có cách mấy tiếng đồng hồ ngoài bắt vô hai người yêu cầu để làm này, phải để chứ đã sợ vậy. Rồi bây giờ mình mới đầu riêng là tôi nói thật là tôi muốn công bố này, tôi cũng mời người đó, không làm sao biết mời thì thôi, giờ thì có gì lắm. Rõ ràng là Phật có biểu quá là phải tìm một người nữ mà kia mà không tìm được, không biết sao hai cái bà này lùi lủi vào nhau vô. Thì thôi, cái này là nó tự nhiên nó vậy chứ mình đâu có biết. Chứ sự thật mình cũng tính ra đúng là công bố, nhưng mà đều không tìm được. Thì cái này còn cái vấn đề mà trở về phải chứng minh rằng trở về Phật giới, ở trong kinh cũng nói vậy, mà tu đâu có biết ai, nhưng mà trời có mới hiểu được thì phải nói chịu đi chứ nói sao vậy. Nhưng mà ruộng tới đâu thì người đó nên mất. Nào không phải tiếp đi. Con nghe các vị thầy trong các chùa giảng về tam nghiệp thân khẩu ý, chỉ cần có một suy nghĩ ác chưa cần hành động là đã có tạo nghiệp rồi, và chỉ cần nói một lời ác thôi mà đã tạo nghiệp rồi, vậy là sao? Mấy ông thầy nói thì nói thế giới này ông không có hiểu, cái ông nói là ở thế giới này trong cái địa tạng này chỉ một máy động là đã tạo nghiệp rồi, đó là nói vật lý. Còn thiện tâm đó đâu phải nói vậy. Bây giờ có sống thế giới này có gì sống nấy, nhưng cái tạo công đức ông thần quản lý thả ra thì mình về được, mình đã hiểu cái nguyên tắc vậy. Vì thế mà tôi nói là mình vị thầy nói là nói theo khuôn phép của giáo kinh, còn cái này nói là khuôn phép của giáo lý, thiền tâm nói bằng giáo lý. Còn kia mấy vị thầy nói là gọi theo giáo kinh, nhưng mà giáo kinh nào cũng không dám phai phai bài rõ luôn á. Giáo kinh mà ổng rộng lửa cái đoạn nào dễ ăn ổng nói, chứ ví dụ cái chỗ mà nói thật ổng dám giảng ra. Tông kinh rất nói nhiều cái sự thật lắm, nhưng mà ổng giảng ra ổng né, mục đích là gì? Ổng né để ta cúng dường thôi, có vậy thôi. Đó rồi tiếp. Một vị thần là thực thi nhân quả, vậy những hiện tượng lạ nơi trái đất này là do cô hồn làm ra, có phải vậy không thưa thầy? Cái này không phải vậy, không phải cô hồn làm đâu, mà là do thánh. Vậy là đầu tiên ta cũng gọi là đầu tiên một vị thần lập đạo, rồi là thời kỳ thứ nhất. Thời kỳ thứ hai, con người còn năng còn giác lập đạo. Thời kỳ thứ ba,
con vị thánh lập đạo mà thánh này thì ta có nhiều cái hiện tượng lắm, mà đừng kêu ta có hồn mà là thánh. Nên nhớ rằng hiểu được cái này là phải thánh chứ đâu có hồn, có hồn lạnh. Phải nói cho rõ, đừng có nói ta nhiều mà ta buồn là đó là thánh, đừng làm hiện tượng là thánh. Một hoa tiêu của vị Phật dẫn chung ấm thân ra khỏi lực hút âm của trái đất thì thời gian khoảng bao lâu? Mấy giây thôi mà đi về, rơi ra từ trung tâm giờ hành mà đi về Phật giới một tiếng. Nói gì mình thấy là bây giờ con thấy là đi bằng tốc độ điện từ thì bao nhiêu? Có mấy chục cây số đi rất nhanh. Còn thua đây một dòng trái đất có 40.000 mà nó đi điện từ, nó đi gì, đi có 6 giây thôi, tốc độ âm thanh đi 6 giây, nên còn này đi còn nhanh nữa. Đây ra đây ra ngoài khỏi cái sức hút của lực sức âm mà đâu có nhiều đâu nha, nghĩa là chỗ nào mà đừng xây xác là bắt đầu cái xương bóng thân ở đó đó. Cái đó là do ra đó được vị Phật mới chỉ cái đường tựa. Rồi con hỏi tiếp. Vậy đi với một cái tốc độ điện từ đó rất nhanh, vì trong ấm thân có kịp để thử 3 lần hoa tiêu giả thật hay không? Cái này đó là nó còn nằm trong sức hút mới giữ mới xử. Còn ngoài sức hút là làm sao? Bây giờ nè, muốn thử con vừa rơi trong cái giới hạn, đã cho nó là trong giới hạn là thần tự hành, trong giới hạn có 4 cái số thôi. Thần chủ dùng 6 cái số, thần chủ quốc gia là 8 cái số, mà thần chủ thế giới 10 cái số, mà nó chưa xếp nè. Có nghĩa là con rơi khỏi mấy cái số rồi, trong cái đó vừa rơi xuất hiện, vừa rơi thì nó xuất hiện. Mình phải thử trong cái lúc còn thế giới vật lý này, khi nó thoát ra ngoài đâu cần thử nữa, đi ra ngoài để tách ăn rồi. Mà tất cả những người mà tu muốn giải thoát là phải hiểu cái thiền tông mới tu giải thoát được. Còn nếu mà không hiểu thiền tông thì có mong tu không? Tu là dính, tu là bị nhân quả. Tu bởi vì tôi nói là kéo cái chân là bị nhân quả đó. Niệm A Di Đà là bị nhân quả đó. Thì làm sao mà thoát được? Phải hiểu cái nguyên tắc của thật. Rồi con hỏi tiếp đi. Ở thế giới vật lý nhân quả này thì phải quen theo dòng điện từ âm dương, đói ăn khát uống và có nhu cầu thì giải quyết. Vậy cho con hỏi, ngày xưa Đức Thế Tôn tại sao lại rảnh nhất được ái dục, vậy ngày có thuộc gì hay không ạ? Ngày tâm chỉ toàn năng toàn giác, mình là mình sao phải kiểu đấy. Còn mình ở đây là một chúng sanh thật, ổng là vị toàn năng toàn giác, ổng đã từng thành Phật trên cõi trời đâu xuất, ổng xuống đây để ổng có cái nhiệm vụ là lập đạo, giải sáu pháp môn. Là thì ta cũng có nhiệm vụ vậy, thì mình đừng có so sánh với người ta. Còn mình bây giờ phải thực tế rằng tôi là con người, nhu cầu tôi người có gì tôi xài đây đâu. Muốn về con giới có công đức vậy đâu, mà muốn biết thì phải học và hành, mình hiểu quy tắc của nó. Chứ còn mình làm sai sẽ được. Bây giờ nghe bởi vì cái thiền tông mà ra đời, mà nếu mà nói là theo cái gì, tu theo kiểu vật lý làm sao, thì đâu có ông Trần Nhân Tông. Tu theo vật lý ông Trần Nhân Tông giờ không biết ông nói là ông gì. Xin lỗi ông, kêu ông là tự không phải là một người sáng suốt rồi. Vì vật lý nó mới ta ra cái này, bây giờ thiền tông nó mới chuẩn lại cho biết rằng thế giới vật lý, sống vật lý, đói ăn mệt ngủ, sống ngoài vật lý, không có cái chuyện này. Mình phải hiểu thế giới này là nó đúng như vậy. Còn hãy tiếp đi. Chứ đừng có tưởng thế giới vật lý tu là nó theo vật lý, nó có chứ phải không? Vì vậy, vì thế mà đừng có nói tỉnh lộ có chứ không có. Rồi niệm đời A-la-hán có, giảng sư, rồi kỹ sư, rồi niệm Phật, rồi túi có hết. Chứ không có đó, thành tựu vật lý, người ta không có hiểu. Bây giờ thiện ông ra đời để ta chỉ rõ 6 con đường. 1 con đường về Phật giới và 5 con đường đi theo quy luật nhân quả. Rồi,
hỏi tiếp đi. Tại sao Đức Thế Tôn ngày ăn chỉ có một bữa? Vậy Đức Thế Tôn có cái thuật gì hay không? Ông có cái thuật ngồi thiền cân bằng âm dương đó. Tại vì ông đạo ông ăn ít giảm cân ngồi thiền để nó điều thân điều hơi thở, để cho cái sức khỏe nó có nó calori nó không phải. Có người mà nên nhớ ngồi thiền lâu quá ít ăn cũng được, còn con người của mình lâu sau thì calori nó đốt, còn nếu mình ngồi thiền nó lắng động lại thì giống như cái xe chạy con ra ti ít thâu xăng, còn mình thì đạp hào vào ba mới xăng có vậy thôi. Và hiểu cái thế giới này vì thấy Đức Phật ít ăn một ngày là ông còn thời gian ông ngồi thiền để ông điều thân, ông tu theo luân chuyển pháp môn điều Phật điều thân của ông. Chứ không phải thấy Phật ngồi thiền tưởng đâu ông ngồi thành Phật, không phải, ông ngồi điều thân để nó điều thành cơ thể cho năng lượng không bị hao, cứ vậy thôi chứ không phải ông Phật ngồi thiền để thành Phật. Qua tiêu ấy, thì kích thước là bao nhiêu, mà khi mà qua tiêu xuất hiện ấy, thì nó sẽ hiện trước cái chủ bản thân đó là bao nhiêu để biết thì sao người gần trong thầm nó thấy thì đi theo, còn cái chuyện mà lớn nhỏ là tùy theo ẩm vôn điện từ dương nhiều thì nó lớn vôn điện từ ít, nhưng mà nên nhớ là cái nhu cầu tùy theo cái nhu cầu của cái người đó dẫn đi được không, chứ mình cũng không nói bây giờ nó không đo mấy cm nó không có nói chuyện đâu, chứ biết là đủ sức cho người đó thấy và dẫn đi đó vậy thôi. Mình nói đúng đó, nếu mà qua tiêu mà nó lớn quá nó dẫn đi nó bị loạn, bởi vì cái hoa tiêu giống như cái sao băng này nó đi nhanh chậm thì nó kéo cái dệt nhỏ, còn đi nhanh quá nó kéo dệt dài, thì đó là nó là người ta cái người cái trung tâm nó không thấy rõ, đó là ổng điều chỉnh làm sao mà thấy vừa tầm cho cái trung tâm đi theo là đủ rồi, đi ra ngoài đó rồi mới nói những nói ổng dặn cách gì thì người đó biết, trung tâm nó biết rồi. Còn lại tiếp đi, còn 5 phút. Trái đất, mặt trăng, mặt trời mà thẳng hàng với nhau thì có liên quan gì đến trung tâm vận hành luân hồi hay không ạ? Cái này là cũng phải bộ hoạt động, không có thui, không có nhập cái gì. Bây giờ trái đất này là cái đầu trên là nốt xuống, thải từ dương từ trên nó hút vô gọi là âm, đầu dưới đẩy ra là dương, nó đi ngược vậy thôi. Còn thường thường mà mình thấy người ta nó mọc ra thì rồi mọc ra dương, và cái được khúc ra là các nó đi ngược lại. Nếu mà mọc lên dương thì thằng dưới nó cũng đẩy ra, nó cũng là dương, nhưng mà tính theo cái lực hút của cái trung tâm vận hành luôn, ở cái tâm giới hút vô gọi là âm, đẩy ra gọi là dương, có hiểu nguyên tắc nó vậy thôi. Rồi trung tâm vận hành linh hồn có phải nằm ở rìa tâm giới phải không? Bây giờ đó, bây giờ nè, ví dụ cái vòng tròn vậy, cái mặt trời đây ở trên đi xuống vô từ cái bầu hoàng đạo một, nó có 6 cái đất này, nó vô là bầu hoàng đạo một, nó phải che lại để đi theo cái bầu hoàng đạo. Còn cái trung tâm vận hành gọi là trục không quay, trục quay là người vật lý, còn trục không quay gọi là trung tâm vận hành luân hồi. Thì giống như bây giờ mình có cái gì, cái bóng mình quay một cái nó quay tròn giữa cái cây bóng mà nó không có quay này. Nghe này, tất cả cái bóng đều quay giữa cái bóng không quay, có hiểu cái nguyên tắc đó thì ta nhớ nó cũng xếp vào cái tâm thức này. Rồi con hỏi tiếp. Xin thầy dẫn dùm con là khi rơi vào trung tâm vận hành luân hồi thì có phải nhất định là được về Phật giới hay không? Vô đó mà nếu mà Phật nhãn mở ra trung ẩm thân mất rồi mình muốn trở lại cũng không được, nó rã ra rồi thì chỉ còn cái tánh Phật thì công đức đi ra thôi, và muốn vô cũng được nữa, mất rồi. Muốn vô thì phải có điện từ ở dương nó hút nó vô được, còn dạ không ạ, ra tới đó, vô tới đó xong là bị cái lượng dương đẩy ra liền. Nguyên tắc thế giới nó vậy. Ở
trái đất nhân quả luân hồi, Phật và Bồ Tát thì vào đây thì cũng phải chịu quy luật này. Như vậy thì loài cô hồn sống ngoài vòng pháp luật thì cũng phải chịu quy luật này, đúng không? Bây giờ đó, trên trái đất này mình mới hiểu á, Phật Bồ Tát là đi hưởng phước. Tại Gia Ba Di Đà là gọi là gì? Phước vô lượng, công đức vô lượng có một vị Phật được xài hoài không hết, phước xài hoài không hết. Mới lên đó Bồ Tát cũng vậy, thay vì con người ta lên đó 10.000 năm quay trở lại, còn Bồ Tát không phải vậy. Bồ Tát đẻ ra không có qua dâm dục của tiên nam tiên nữ nè, qua vào cái qua xe, bởi vì ta có cái lực này thì qua xe lỡ ra nó không quên, Bồ Tát không quên. Một vị Phật cũng vậy, một vị Phật nhân Ma Di Đà không phải cũng ở cái nước Tịnh Độ đâu, mà ông bên kia ông điều khiển từ xa, ông điều khiển bằng điện từ, ông điều hành cái này đó, mình mới hiểu cái thế giới vậy. Còn mình lên đến đó là ví dụ có lên đó ở 10.000 năm hoặc 7-8.000 năm thôi, không đủ là mới hết cái thứ mà mình trở lại. Còn cái tạo nhân quả trái đất này là do con người tạo nhân quả, con người có cái tưởng tham tạo nhân quả vô vật nhân quả để đi luân hồi. Còn cô hồn nó không có này, nó không mang thân tứ đại, thân tứ đại mới tạo nhân quả nha. Còn nếu mà cái thân tứ đại cộng với cái tưởng nó thành nhân quả, con thú nó là trả nợ, nó không phải mang thân, nó mang thân tứ đại mà nó không có tưởng, vì thế nó đối với thụ hình mà mình hiểu cái nguyên tắc đó. Còn cái thế giới của hồn là thế giới phi nhân quả, ai đâu đó là bởi vì nó là mang thân trung ấm thân mà mang thân điện từ, lần sau có tạo nhân quả, nó chỉ biết hành động thôi. Cho nên không phải của mình ở đây bị mang 16 thứ bắt buộc phải theo cái quy luật nhân quả trên đất này. Bởi vì con người là nơi trung tâm để đi lên hồi, các quả trời là nơi hưởng các phước dương, ở trái đất này là nơi hưởng phước âm và trả nghiệp âm. Mình hiểu với thế giới nhân quả nó là vậy. Rồi ngồi tiếp. Đã hết câu hỏi buổi sáng hết. Câu hỏi số 1. Trong sách thầy viết là tánh Phật mình tạo công đức vừa cửa hải chiều dương để vào Phật giới, vậy sao trong sách trắng lại có đoạn viết là tánh Phật phải vượt qua cửa hải chiều âm? Tánh Phật hải chiều âm đi vào, còn hải chiều dương là đi ra. Thì có lập ra chiều âm hút vào, dương là đẩy ra, mình hiểu quyền lý nó vậy. Chứ còn nó sai là không đúng. Nhưng mà cái thế giới, cái tam giới này là nó âm dương nó là khác, mà còn là tại trái đất này âm dương lại khác. Tại trái đất này á, nếu mà con muốn thoát ra cái dương á thì làm sao thoát ra ngoài, ra ngoài dương, mà từ ở tất cả tam giới trở vào gọi là âm, bất cứ chỗ nào phải hiểu cái nguyên tắc, cái trung tâm vận hành luân hồi nó có là âm dương, gọi là khi mà người ra vào, còn cái trái đất đi ra là dương, đi vào là âm, bất cứ chỗ nào, chứ không phải là nó không có trung tâm vận hành luân hồi. Phải hiểu cái bây giờ mà nếu ấy thắc mắc thì đây con lấy cái tâm giới này con chỉ này là. Rồi hỏi qua câu khác. Cái ly nó bỏ vô cái ly nè. Lục thông của Đức Phật khi chưa đắc như thế nào? Người tu theo pháp môn thiền tông có đạt được những hiện tượng đó không? Có nghe thấy nếm chạm nói nghĩ vân vân. Này nói gì thấy nghe nói biết rồi kia, mà lục căn tiếp xúc sáu trần. Và nói gì thấy nghe nói biết là lục căn, mình gọi là lục căn tiếp xúc sáu trần. Còn lại câu trên nói gì?
lục thông của Đức Phật mà khi chưa đắc có như đó là như thế nào? Lục thông là sáu cái căn mà nó thông suốt, gọi là lục thông. Thì thông cái gì tôi cũng biết hết rồi, gọi là lục thông. Cái này trong sách nó viết rõ rồi mà. Con người là công cụ của loài thần và cô hồn. Như vậy, khi cái tham và cái ác của loài người lên cao nhất thì loài người bị hủy diệt, phải không? Con người là công cụ để nó làm cho trái đất này nó đẹp hoặc nó hủy diệt trái đất này. Nhưng mà cái bản thân cái con người không có làm được cái này, nhưng phải nhờ vị thánh xem vô. Ở già tập già tất, giống như ở đây mà mình xi măng mà trộn với cát với nước á, nó cứng bình thường, muốn cứng hơn nữa sao, phải đem chất phụ gia vô. Thì bây giờ con người mà muốn quý gì đó đất này là phải nhờ vị thánh giúp đỡ thì mới quý gì đó đất này được. Rồi thắc mắc phải tìm để hiểu cái nguyên lý của nó. Con người chỉ là công cụ thôi, làm trái đất này đẹp và phá trái đất này, nhưng mà phải có trợ giúp bên ngoài. Một vị thì kheo thường xuyên đi cầu siêu cầu an cho các gia đình Phật tử, nay vị đó muốn tu theo pháp môn thiền tông thì phải làm sao? Thì bua cái kia bắt cái này, buồn cái kia. Bây giờ mình nói, bây giờ ông Phật nói là trong kinh Kim Cang Đức Phật nói Đức Phật không làm được, còn mình làm sao làm được? Tại vì hồi xưa không hiểu, rồi đi cầu. Bây giờ mình biết thôi, mình buông cái kia theo cái này. Rồi đừng có sợ mấy ông thánh đâu, ông giật mình. Vô thì tao không còn đầu giật á. Chỉ cái nước mà gây, chỉ cái nước mình làm đồng bậy, mình đụng xe, mình chết thôi, chứ không làm giật mình nữa. Chỉ có nước cản cho mình hết cái đường, rồi mình chạy đâu á, mình chạy, rồi mình chết, rồi sống rồi cái đó đó. Chứ không phải ông thần không bẻ dò mình đâu. Người tu theo pháp môn thiền tông khi có chiến tranh xảy ra, mình phải làm gì? Chiến tranh xảy ra mà chiến tranh gì? Chiến tranh nguyên tử hay chiến tranh bom đạn? Người ta sao mình chạy cho vô thế giới vật lý thì mình có thoát ra được đâu? Chiến tranh thì nó quỷ diệt chung, mình trúng cái đạn đạn nó bắn mình chết, mình né thì nó không trúng thôi. Chứ làm sao cái thiền tông bay à? Không lẽ mình tu được mình bay ra được? Không có cái chuyện đó đâu. Có nghĩa là thế giới vật lý này người ta sao mình chạy? Chiến tranh đây là cũng theo quy luật kêu vượt thành trụ huệ diệt của cái trái đất này thôi, không có cách nào thoát ra được hết. Rồi gọi là ta sao mình vậy, nhà cháy xung quanh cháy mình cũng phải cháy theo, không có đâu mà cũng không có yếm bùa, không có cháy được đâu, có chuyện đó đâu. Có người nói muốn bớt cái vọng tưởng và suy nghĩ lăng xăng, phải đặt cái tâm trí mình vào giữa chặng lông mày, có phải là như vậy không? Cái này là dụng công để thiên nhãn mở, tập trung giữa chân mày để cho thiên nhãn mở. Đây là cái dụng công mà đúng vậy mới nở, mà thiên nhãn không mở mà là cái thần thông nó mở. Mà mở từ thượng thần thông này là vị thánh nhào vô á, mở cái này coi chừng thánh nhào vô cũng nói dẫn mình đi đâu mình không biết. Giờ mình lo thiền tông, lo đi về, chứ đừng có bất cứ gì trong này đừng có xài tới không cho biết đi ra, chứ trong này đừng có làm cái gì đợi á, cái gì cũng dẹp hết, đã buông rồi mà còn phải tập trung cho chân ngoài vô mắt chi cho đó mệt. Hồi xưa không hiểu kiến tánh là gì thì mới kiến tánh mới thấy được tánh Phật tánh người. Giờ công bố quyền kiến tánh Phật nó dễ, tánh người nó dễ, giờ còn kiến chi cho nó mất công. Giờ lo tạo công đức về ăn là đi làm có tiền tạo 10 đồng xài mà 1 đồng cho công đức, 9 cái phần kia xài nó thực tế hơn. Chứ hồi xưa mình không yếu á, mình làm 10 đồng để cúng 6 đồng còn 4 đồng xài, từ giờ bỏ cái cúng đi, giờ mình lo cho mình thực tế hơn. Rồi con hỏi tiếp.
trong các kinh có nói là vì Phật có bạch hào quang, vậy Phật sử dụng cái hào quang đó như thế nào? Bởi vì đoạn năng đoạn giác á, thế đấy là cái gì ông là Thích Ca sử dụng hào quang á. Thì ông ngồi thiền đấy, đi lâu lâu cái ông cái điện từ quang ở trong cái tánh Phật của ông nó lóe ra, thì ta nói ông có hào quang, chứ sự thật là cái điện từ quang ở trong tánh Phật nó lóe ra, thành ra ta tưởng là hào quang, chứ sự thật cái đó là điện từ quang. Ờ, mình hiểu rồi này, để khi ông làm vậy để khi ta nói ông này có gì mới thành Phật, cái gì mới lợi lại ông, nhưng mà ông dụ mình thôi chứ không có dạy mình thành Phật đâu. Qua lợi khi quyền ký đưa ra thì ông mới dạy thành Phật thời này nè, có nghĩa là lúc đó ông dụ mình mấy ngàn năm sau ông mới cho phổ biến ra. Mình phải hiểu cái này, và thành ra không hiểu. Đây chạy qua Ấn Độ, tôi cũng vậy, ở đó tôi không biết, chạy qua như có cây bồ đề tôi lại chết mẹ luôn, không thấy. Không có vậy. Bây giờ bên đây, tình muốn vậy thôi, đây là công thức nó ta chỉ rõ ràng là ở đó mình không hiểu. Được nghe thích là mấy ông thầy bởi nó linh, nó đi dưới thì linh trời đang gặp trong Phật trên lỗi cái ông Phật còn cũ hơn cái Phật ở đây nha, Phật đi nước bạn ở đây này còn cũ hơn. Và đắp áo đắp mền đây quả đắp nha, mà về mình đi một bước lại trời thì mình thấy mình cũng đi cho biết vậy thôi chứ sự thật. Người ta đi mình đi cho biết vậy thôi chứ sự thật là không thua gì lại đâu. Cái phần linh tại ngã, bất linh tại ngã là mình hiểu cái chân này. Rồi câu hỏi chứ lời nói của Đức Phật hay các vị tổ đều tùy duyên mà nói ra, là liều thuốc giả trị bệnh giả. Bây giờ đó, nguyên tắc ông Phật ông giảng đạo, ai hỏi gì ông mới nói. Bởi vì trong kinh thường trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, khi nào mà những điểm quan trọng á, muốn hỏi thì phải hỏi trình thưa thỉnh Như Lai mới nói. Đâu phải hiểu cái này, còn cái bình thường nó đúng ra ngày xưa ông Phật không giải đạo không phải giống như cái kinh dạy đâu, thì ông hỏi cái ví dụ ông cái ngày đó ông hỏi chứ ông nói gì Phật tánh, ông nói chút xíu thôi. Rồi ông Anh An là về ông mới sao chép lại, viết ra hết trình Đức Phật con viết vậy đúng không? Ông ra đúng rồi, xong một ngày một tháng ông chưa muốn giải cái vậy thôi, để chi cho ta dễ nhớ. Một bốn mươi mấy năm thì ông giải có mấy đề tài, đâu có nhiều đâu, nhưng mà có lặp đi lặp lại thì cho ta nhớ, để chi ta sợ cái thời sau này nó thêm vậy mà đâu có, vậy mà đâu có thoát nổi cái tưởng của người lúc sau này. Cũng cái câu chuyện đó, một mười ông nói mười kiểu, ông Phật không biết cái tưởng của người nó vậy á, thành đã có dằn dịp nói đi nói lợi nó tới nó luôn có hoài đó. Nhưng mà giờ viết giờ mấy ông này anh viết cái một thì mười vô rồi còn cãi lộn nhau nữa đó. Thành ra bây giờ bởi vậy nếu mà mình hiểu theo đạo Phật, mình hiểu mình học bằng công thức và nguyên tắc nguyên lý học Phật là học vậy. Bây giờ hỏi bây giờ nếu mình học mà không học công thức á, thì mình không hiểu. Hỏi này hồi xưa nó nên rất ai làm ra nó thượng đế làm ra rồi thôi, cũng không phải. Thế giới vật lý này nó vậy, nó có vật tư rồi cái ban bể là thiên dương, nó làm cái công thức vậy nó ra rồi tuổi thọ nó vậy đó. Không có hỏi ổng chỉ nói bao nhiêu đó thôi, nhưng mà mấy ông thầy ổng chả ổng nói cái này, ổng bày ổng nói là Ngọc Hoàng làm ra để gì nó linh, muốn cái đất nó bền thì cúng Ngọc Hoàng đi, Ngọc Hoàng ủng hộ cho lâu đó. Cái vậy bây giờ nó phải, bây giờ muốn cái đất lâu thì phải cúng mấy cái ông lãnh đạo quốc gia mà hùng cường á, mạnh nhất là cúng mấy ông đó đó, lại ổng đừng có phá cái đất này. Ông Phật nói rất rõ vậy này, mình hiểu nguyên tắc này. Bởi vì hồi xưa không hiểu tánh Phật, tánh người là gì, nhân quả luân hồi là sao, bây giờ ông nói rõ. Đây là gọi là thiền tâm ra đời để là dạy công thức, chứ không phải thiêu dẫn cái gì hết, nó rõ ràng. Thì học đạo Phật thì phải học hiểu cái này, học cái công thức, chứ đừng có học tưởng tượng.
Rồi con hỏi tiếp. Người theo pháp môn thiền tông khi đi ra ngoài gặp những vị tu theo vật lý có chứng có đắc có tha tâm thông, mặc dầu người đó không nói mà người kia vẫn có thể biết được, như vậy vị đó có nguy hiểm gì hay không? Người tu thiền tông này đừng có xem về kiểu người ta, ta tha tâm thông gì kiểu của người ta. Mình tu thiền tông họ xài bùa xài ngải xài những cái kiểu của người ta, thế giới này ta cũng xài gì ta xài, mình đừng có rớ tới. Mình rớ thì nó đập mình ráng chịu quá, chứ thiền tông nó cũng không đỡ mình lỗi đâu. Mình nói cái lỗ mình cúng 10-1000 cái quyển sách chưa chắc có một cái chút công đức để hiểu cái chỗ này. Rồi tưởng là tôi cúng 1000 cái quyển sách thì tôi có công đức, mà đi chọc đập mình chết luôn. Có nghĩa là mình đưa cho người ta mà người ta nó thật sự hiểu thì mình mới có một phần nhỏ công đức thôi. Tôi đưa người ta, ta không hiểu vậy đâu, ta để vậy. Ta để đó rồi mình có làm gì giống như chơi thôi. Có nhiều khi cho người ta cùng nó đem nó bán. Và ai xuống cái đường Nguyễn Thị Minh Khai xích để bán nhiều lắm. 50.000 nó bán lại có 20, ra nó thu được có 10.000 thôi. Phải chú ý cái chỗ này. Bây giờ nói sao bây giờ? Thì mình cho người ta rồi, ta muốn làm gì ta làm chứ. Mà cái đó là gì? Mình đã mang cái tội không trí tuệ, có nghĩa là tặng sách không trí tuệ. Mình phải chú ý mà này, thiền tông có gì? Cái thiền tông này nó cực kỳ khó, không ai tu được. Bởi vậy thành ra 1000 người có vài người thôi. Thì giờ mình biết, mình cố gắng đi theo, đừng có làm nó sai rồi. Có nhiều khi nó mang cái ác đức, nó cho nhiều nó bị ác đức. Ác đức là sao? Ví dụ mình cái vùng đó là người ta chuyên môn mà cúng thần, cúng phục hộ, cúng mình nhào đem thì vô. Mới vừa ra nó có thần nó chặn đầu à. Nó án một cái là mình chạy không được à. Cái xe mình đụng vô, cái tu địa liền. Cái này tôi chứng kiến rất nhiều chứ không phải là không ấy. Chứ không phải là không có đâu, nhưng mà giữa công chúng mình không nói. Có nhiều người họ chết vì cái vấn đề họ cúng kêu mà tạo công đức, tham công đức, chết vì cái vụ tham công đức. Tự nhiên thôi, mình gọi là trộn mặt cửa vàng. Đưa cái thằng cha đánh bại, đưa vàng nó giữ, nó bán nó mà đánh hết. Thấy không? Mình phải hiểu cái này. Cái người có đạo đức, có hiểu thì người phải giúp người ta. Giúp 10 người thì chắc chắn không phải ít, phải 5-7 người họ hiểu. Còn giúp 10 người trước quốc á thì mình đã thành ác hết rồi. Mình xúi cho nó ra, xúi nó làm cái chuyện tầm bậy tầm bạ đó, còn nó bị lỗi thì mình cũng phải lỗi cho nó. Bởi vậy cúng dường phải cúng bằng trí tuệ. Giống như các chùa ra, mình tưởng đâu các chùa có phước không, mà các chùa gặp lên nó thỉnh vô mấy cái ông mà ông bồng ông đồng mà bóng vô thì thôi cũng bị ác hết luôn. Mình phải về bằng trí tuệ mới được. Rồi con hỏi tiếp. Vì sao loài con hồn không muốn vào vòng tập để đi luân hồi, và ai quản lý cô hồn? Thần có quản lý được cô hồn hay không? Thế là cô hồn là thế giới, là thần là riêng, thế giới cô hồn riêng, thế giới là người riêng. Là gì á, mà trước khi vô này nói chuyện mà trưởng dòng tộc nói thì cô hồn cũng sợ nữa, tại mình không nghe. Chắc lúc đó mình cái lỗ tai mình điếc mình không nghe chứ. Ổng nói á, bây giờ sao trong muốn thâm ở loài ngạ quỷ, muốn làm ngạ quỷ thì đi ra đây, không có làm gì hết á, ta cúng đâu lợi ăn rồi xong thôi. Rồi còn muốn có tiếng nữa đó, thì tôi xưng tôi ông này bà kia, ta là ta cúng. Xưng người ta làm có miễu liền, ta cúng mình ngồi đó mình ăn phải ra khỏi đó. Thích cái chỗ này mà được con hồn nó nhiều. Còn vô dòng tập là gì? Trước mắt nè, mẹ đẻ ra phải la một tiếng. Đau quá, khổ quá, rồi ra rồi gặp đó, lạnh quá, mẹ cho mặc, còn nhẹ, còn nhỏ thì mẹ cho mặc, chứ rồi lớn là phải đi mua áo quần mặc, chứ không có mẹ không cho hoài đâu. Đói phải tự đi làm mà ăn, mưa nắng phải kiếm làm ở nhà, có nhà mà ở, chứ không phải gần mẹ cho hoài đâu. Nghe nói hù mới cái hết sẽ sợ rồi. Nên nhớ rằng đói, mang thân cái đại đói không chịu nổi, mang cô hồn đói còn ráng chịu nổi.
ba thứ đại quan toàn không được, mà tới giờ ngủ không ngủ được, bê tâm như hù vậy thôi. Rồi bắt đầu người ta sợ, thôi giờ tôi ra làm cô hồn chứ hơn vô loài người chỉ cổ quá. Mà hơn nữa là khi mà vô làm cô hồn á, ông thần nó nói là mày đó, cái chỉ số của mày á, người ta mười mày có ba đó, cái tài chánh của mày có ba đó, là mày thuộc diện người nghèo đó, mày hiểu không? Hù cái là hết hồn, nó chạy ra làm cô hồn cho mẹ. Vậy á, vậy mà còn mà giờ thế gian mà còn phải kiếm quậy quá, không kiếm quậy quá tới đáng điều nó buông xuống luôn. Thế giới vật lý mà thành ra cái lên cái con người thì phải tưởng tượng tạo này tạo kia thì nó mới đi vì nhân quả. Có hồn nó cần cái đói tôi đi kiếm, tôi gửi tôi ăn thôi. Còn nếu mà hồi đó ở đây ví dụ mình muốn làm cái gì có tiền nhiều phải làm học cái nghề, mà có tiền còn có hồn không cần học nghề, chỉ làm linh thiêng các cái miễu rồi ăn thoải mái luôn, cúng ăn thoải mái luôn, cả dòng họ ăn không hết luôn. Thôi vậy thầy là thích làm cô hồn là vậy. Mình phải hiểu cái thế giới này, thế giới này nó cực kỳ khổ cho mẹ. Thành ra Bất Hòa Tổng nói là trong kinh Diệu Pháp Liên Quan này, tam giới vô an, vô dư quả trần, tam giới không có chỗ nào an, giống như trong nhà lửa, chứ tưởng nó lên ngục hoàng này sướng, mẹ lên ngục quả trà này còn khổ, lên đời còn khét nét hơn ở dưới thế gian này. Nên nhớ là lên trần ngục hoàng đâu phải giống như vô cung vua vậy đó. Ở ngoài còn đi đây đi đó, thì vô cung vua dám không? Phòng nào ở phòng nấy, ban nào ở ban nấy, lính thì thấy sĩ quan mới chào, cái ông quan lớn mới gục đầu khá đây khỏi cần, ai giống với ai đó. Thì đừng có tưởng nó lên trển nó sung sướng đâu, bởi vì lên trển mà nó gọi là cái kỷ lục rất 10 lần đó. Mà ta không biết, ta tưởng lên trển sướng chứ lên trển còn khổ. Giờ có hỏi tiếp thì giờ chỉ không khổ chạy ra ngoài cái thế giới diệt nhân quả này thì mới hết khổ thôi. Câu tiếp theo là tôi bị nhiều bệnh, trong đó có bệnh đại tràng, cho nên tôi có đi học theo cuộc học thiền của một vị tổ sư là gọi là thiền dưỡng sinh. Thì tôi tập như vậy thì tôi có tu thiền tâm được hay không? Dưỡng sinh là để trị bệnh, còn trị tâm là chỉ khác, thì tâm đâu có cái gì đâu. Mà bây giờ đó, nếu muốn mà bệnh thì nó trong ông Phật có dạy cách là lục diệu pháp môn. Muốn bệnh gì thì điều thân, điều hơi thở, đây là trị bệnh rất hay. Ví dụ bây giờ tối rồi thức dậy mà nghe nó mệt mỏi quá thì làm gì? Thì mình tập theo cái kiểu mà lập lô xung quanh đó, ép cho cái cơ thể mà nó thông. Thì trong cái này cái lực dưỡng pháp môn có dạy một lần mà lập lô xung quanh nó lấy một phần trong này. Ví dụ bây giờ nó đau lưng, nó tập trên hết nó đau, nó vậy nó đập chật lý, còn cái chuyện kia đâu cũng thua gì. Có nghĩa là đạo công đức nó không có lệ thuộc bất cứ gì hết. Một anh rồi anh chạy lưới vẫn tập, vẫn tu tịnh độ, vẫn tu truyền thống được, mà một tay anh vật anh tồn tại còn tu được, muốn chi cái này anh làm gì? Mình phải hiểu cái nào phải theo cái công thức của nó, chứ đừng có chấp vậy. Tu truyền tâm là khỏe nhất, không có làm gì hết, chỉ có lo làm cho ai có của ăn rồi dư chút đỉnh là đem tạo công đức thôi. Hồi đó mình không biết, nghe ông thầy nói gì cũng có làm nhiều thì cúng cẩn thận, mẹ bán nhà đem cúng chùa luôn á. Dạ không phải, có nghĩa là tạo công đức không phải nhiều, thật ít thôi chứ không phải nhiều. Mình hiểu cái thế giới này bởi vì thì tâm nó ra đời nó giúp nó xóa tâm mê tín, xóa hoàn toàn mê tín luôn. Vì thế mà cái xó này và cái thiền tâm nó bị cản trở, người ta chửi, ta tu mê tín mà không cho ta mê tín, người ta chửi. Đó là mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Thành ra thiền tâm ra đời người ta chửi là chửi này, chửi xó mê tín, ta không chịu, phải lại mới ta mới chịu. Giờ đến đất này mà không ai lại thì chết rồi, nghiệp mất. Mấy ông thầy sống nổi thì không chửi mình là phải rồi. Rồi hỏi tiếp đi.
giải thoát, không phải là sang thế giới bên chư Phật, không phải là ngao du trong cảnh quyền bí màu nhiệm, mà là giải thoát ngay được tâm không dính mắt của sáu trần. Như vậy con hiểu như vậy có phải không? Giải thoát là đi ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi vật lý điện từ âm dương. Mình ở đây thì nó quay, còn đi ra ngoài nó không có quay. Điện từ quang là cái điện từ kêu bằng rung động thôi. Chứ còn cái mà cái đây là gọi là trong thế giới này, tam giới này gọi là thế giới nhân quả vật lý, thoát ra ngoài cái quy luật này. Chứ không phải là ngành sự có tính cái gì, từ có tính cái gì đó. Bây giờ khi mình hỏi, học được cái căn bản cái thế giới này, mình tu mới được đúng. Còn không hiểu căn bản cái mình suy nghĩ là bậy, mình suy nghĩ mình tưởng là nó sai. Thành ra cái thiền tông bây giờ ta nói bởi vì thiền tông phải muốn tu trái đất cấu tạo như thế nào, cái gì sinh ra nhân quả, cái gì sinh ra nhân hồi, tại sao con người làm này làm kia, đó mình hiểu mục đích này. Con người là làm này làm kia là do người ta tưởng rồi sợ, thì nó mới bắt đầu nó chồng chồng lốp lốp lên, thì nó mới sinh ra 84.000 cái sợ. Người ta tưởng rồi cái tu, mấy người đó ta tưởng tu không phải, tại mình sợ rồi mình tưởng ra nó vậy. Giờ mình ngưng sợ, mình buông, dừng rồi, thì làm sao có chuyện sợ. Nhưng mà nếu mình dừng buông quên hết thì phải lập trình sống. Tất cả những người tu phải lập trình sống, chứ không phải như ai đấy đâu. Để rồi quên hết à, tối ngủ không đóng cửa. Phải tập tình nhớ, dồn trước khi ngủ, dồn mai lại sách giờ đóng cửa thì mình đóng, khỏi cần nhớ, nó nhắc cho mình biết mà. Còn không mấy thì mình quên hết. Giờ mình hỏi tiếp. Còn dính mắc là trói buộc, không dính mắc là tự giải thoát, con hiểu như vậy đúng không? Dính mắc, không dính mắc là giải thoát, là giải cái gì, có nghĩa là giải hiện tại. Cái này là nói về thế giới vật lý, là tại vì mấy ông A-la-hán cũng vậy, là tôi không dính mắc là tôi giải thoát, thì đúng rồi, nhưng mà giải thoát ở tại chỗ, không đi ra ngoài được. Muốn hết dịch, muốn hết luân hồi thì phải đi ra ngoài thế giới vật lý này mới là giải thoát. Chứ còn ngồi chỗ này đừng có mong giải thoát không đâu. Nguyên kia mà giải thoát một xíu thôi. Ngưng tưởng thì nó không dính, mà tưởng thì dính. Đi ra ngoài thế giới kia giờ có tưởng cỡ gì được, tưởng không ăn vùi. Thế giới kia đâu có vật lý đâu mà sợ. Mình hiểu cái nguyên tắc thế này, sống ở thế giới này là phải sống theo quy luật luân hồi. Đi trở về Phật giới, muốn luân hồi cũng không được. Nào gì thế giới đâu có cái đó. Đó mình hiểu thế giới này rồi mình hiểu thiền tông được. Sự trói buộc dính mắc không phải là do lỗi ở tại thể xác, mà do cái lỗi ở nội tâm, như vậy đúng không? Nội tâm gì suốt chiều dài cuộc đời của mình, bây giờ nhân quả gì thần thực thi nhân quả cái đó. Bây giờ tới khi nhân quả tới rồi, mình không, giờ mình có thanh tịnh không thanh tịnh được, không thần thực thi mình làm sao mình thanh tịnh được. Có nghĩa là bọn mình vào đây bao nhiêu được thì sống cái hiện tại để mình trả nợ cái quá khứ, mình sống cái hiện tại để sống cho tương lai. Thế giới vật lý nó là vậy á. Bởi vì người ta bảo là sống hiện tại thì biết tương lai như thế nào, mà sống hiện tại quá khứ tôi đã làm gì. Đó là thế giới vừa rồi, thế giới nhân quả, ông Phật ông căn cứ vào cái ba cái phần này ông mới nói về thế giới này. Chứ đừng có tin tưởng, nói xin lỗi ông này xin thánh thân thần kệ, bà muốn xin gì xin. Thế giới này Phật còn không tin, tu còn tu, gặp Phật tôi còn giết Phật, mà chứ được mấy con ma tôi giết hết. Mình hiểu vậy thì mới hiểu được cái thế giới này. Bởi vậy là cái thiền tông nó đầu xóa, mà xóa tất cả những cái gì sai lầm từ xưa tới giờ. Mình hiểu căn bản này mới tu thiền tông được. Rồi con hỏi tiếp.
trong các quyển kinh thường có câu mở đầu là tôi nghe như vậy, nhưng mà sao con thấy trong quyển ký lại không có câu tôi nghe như vậy? Trong kinh đó thì thường đó thì mở đầu Hoa Lan nè, một thở nọ Thế Tôn ăn trụ tời thành xá vệ. Mới tiên nói cái này, còn cái này đâu có nói, bí mật không ai biết. Liệu là một thở nọ gì? Tôi nghe như vậy gì? Ổng biểu là âm thầm giết, đem đi thì có biết tôi tự đem đi thôi. Chứ còn thở nọ gì? Thở nọ là khi nào giải cái gì mà công bố cho đại chúng. Thì một thở nọ tôi nghe như vậy tại núi Kỳ Sợ Quật Đức Thế Tôn gì? Nói gì? Nói về cái gì gì đó là con này bí mật không ai hiểu. Tới bây giờ mới biết rằng cái quyền ký có chứ, nghe xin lỗi á. Cỡ chừng 11 năm trước không ai biết quyền ký. Nói này làm sao 11 năm trước không ai biết. Rồi mấy ngàn năm trước chính ông Trần Nhân Tông ông có hé ra một chút xíu, quyền ký sẽ công bố tại nước rồng, ở đất rồng của nước rồng. Thì con mỏng hỏi dưới rồng nữa nào, ổng nói về sau dân tộc mình sẽ mở mang, ổng lúc đó ở nước đại diện, sau này mở mang về phía nam và nước Việt Nam, nước Việt mà mở về phía nam và phía nam, trong phía nam này có cái tỉnh Long An, chính nơi đây sẽ công bố quyền ký. Ông bà cũng nói rồi, ông bà Trần Nhân Tông nói này cách đây là 732 năm, khi ông nói rằng cách năm nay là 737 năm. Thì mà ông sự thật ngày xưa người ta chỉ nghe quyền ký cái nghe phước mà ông không hiểu, chỉ nghe vậy thôi. Nhưng mà bây giờ cái quyền ký bắt đầu chính thức công bố ra, mà cũng công bố bằng giấy phép đàng hoàng, giấy phép từ tỉnh Long An cho về tới xã. Cái ngày đó là có báo chí, có chính quyền, có giáo hội giữ đủ hết, thành ra không ai phủ nhận được cái này. Nếu mà không phủ nhận quyền ký thì tại sao cho? Nếu mà phủ nhận tại sao nhà xuất bản tôn giáo cho xuất bản? Đây là pháp lý để cho cái quyền ký này nó đi, nó lưu hành. Hai nhà xuất bản, mà nhà xuất bản luôn Hội Luật Gia Việt Nam, đây là cái rồi nhà xuất bản văn hóa số 1 Việt Nam, rồi nhà xuất bản tôn giáo là nhà xuất bản về tôn giáo số 1 Việt Nam. Đây là hai cái pháp lý để bảo vệ cái tập quyền ký này, thật hay là giả. Nếu giả ai cho xuất bản, giả sao cho giờ công bố quyền ký đó? Mình phải hiểu cái thế giới này nó như vậy. Hiện giờ rất nhiều người chống đối thì cũng đúng, là chống đối là vì người ta mất quyền lợi. Các chùa đã xin lỗi, các chùa ra đi cúng không, chứ có ai đã cúng là giải giải thoát đâu. Thành ra có ông nào dám đợi đấu chắc không? Đó các hỏi về thầy cúng các chùa để làm gì đó tôi nghe coi. Họ nếu cúng thì thôi tôi đầu hàng đâu, ông Phật đâu cúng, kinh nào dạy cúng. Đây là đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, người ta dạy giác ngộ giải thoát rất rõ ràng, không giấu một chuyện cho hỏi tự do cho. Mà trả lời bằng khoa học đàng hoàng chứ không phải trả lời cách mơ hồ, không có chuyện mà không có chuyện nói chuyện trên mây dưới đất, không có chuyện đó, nói thực tế bằng khoa học. Giờ con hỏi tiếp. Về tổng thể cấu tạo của một nguyên tử có hạt nhân ở giữa, các hạt electron quay xung quanh có giống với cấu tạo của một tam giới có các hành tinh quay xung quanh mặt trời ở giữa hay không? Dù một nguyên tử, một trái đất hay là bất cứ một cơ thể nào trong con người nó bị theo quy luật vật lý hết. Một hợp nguyên tử nó cũng là có đơn rồng nó quay để cho nó tổn tổn này, mà khi mà hai cái thứ này nó nhập lại nó phát nổ, nó phát ra một cái công suất khủng khiếp. Vì thế mà trong kinh Đức Phật có nói là một nguyên tử có thể phá được trái đất này. Mọi xưa nói có ai nghe ai tin? Mà bây giờ đó thì rõ ràng là một nguyên tử, một cái bộ nguyên tử nó nén biết bao nhiêu ở trong đó, mà nó gì hai cái mà nó trung hòa nó nổ là nó phá rồi. Tôi nhớ hồi đó Nhật là có 50 megaton mà nó một trái nó giết hàng trăm ngàn người, phá đường kính 5 cây số, bán kính 10 cây số. Thì mình suy nghĩ này, một cái thành phố mà đường kính 10 cây số có một trại là tiêu hết rồi, nó khủng khiếp vậy chứ không?
mà cái gì mà từ nguyên tử mà nguyên tập cái con người nó có ba cái thời kỳ văn minh. Thời kỳ văn minh nhất là thời kỳ nguyên tử, nó giết trị bán kính là 50 cây số, thời kỳ quang tử giết 50 cây số đó là điện tử. Còn thời kỳ quang tử nó chơi quyền cho đất này luôn, chứ không có cây số nó. Con người tới cái bộ văn minh khủng khiếp vậy chứ không phải đâu. Nhưng mà nên nhớ rằng khi nào mà nghe là nói bắt đầu nghe tới quang tử thì bắt đầu rồi giảng sanh đi, rồi nó chạy đi, chứ còn người không số đâu, chứ không chắc nào thoát được. Ông thánh ông nhầm, ông nắm được cái quang tử này là thua luôn rồi. Mà ông thần luôn, còn mình không sợ ổng nè, con người không sợ nha, thần cũng sợ, mà ông thánh nắm được cái này là ông chạy cho chạy đi. Nó sẽ tấn sẽ kỳ kiếm quý vậy đó. Rồi hỏi tiếp đi. Hiện tại là hết câu hỏi, có vị nào đã câu hỏi chút tiếp không? Kính thưa thầy, quan hoàng chưa hiểu vài một câu những ngày đó của ông bà cha mẹ có phải làm rõ không? Hai người Phật tử thiền tông khi hết duyên sống để trở về Phật giới có phải cúng từ một ngày đến 49 ngày không? Để dặn dò cho con cháu con có hiểu biết, con có biết để dặn dò cho con cháu không sau này con chẳng biết hỏi ai cho bằng thầy được. Vậy thầy hoan hỷ cho con, vậy con xin cảm ơn thầy. Câu 3, con ở nhà dưới nhưng chung một sân với con râu. Nó nuôi gà, vịt, trâu, bò, vân vân. Lúc nó bận, mẹ ơi cho gà, vịt ăn cho con với, thì có phạm vào vật lý hay không? Xin thầy chỉ cho con biết đường để con tránh, không phải đi lạc đường. Vậy xin cảm ơn thầy. Đi. Nhờ thầy dạy rồi hết dùm là vào những ngày giỗ của ông bà cha mẹ thì người Phật tử tu thiền tông có nên cúng giỗ hay không? Nếu mình chủ gia đình đó thì muốn làm gì cũng được, còn mẹ làm phó gia đình thì phải nghe danh chủ gia đình làm gì thì làm theo, đừng có cãi. Mình chủ gia đình thì mình muốn làm gì làm, muốn cúng không cúng cũng được, không thành vấn đề. Bây giờ đó mình hiểu thế này nè, nếu mà ở cái loài ngạ quỷ là lâu nhất có 49 ngày thôi, còn qua cái loài kia không khỏi cúng. Ví dụ giờ giảng sanh lên tịnh độ sẽ đi liền, rồi ai ăn cái này chứ à, rồi hoặc đi xuống cái loài thấp hơn, đi ở trong thế giới này gọi là lục đạo luân hồi, cái nơi đi thì thôi mình đừng có nói ông bà mình à. Nếu ông bà mình tu tịnh độ mà ta lên đến rồi mình ngồi đi cúng rồi, tất nhiên mình đã kêu ông bà đó ta xuống đây ăn đã làm loài ngạ quỷ, mình có nên làm không? Mình phải hiểu nguyên tắc này, thế giới này gọi thế giới nhân quả vật lý, không cúng bất cứ gì hết. Cúng là cúng ông bà mà nếu mà chắc chắn biết ông bà mình làm loài ngạ quỷ vào cái dòng tộc hay là làm loài ngạ quỷ thì cúng có 49 ngày thôi. Ngoài ra tới ngày giỗ là có nghĩa là mình bắt chước là làm kỷ niệm với ngày mất của ông bà cha mẹ, phải kỷ niệm nhớ ông bố cúng, mời bà con tới rồi nhớ hồi đó ông tôi bà tôi chết ngày này nay tôi làm cái bài để giữ nhớ thôi, không có cầu xin ai nữa, mình tập về cho quen đi. Bây giờ ông bà mình tu về Phật giới rồi còn kêu ổng xuống thì ổng nhào vô ổng ngã, ổng đâu có xuống được đâu. Rồi mình giết con này con kia rồi mang cái tội nữa,
mình tội của mình chịu chứ ông bà đâu có chịu đâu, cũng đi mất rồi. Nha. Trả lời ngắn gọn, mình làm chủ gia đình muốn làm gì cũng được. Còn nếu mình phó gia đình thì thôi, chủ muốn làm gì làm theo đấy, đừng có cãi người ta. Câu thứ hai là người Phật tử thiền tông sau khi hết duyên trở về Phật giới thì có cần phải cúng cơm từ ngày 1 đến ngày 49 không? Xin thầy chỉ để dặn dò cho con cháu biết. Là nó rời cấp tốc về Phật giới, nó rời cấp tốc lo rồi chạy về gần chết mà không đỡ ngồi đó ăn nói trời. Mình thấy sao bây giờ đám mình về Phật giới mình lo mình chạy ra khỏi cái ông thần mà đi, mình ngồi đó cúng lại trở lại còn tiếp ăn là làm sao vậy, cúng đâu thần ăn thôi ở lại đây. Mình thấy hiểu vậy, đã trở về Phật giới nó chạy rơi một cái thì ba tiêu chuẩn là bật cho chạy ra khỏi cái sức hút vật lý này, còn ngồi đó trở lại ăn. Phải hiểu cái thế giới này nó là vậy, đã về cô gái không có cúng gì đó. Con ở chung nhà với lại con dâu, nhiều khi con dâu dặn phải cho gà vịt trâu bò ăn dùng thì là con làm như vậy thì có bị vi phạm vật lý hay không? Cho nó ăn thì có phước chứ làm gì vật lý. Mình ở dâu biểu phải làm chứ không làm cái nó chửi mình, nó nuôi bà gánh nặng tôi. Nếu là con dâu thằng con ruột thì còn la nó được, cho con dâu đừng có rớt đó đó. Nhức đâu gì rễ đừng có nhớ tới nó sai gì làm nó đâu á. Nam mô Dạ Đường Tam Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Được thể tốn và mười hướng chư Phật. Hôm nay con để đấy để nghe thầy giảng và phân tích câu hỏi có một nó hỏi sự cấu. Chủ nhân trước nhà con có một việc như sau. Con trong kể ra năm 2001 để làm một tài sản quá như hai căn nhà, mà một căn nhà thì chỉ cho một bé, còn một căn nhà thì chỉ cho vợ lớn và con vợ lớn. Con là làm chủ trì mà vừa rồi chủ nhật vừa rồi con họp gia đình gia tộc để phía là nhà cửa để lấy thơ phụ của tổ tiên, nhưng mà đứa con gái không chịu. Chứ con muốn chia một phần để thơ cha mẹ tổ tiên thì việc này con có nhân quả, con xin nhờ thầy giải đáp. Có người chồng để lại hai căn nhà nhưng mà một căn cho bà lớn, một căn cho bà nhỏ. Mà bây giờ chuyện đám giỗ đó thì một bên dành bên kia bây giờ muốn chia làm hai nhà đám giỗ được không? Đại khái là có như cách đây 18 năm thì tôi không nhận tiền thờ cũng và không nhận nhà cửa gì cả, chỉ phân chia là có như bà mẹ ở vì con bà mẹ, con bà lớn thì ở vì con bà lớn và nuôi mẹ già và nuôi em tàn tật. Sau đó mẹ già thì chết rồi, sau 3 tháng thì mẹ già chết, con em tàn tật thì tôi đưa về quê có dòng họ nuôi và con mỗi tháng tôi tích ra 1 triệu đồng để nuôi em tàn tật. Còn tôi ở với đứa cũng đầy ủ mà từ hiện nay cách đây 5-6 năm thì tôi là phải như làm sổ đỏ cho cháu tế, nhưng mà giờ cứ muốn là phải như lấy lại một phần để phân tặng chục mét vuông thì tôi trừ lại 20 mét vuông để làm sơ cùng mình nồi cho cháu tôi sau này và cháu nhập sau. Không khi con gái nó không đồng ý thì dừng tôi mà quyết tâm như thế thì có kết quả mà.
cái tờ giấy á, cái là giấy á. Bây giờ nó đúng ra ở đây ta trả là truyền tâm, chứ không phải trả là chia. Chia thì bây giờ gia tâm chia. Không, cái gia tâm muốn sao ta làm vậy, còn đây ta trả là truyền tâm, chứ không phải chia tài sản. Không, bây giờ nó đúng rồi thì nó vui thôi, chứ sự thật ở đây ta giải thích cho chuyện tâm, chứ còn cái chuyện mà chia tài sản này, người này người kia thì cái đó gia đình mình lo. Ờ, chứ không nên hỏi ở đây. Có nhân quả gì thế giới này rồi, mở miệng ra là nhân quả rồi, chứ cái con này chia còn nhân quả còn độc nữa. Có nghĩa là trái đất này đụng mở miệng ra là nhân quả rồi, thành ra bất cứ xem về cái gì đều nhân quả hết à. Chứ làm sao thoát ra được cái nhân quả trái đất này, thành ra mình hiểu. Còn cái vấn đề mà muốn chia gì đây, gia tộc giải quyết à, kể cả quỹ ban cũng không dám rớ vô, chính quyền không dám rớ vô. Ủa cái đi, gia đình tự lo, chừng nào mà pháp luật nó can thiệp vô là lỗ đầu chảy máu, nó xử theo cái lỗ đầu chảy máu, chứ không có xử như gì về cái gia tộc. Mình phải hiểu vậy. Còn đây thì ta giải về tiền tâm, không biết đường về Phật giới, ta chỉ cho về nha. Ví dụ trong này nói cúng cái gì tôi nói cho, cái đồ ai ăn là làm gì tôi nói cho nghe, chứ còn cái đó thì thôi. Ta đã đụng tới là nhân quả hết, đã thế giới này cái gì cũng bị nhân quả hết. Bác cho con hỏi, bác giúp tụi con chỉ cái lộ trình trở về Phật giới mà lúc tôi phóng thân đi ra qua tiêu á. Theo cái mô hình này nè, là tụi con đứng chờ ở đâu á, cho tụi con chưa rõ nha bác. Qua tiêu đứng ở đâu hả? Kêu Tài nữa. Tôi chào cho nó rồi nè. Nó hỏi Tài qua tiêu nào cho Tài. Nó hỏi Tài, kêu Tài á. Cái này nó làm mày nó biết. Bây giờ mình nói là cái lực hút của trái đất á, ví dụ nó hút vô từ 50.000 cái số nó vô á, là nó đang hút phi ra ngoài cái lực hút đó ta, thì nó qua tiêu nào cho nó đó, thì đợi cho trái đất nó quay tới cái trung tâm vận hành luân hồi hải triều dương thì nó đi ra, nó là nằm chỗ đó đó, nằm chỗ đó thì nó không tiêu hao năng lượng. Còn nếu mà nằm ngoài thì nó sai đó, phải hiểu. Bây giờ đó thì bây giờ ví dụ ở đây là cái đường vô nè, phải không, thì nó núp một cái đường ra nè, đường ra nó phải núp ở dưới này nè, thì nó đi ra khi nào nó quay tới cái trung tâm vận hành luân hồi thì nó đi ra, nó thoát ra 365 ngày nó mới đi một vòng đó. Mình phải hiểu cái thế giới vật lý đã nó là vậy. Thì bây giờ khi mà nói đại khái thôi, chứ rồi để chừng nào nào có viêm 3D nó nói chỉ cách cho rõ nè. Còn nếu mà người nào thắc mắc cái chiều tài đó, nó chỉ hết đó. Rồi tôi bật bỏ thì giáo liền hỏi tài chứ không hỏi tài nó hỏi không hỏi cái thằng làm á. Có gì nào mà hỏi tiếp không? Người ta hỏi hả? Trái đất 10 tỷ năm thì tăng rã một lần. Vậy sau khi tăng rã, các loài sống ở đâu? Chung bản thân sống ra sao? Nên nhớ ra tất cả các loài mà mang thân tứ đại là nó chết,
chết để biến thành trung ấm thân, nó chuyển qua trái đất mới. Bởi vì trung ấm thân nó nhìn thấy mà nó di chuyển cả cái hệ thống di chuyển luôn, có nghĩa là từng thần chủ thế giới, thần chủ quốc gia dù phi qua chết mới đi được, còn nếu mà mang thân thứ đại là không đi được. Vì thế mà trái đất này nó chuẩn bị nó tan rã, thì hiện bây giờ bảy trái đất hình thành đã đạt chuẩn vật lý, bảy trái đất nó đang quay ở vòng hoạt động một. Vì nên nhớ rằng 10 tỷ năm mà bây giờ trái đất này mình hiện bây giờ nó là 7 tỷ mấy rồi, tất nhiên còn khoảng mấy trăm năm nữa có một trái đất khác nó bị hư. Trái đất của mình ở đây khi hư rồi 1 tỷ mấy năm nữa thì trái đất mình mới bắt đầu hư. Mà khi hư rồi thì trời Thích Thế Dương mới điều khiển trái đất này đi sát lại trái đất này nè. Vừa trái đất này vừa rã thì phi thuyền hay là vía bay nó bay qua, thì người con người ở đó chết hết, thì tất cả từ trung ấm thân cô hồn thần gì nó đi qua hết, nó đi qua trái đất qua hết. À, giống như mình ở đây cháy nhà này nhảy qua nhà khác ở, không có gì lạ rồi, đừng có lo cái chuyện đó. Nhưng mà nên nhớ là cái chu kỳ 10 tỷ năm mà chia cho 6 là 1 tỷ 8, 1 tỷ 8 năm có một trái đất bị hư, bởi vì cứ vậy chia ra. Mà trái đất của mình hiện giờ là 7 tỷ rưỡi, thì còn nhớ nè. Còn 2 tỷ rưỡi nữa thì đợi 1 tỷ năm nữa, mấy trăm năm nữa thì có trái đất kia nó bị hư, rồi sau đó tới kéo mình. À, tới mình có thể, còn mình còn lâu lắm, mình còn tới cứ 100 năm là cho trả lại lại đi. Thì nữ dàn sao? Thì còn tới 100 mấy chục đời đó thì mới lo. Nha, mà bây giờ trái đất mình lo là lo trái đất bị quỷ diệt. Trái đất bị hủy diệt, sự sống chưa bể ngàn, nó hủy diệt đúng 1 triệu lần thì trái đất nó mới bể được. Đây là khoa học đã chứng minh cho bệnh. Đạo Phật có nói nhưng mà khoa học kèm theo đã chứng minh cái phần này là đúng. Tại bây giờ mình thấy tình thế là như thế này, mấy ông lớn cứ vi lộn nhau cứ đập hơn, mấy ông chết không nói mà nó gây lúc rồi lại mình chết tiếp, chết theo mình ăn theo. Thì trái đất này mà vừa chết thì trái đất kia có cái đem gần thế để gì mấy cái người mà có phi thuyền để bay nó bay qua, còn mình chết đất đai không được thì trung ấm thân mình bay qua bên kia tiếp tục sống, tiếp tục làm trung ấm thân ở trái đất. Rồi câu hỏi chứ còn bây giờ là câu hỏi chứ không. Dạ thầy cho con hỏi cái người mà đang tìm hiểu học theo cái pháp môn này, nhưng mà khi mà nghe thầy giảng ở trên mạng á thì họ rất là thích, nhưng mà khi mà cầm đến sách á thì cầm cái là ngủ liền, ngủ rất ngon mà không biết là gì, thì thầy đâu biết thì tụi nó làm sao. Nghe trực tiếp á, thầy giảng trên mạng thì người ta rất là thích, người ta nói là rất là hay, nhưng mà đọc sách cho mình thì con cho con hỏi là thầy giải thích cho thì từ đó như thế nào. Thì người đó có âm lực nhiều, cái sách coi vậy cho cái sách nó có cái lực dương. Bây giờ mình không biết lực dương hay không á, kiếm mấy cái ông thầy bùa để đưa ông giải thích một trang thôi, ông không giải thích được. Còn cái người mà cầm mà thấy chịu nổi là tại vì ổng âm nhiều, tuy là cái nghe nó không mấy nghe mà thấy đưa cái quyển sách chính cái quyển sách này cầm ra dường như nó có cái lực ghê lắm. Thành ra cái người núp ở trong mình hồi xưa là mình đem vô mà giờ cái này không chịu, đưa vô không chịu. Vì thế mà tôi nói có chuyện, tôi kể câu chuyện một cái anh ở Biên Hòa, khi mà xuống tôi tặng mấy quyển sách, ông ôm quyển sách chạy ra ngoài đụng xe rồi
ông nghe rất khoái nghe mà ôm trong sách đem về chạy mới chạy ra mình vô tu địa luôn. Về về sao ông hỏi vợ không biết sao rồi ông nói tại sao ông chạy xe mà ở đường ông chạy chạy vô điện đâu có phải tôi đâu thấy đâu, tôi thấy cái này đâu có được đâu ấy. Có nghĩa là nó bị án rồi, ông đụng vô ông chết rồi mới kể lại cái câu chuyện, nhưng mà tôi đâu dám nói là tôi tặng mấy quyển sách. Nhờ cái quyển sách đừng có bỏ chỗ nào bỏ đừng có ôm ôm bao giờ chịu nổi, tức ông cậu che mình á. Giống như là giống như bây giờ nhưng mà làm cho nó nóng quá ta chịu nổi mà tức, mà cái đó là khó khó đi đầu thai lắm, chưa tới tuổi thì nó giận nha, không vô làm có hồn được nghe không, không vô dụng đồng được luôn, đó lang thang ở ngoài nhà không vô mà chơi giang hồ không tới người sao đây chơi thì chơi khổ cái chỗ đó, đừng có tưởng đâu rồi đó, thành ra tạo cũng rất là tập cũng kỹ cái thứ đó, bởi vì ví dụ người ta đâu 80 tuổi chết mà nay mới 50 là phải ở thêm 30 năm ở ngoài lang thang không nhập bọn được mà không vô dòng tộc được, ở cuộc đời lang thang không phải là cô hồn này nó cũng bị lang thang, cô hồn không nhận dòng tộc không đồng ý đó, mình hiểu này, thành ra cái quyển sách coi nó đơn giản vậy mà nó có cái lục dương, bởi vì sách này nó đi theo dòng truyền tông chứ đâu phải nhỏ, chứ đâu phải một môn ấy đâu, thấy quyển sách thường sao được mà quyển sách truyền tông nhất thứ nhất là cái quyển số 8 là cái quyển Huyền Ký, đừng xem thường đó. Đó tại vì nói vậy, tại bởi vì từ nhiều đời kiếp mình cứ thỉnh động này bạc kia rồi mình lại người ta mình tính giờ đánh vô nhà rồi mình kéo rồi không chịu mình nghe không sao, nhưng mà được ép vô rồi ông tức à, ông bỗng giật mình nó tự đừng lo, thì ra mình cũng cái câu hỏi anh mà cũng kinh nghiệm là tôi sẽ kể là cái câu chuyện vậy, thì nên mình nên nhớ rằng mình phải mình thích mấy cái người mà đọc sách buồn ngủ đừng đọc làm tìm mấy cách khác, nhưng đọc sách buồn ngủ đừng, đây là cái báo hiệu à, thà là mình lên nghe máy đi, nghe máy không buồn ngủ và đọc sách buồn ngủ được bao giờ bởi sách nó hút trực tiếp mà trực tiếp nó hút vô, còn nghe là đi ra bên ngoài người ta còn có thể chăm chế được khi còn cái. Bởi vì anh vừa đến là anh ôm một sách hoặc đưa một sách thì hoặc là nó hút ngược lại ta chịu không nổi, bởi vì cái tánh thấy của mình là nó trực diện và cái nghe dường như nó không có ảnh hưởng gì. Bởi vì tại sao mấy ông tổ ngộ là ngộ chánh pháp nhãn tạng, cái con mắt mới ngộ nhanh hơn cái độ tai này à, nó trực diện mà thì cái cô hồn nó phát ra nó phát trực diện nó không chịu, nó không chịu nổi. Rồi tôi hỏi thế vậy người đó mà quyết tâm mà một lòng cũng muốn học theo pháp môn thiền tông thì quyết chí thì có được không ạ? Phải trí tuệ, đừng ép, phải từ từ. Tôi nói cái câu chuyện mà của cái cô tu ở bên chùa Hoằng Pháp, khi mà đọc cái này đều nghe máy nó trùng mình phải ngủ mình nó trùng mình lại nó chán. Tôi nói thôi cứ kệ với ác ráng đi, đóng cửa rồi mở cái to lên, 3 ngày sau mới hết nè. Trước khi đi nó la sụp rồi, nó ép nó mà bị nghe thì tu theo không ra thì thôi đừng tu. Cái cô gì đó cũng ở quận 12 đó, cứ việc đóng cửa đi mở đi ép từ nó còn la đó nó vậy thì còn bỏ 10 cái máy nó không sợ bà bữa trốn mất rồi. Nó cũng trước khi nó đi nó làm dữ lắm. Hôm đó cũng có cái cô phải về đây cũng kể cho nha. Thì cái đó này thì tùy theo, có nghĩa là cái gì phản ứng đừng nhập chấp từ từ à, chứ đừng có thắng rét một cái nó quay đầu liền đó. Giờ con hỏi tiếp đi. Cảm ơn xin hỏi. Con có một người bạn, tức là trước đây á, thì không có công viên pháp môn nào mà chỉ có thờ ông bà thôi, nhưng mà cái người này lấy chồng về thì theo bên đạo Thiên Chúa, nhưng mà thường thường con nghe mở cái đĩa này để nghe trong xe thì người ta rất là thích, nhưng mà sau người ta mới hỏi con là
cái bộ sách này là ở đâu thì con có chỉ thì có mua một bộ ở đây để về tặng cho bố cô ấy. Thì cô ấy làm như vậy thì có công đức hay không? Coi chừng bố đạo Thiên Chúa nghe không? Không, tức là chồng với đạo Thiên Chúa nhưng mà nhưng mà nên nhớ là con phản ứng là không, người ta chết vì cái vụ này nhiều lắm. Từ từ tôi nói đó, bây giờ nè, cũng cái vấn đề mà hai vợ chồng bà vợ đạo Thiên Chúa, ở chồng đạo Thiên Chúa bà vợ được kia tiền quậy dữ lắm, bắt buộc chùa Thiền Tông Tô Diệu phải rút lại liền, phải rút lại liền cho mấy đâu, còn mấy phá nhà luôn. Một cái này bởi vậy tôi nói là tu cái này phải làm ơn tu được cho ai biết. Thứ nhất là gia đình hai giáo chủ mình coi chừng thì né, phải biểu diễn đương cho ai biết. Bởi vì cái câu này ở đâu mà Nhã Trang còn phải gửi thơ tới chùa Tân Diệu yêu cầu rút cái này lại, tôi phải rút chứ sao vậy? Nên đồng cao cả. Mà đầu tiên là phải nói, mà đây mấy trường một chứ phải. Ông Nhã Trang rỡ lên Đồng Tháp cũng vậy. Trời nó chửi chùa Tân Diệu. Chửi là nói thì đạo gì vậy mà tu cũng cho cúng. Mà mình không đâu không cho cúng đâu. Cúng ai này. Bởi vì đạo gì mà ông già chồng là bị Thiên Chúa đạo gì mà khi giờ ông già chồng mà biết cái này rồi nói ông già chồng nó đâu có chịu đâu, ông nghe theo đây tu theo đạo thánh rồi giờ nói vậy nó có chịu, ông bắn vốn luôn á, nó cái đạo gì kỳ vậy. Nó để ta tại cho mình cái nó tốt mà mình không biết cách xài. Đã cái này là ta cái người tất cả những cái linh thiêng là âm, mà cái này nó dương thì sao ta chịu nổi? Thì đúng là ta quậy là phải tánh người đó là vậy, mà tu cái này phải hiểu cái tánh người nó không có để yên cho mình tu cái này đâu. Mình đây là tánh Phật, mình vô đưa tánh Phật vô là nó giả tánh người lộn xộn liền, phải cố gắng. Đừng, bởi vì tu này đừng cho ai biết. Nếu mà đồng vợ đồng chồng thì nên cho, còn không thì không, âm thầm. Đừng có tưởng đâu tôi hay quá rồi đem về là nói bên kia là chết là nó đập chết luôn rồi. Rồi hỏi tiếp hỏi. Con xin hỏi anh Tôn nữa. Như là trong số anh chị em hay chia sẻ về cái trong 10 cuốn sách của thầy viết ra, hoặc là những cái câu những cái buổi giải đáp như thế này, trong đó có cả con, thì con hay chia sẻ trên mạng Facebook, thì con làm như vậy thì nó có được hay không ạ? Xin thầy cho biết thêm cái này để con hiểu thêm cái này. Những cái buổi chia sẻ giải đáp như thế này á, cũng như ảnh cũng như các anh em ở đây á, chia sẻ lên Facebook vậy thì làm như vậy có được hay không? Nói đúng là tôi giải đáp đây là tự do, còn cái chuyện mà anh chửi anh hay không thì tôi cũng biết. Tôi chỉ là tôi biết sao tôi nói vậy, còn mình chia sẻ thì nó đúng ra nó chửi anh cũng chửi tôi luôn chứ giờ biết sao vậy. Nhưng mà tại cái thời buổi này tôi được phép, tôi giải đáp, tôi được nhà nước cho phép tôi giải đáp thì phải khéo. Kêu bằng là nó pha trúng tôi né, nên trúng là đáng chịu. Nguyên tắc cái này nó khó lắm, nhưng mà để nó đúng là mình biết cái thì mình chia sẻ thì mặt mai có công đức thôi, chứ mặt mai thôi nghe chưa chắc có đâu đó, mình phải hiểu cái thế này, thế giới này nó lạ lắm. Nhưng mà mình có một điều mình phải nói là tất cả các đạo người ta tu là tu để đi hưởng phước, nên nhớ rằng cái thiền tông đi không hưởng phước mà đi ra ngoài. Người hiểu này thì những người ta hưởng phước ta đâu có chịu. Ồ tôi lên trời ở mà ông nói lên đến rồi người trả lợi, tôi đâu có nói trả lợi đâu, tôi ở 10.000 năm chứ tôi đâu có ở trả lợi đâu. Người sao rồi muốn đi đâu đi chứ tôi đâu có nói, tôi đâu biết. Mình cũng phải né vậy chứ đâu phải mình bác đâu. Có nghĩa là kể cả đạo Phật bây giờ tôi giảng sanh lên đó đã giảng là đến sanh là sanh đến cái nơi đó, thể có sanh là sanh thế giới, và khi sanh là phải tử,
cho rằng anh đi ra ngoài rồi vô sanh không có sanh thì làm gì có tử. Vô trong đó nó định hình ra ngôi nhà không sanh, định hình ngôi nhà. Còn ở đây phải sanh nó mới ra con người, trời cũng sanh mới ra con người. Thần người trời gì mà sanh là phải tử, thế giới vật lý nó là vậy. Mà hiểu cái nguyên tắc này, người ta không hiểu tưởng đâu là mình đã phá, không phải. Có nghĩa là cắt nghĩa chỗ này sống 10.000 năm, 1.000 năm, 100.000 năm nó cũng phải tử, chứ không phải khác. Rồi bây giờ người ta không chịu tìm hiểu kỹ rồi người ta nói mình thì đâu, mình đồng ý cho chửi mà. Có nghĩa là tôi vậy, thích cái này tôi đồng ý cho chửi tối đa, thoải mái luôn cũng sao. Đừng đánh tôi thôi, đánh tôi thì thừa, đủ chửi thoải mái, chửi nhiều chửi, không thua gì hết. Rồi hãy tiếp đi. Rồi nha. Dạ mời vị tiếp theo. Trong kinh chúng bạn là một tay đồ để buông đau thành Phật, có nghĩa là cái ông mà ông đi giết ông Phật á, ông Phật độ ông hiểu, ông ngộ đạo, có nghĩa là ông đó đang ngộ đạo mới buông đau, chứ không phải là ông đó mà ông Phật không độ được ông cũng giết ông Phật luôn á. Phải hiểu. Còn người ta mà hiểu cái này thì hồi xưa mình chưa đâm thuê chế mướn gì, mình hiểu cái này mình mới buông cái kia, mình trở về tạo công đức mới thành Phật. Thì nói cho nó dụ cho người ta khoái gì thôi, cái buông đau thành Phật cái gì. Xin lỗi, buông một cái và 1 triệu năm sau chưa thành Phật. Nếu mới đi vào cũng được lành thôi. Buông đau đi vào đường lành, luân hồ bao nhiêu đời người kiếp mới thành Phật được. Chứ không phải tại Phật nói cho mình phái vậy thôi. Chứ làm sao đó, cái nghiệp, tất cả những người này cái nghiệp nó đang chồng chất rồi, khó lắm. Thì Đức Phật nói, nhưng mà điều nếu cái người này có cái duyên lớn buông đau mà cái biết tạo công đức vô lượng thì chắc chắn không phải ông thành Phật đâu, mà ông thành quản lý, thả mình ra, mình về. Mới về bên đó mới thành Phật được. Chẳng nói thì nó ngắn, thì buông đau thành Phật thành cái gì. Buông đau phải tạo công đức rồi đi vòng vòng dài lắm, rồi bắt đầu mới trở về một giới mới thành Phật được. Mà bây giờ nên nhớ rằng tuổi nhỏ buông đau thành Phật, nhưng mà 80 tuổi buông đau còn lâu mới thành Phật. Làm sao bây giờ đâu kịp mà làm cái công đức. 80 tuổi rồi làm sao tiền đâu ra, về đâu ra rồi lo tạo đức đi có nổi đâu. Thì nó phải có thời gian. Muốn ấy phải tuổi nhỏ, ít ra phải là hoạt động ít nhất 10 năm thì mới có tạo công đức được. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa thầy, cho con hỏi cho mình chưa khá rõ chỗ là ví dụ những người mà trực tiếp mà sát sanh thì nó là do cái nghiệp ác, như vậy còn những người mà gián tiếp mà sát sanh thì như vậy có phải là cũng do trong cái nghiệp ác phải buông thì mới biết đường tạo công đức, mà mới thần quản lý cho tánh Phật của mình mới thả mình được không thầy? Cái người mà trực tiếp sát sanh á,
người trực tiếp sát sanh á thì là có nghiệp ác, vậy người gián tiếp sát sanh á thì họ có cái nghiệp đó hay không? Không có gì đó liên đối chịu trách nhiệm, giống như là thế gian á, cái anh nó trực tiếp vận dụng anh giết người đó thì anh nó tạo kêu cầu còn anh đưa dao ra thì liên đối chịu trách nhiệm, nó không có nặng mà cái giết thì kia nó cũng vậy thôi nha. Thì nó cũng liên đối chịu trách nhiệm chứ không có phải là không nặng lắm, nhưng mà cái người liên đới này có thể quay đầu nó nhanh hơn cái người trực tiếp khó mà quay đầu hơn. Rồi, câu hỏi chị gọi đi, dạ mời đi tiếp theo. Bánh thì không có ai bánh. Nếu có câu hỏi mời quý vị dùng bánh uống nước. Hỏi đi. Đẩy lên. Thầy cho con hỏi mấy cái kim tự tháp á thầy, hoặc là mấy cái điều bí ẩn mà khoa học bây giờ chưa chứng minh được á, có phải là của những cái loài người của đời trước không thầy? Con lập lại mấy cái tháp tháp á, mấy xưa lên thấy là có phải là mấy 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 kim tự tháp ở bên đây gặp á là mà người ta bây chưa tìm được cái bí mật của nó, thì mấy là cái người đại trước á. Cái kim tự tháp á mà có những cái bí mật mà tới đến nay người ta vẫn chưa tìm thấy được á, thì có phải là cũng nhờ do những cái loài người đời trước người ta đã làm nha cái này? Cái nguyên tắc ngày xưa đó là mấy ông mà nó thiệt cái là cái thời mà của mấy vua pha rông á là do những vị thần á, có nhiều khi người ta không cho thấy vua pha rông ngày xưa là các vị thần, thời đó là gọi là thần, tất cả những thần mà ngày xưa nó gọi là trên thế giới này gọi là thần quản lý hết, kể cả là lãnh đạo quốc gia cũng là thần, chỉ tới thời dân chủ này là con người, nó phải chia mấy cái thời kỳ. Vì thế mà những sắc út đó thì vị thần ta không cho, có nhiều khi nó không cho, nó cho thầy nè thế giới này. Bởi vì thế giới này ba cái thời kỳ đầu là thần, sau Thích Ca nó gọi là người, rồi sau Thích Ca là thánh lập đạo, về sau Thích Ca này thì thánh quản lý tốt tất cả những cái thế giới này. Nó phải đi gạo rồi chứ, vì thánh quản lý mới cái đất mới quỷ diệt được, còn nếu mà thần quản lý, người quản lý không quỷ diệt cái đất được, mà chỉ thánh không mấy thì thánh phải mượn xác người quản lý thì mới quỷ diệt cái đất được. Rồi thôi, con hỏi ở đây là cái kim tự tháp á hiện giờ xây dựng một cách nào, thậm chí bây giờ cũng không xây dựng được nữa, thì con nghĩ là không phải thầy, có phải là cái loài người của cái đời trước có thể là xây không thầy? Cái tiền đền tháp nó xây dựng rất dễ, đâu có gì đâu khó, tại mình không hiểu, mình tưởng tượng ra. Anh có đến thằng cô quát ở bên Campuchia không? Không có phải không? Tới đây rồi. Thì thế là tôi qua bển là tôi nghiên cứu rất kỹ tất cả cái mặt cái tảng đá đó, nó bằng phần nửa cái này mà nó lấy núi Hồng cách đó là 300 cây số, tất cả những cái đá nào nó khoét cái lỗ này, không biết ngày xưa nó đụng cái lỗ đó, nó kéo từ núi Hồng mà đi lên nó xây cái kim tự tháp, cái Angkor đó là những 300 thước mà làm sao nó kéo lên được. Xung quanh cái Angkor nó đào cái cung mương, nó lấy đất đầu tiên nó để dưới nó sắp nó hết nha, con voi kéo từ núi Hồng đi về, nó kéo bằng sợi dây da dây rừng đó, thì nó kéo mà nên nhớ là người xưa bởi cái tâm linh nó dữ lắm, tin tưởng cái gì nó kéo dùng một cái miếng đá gì 5-7 con voi kéo cho cái tường kéo trườn lên rồi sắp. À, nó sắp xong rồi á thì nó đắp mà đắp tới đâu nó sắp tới đó,
xong rồi thì bắt đầu nó xả ra. À, nó lấy số đất nó đem mà đổ đằng sau thành cái đầu núi. Thành ra ai đi qua ăn co đó, xung quanh là cái hào, có con đường đi vô. Ở đằng sau có đống đất. À, tôi mới hiểu. Rồi tôi mới lên tới núi Hồng thì người ta mới giải thích. Là ngày xưa là... Mà ngày xưa không biết làm sao đó, đẻo cục đá rất hay. Đá nó không, hồi xưa đâu có mái cắt như mình bây giờ mà nó... Cái đá này trồng đá kia nó chỉ có mũi dao nhắn dắt rồi cũng được. Nó hay vậy đó. Nhưng mà ngày xưa đó, nó, người ta sử dụng cái cây u dước để với dâu. Hai cái này nó hòa lại thành xi măng. Nó gắn vào cái này. Thì ta nói là 300, bây giờ nếu mà cơ giới làm bây giờ cũng còn khó nữa, mà nó hồi xưa làm được. Thành ra mấy ông ta mới giải thích là nó kéo vậy. Thành ra mà ngày xưa cái thời đó, cách đây là khoảng 900 năm, tương đương cái thời Lê Lợi của mình. Mà nó không biết được cái cộng hưởng này, nó tạo ra cái lực cộng hưởng. Anh đứng ở chỗ này, anh la nó giam này chỗ khác. Người xưa người ta cũng giỏi. Thành ra bây giờ cái cặp nó cũng chỉ giống anh này thôi. Chứ có gì phải cặp, xin lỗi, cục đá còn nhỏ hơn anh cô bác. Mà hơn nữa là đá, đó là sa mạc còn dễ xây hơn cái thằng này. Thằng này bằng đất, thằng kia sa mạc. Sa mạc lấy đất dễ lắm, dễ cắt dễ, đừng có lo. Nhưng mà nên nhớ là tất cả những vị ngày xưa đó, người ta có cái thần ta cái bằng tu mà có thần học luôn đó. Vì thế mà cái đạo Thiên Chúa ai muốn tu làm là linh mục cái gì anh phải có bằng thần học. Đức Giáo Hoàng anh phải hết Đức Hồng Y phải 2 bằng, Đức Giáo Hoàng phải 3 bằng mới thi được vào cái này. Đó mình phải hiểu cái này là nếu đúng ra nó cũng vận động vật lý thôi, chứ không có gì lạ. Rồi người ta đó, người ta mới bài vẽ, ta nói chuyện trên trời hết để cho linh thiêng, cái làm gì thế giới vật lý không có cái nào linh thiêng hết, chỉ trừ ông Phật toàn năng toàn giác, ổng giờ cây giờ cỏ được, nhưng mà thì ổng nói chứ chưa thấy ông làm. Trong sách ổng nói cho mình cũng thiêu giờ thêm vậy thôi, chứ sự thật hoàn toàn mấy đâu. Ổng nói thế giới vật lý phải sử dụng vật lý chứ không cách nào thoát mà. Đừng, còn cái chuyện mà bây giờ nó có hai cái trường hợp, những cái kia cái pha rong mà có thể thấy và không thấy. Có nhiều ông đó có đi qua cái mộ Tần Thủy Hoàng bên Trung Quốc không? 12 cái mộ sự thật khui học 12 cái quan quản tô cơ khác, ông Trung mất luôn, không thấy ông được. Bây giờ mình mới biết là giả hoàn toàn vô trong cái dùng đồng ấy là hoàn toàn mộ giả không nuôi đâu có thấy ai. Ông đó cũng ranh mảnh, ông không cho ai biết ông. Mà ngày xưa đó là thường thường là những người mà đã có thần thông đó, ta làm. Bởi vì ngày xưa tại sao mấy người Trung Quốc họ đánh bằng chưởng là đó là thần thông đó, chứ không phải gì đâu. Ở trong cái đám người đầu có phép nhiều quá thì mà làm chủ của quốc gia, thì mình tưởng đấy chứ sự thật ra hồi xưa tu luyện thần thông. Tới thời này gọi là người sau cái chuyện tư bản nó tu bằng gì, nó tu bằng kinh tế, ai giàu nhất nó bầu lên. Còn thời dân chủ, ai mà chủ trương dân chủ nhiều là bầu nó truyền theo cái thế hệ của từng người. Thì pha rong nó cũng nằm ở đúng dạng lời thần, xếp cho lời thần. Bởi vì pha rong á, nếu tính ra trước ông Thích Ca luôn, ông Thích Ca là 2500 mấy, còn ông Chúa Giêsu là mới đây 2000 mấy thôi. Thì cái đó là gọi là thần á, lớp trước đó là gọi là thần, còn lớp ông Thích Ca là người sau Thích Tha lập đạo và lập thánh. Mình phải đi tuần tự. Nhưng mà thần người thánh là ba cái đạo. Vì thế mà trong các tôn giáo đó là tam giáo đồng nguyên. Ta không có giải thích được cái tam giáo đồng nguyên là cái gì. Nhưng mà hôm trước tôi có lên tòa thánh, tôi hỏi tam giáo đồng nguyên, chẳng phải ông giải vòng vòng cho nó không đúng. Nhưng mà tôi cũng không dám nói sự thật nè. Thế là ngày xưa tam giáo đồng nguyên là do một vị lạm thập lập ra ba đạo, do một vị thần
Rồi sau này cũng do một vị lập ba đạo sau Thích Ca nè, nó cũng tam giáo đồng nguyên, trước cũng vậy mà sau cũng vậy, nhưng mà đều cái người lập cũng phải do một người lập thôi. Thế giới này còn cái chuyện bây giờ sở dĩ mà người ta nói này kia đó là tên cho linh thiêng chứ không có gì, thế giới vật lý hết. Bởi vì tôi mà hồi mỗi năm mà chiến tranh mà Tây Nam nó tôi qua bển, tôi ở rảnh năm nào cũng ở rảnh mấy tháng thì tôi đi tôi dùng lụm hết, thì tôi mới hiểu được cái nguyên tắc đó. Hồi xưa tôi cũng nghe tôi nói mấy bà nói không đúng, tại vì tôi nói là đây những người mà ta khổ cổ ta nhìn thấy ta chỉ cái cách tại sao làm ăn vô quát nè, có cái công thức làm của nó mà bằng vật lý thôi chứ không có gì lạ rồi. Nhưng mà ngày xưa nó nói thật cái thời quân chủ mà sai anh tại làm sao cái dạng Lý Trường Thành á, bao nhiêu thư sinh chết đó, học sinh chết đó, đó là tôi còn biết. Tôi nói thiệt là cái dạng Lý Trường Thành đi lên là nó là 10 cây số về cao nha, mà tôi lên 6 cây số tôi té chớ giống nha, nó quay về đó. Mà mười mấy hai năm, 15 trước tôi còn khỏe đấy, mà còn vậy không ai dám lên cái đỉnh dạng Lý Trường Thành, mà tôi không biết tại làm sao ngày xưa người ta lên trên đó ta xây mà ta kéo đá từ ở dưới đi lên. Và vì ngày xưa tại sao cái chuyện mà người Trung Quốc xây dựng sinh viên chết rất nhiều, bất lực bất dân toàn quốc mà nó chỉ tại chỗ nó xây thì mình không nói, mà coi như ở chân Nam mà đem lên tốt lên trên Bắc Kinh xây là khi suy nghĩ đi, đâu phải nhỏ đâu. Mình đây đậu với bộ không chứ. Vì thế mà Giang Lý Trường Thành nó chôn chết rất nhiều người trai trẻ trong toàn đi học hành không, thư sinh cũng bị. Thế giới quân chủ nó ghê gớm lắm, quân chủ lên đó thần quản lý nó khủng khiếp lắm. Rồi hỏi tới đi. Thầy cho con hỏi, chẳng hạn những người tu thiền tông mà có công đức á, mình đi máy bay cái mình chết trên đó cái mình có được giải thoát rồi, tại vì nó qua khoảng 6 km rồi, khoảng 10 km rồi, nó quay về lại thần nắm lại thầy thầy họ cầm già đi máy bay cao nhất là 11 cây số, ở dưới 10 cây số là cái không khí đầm đặc, trên 11 cây số là không khí lỏng, máy bay nó mới bay nhanh được. Ở dưới này nó bay 1.200 cây số, lên nó bay 1.800 cây số, mà khi nào cái tứ đại tan rã rồi cái trung ẩm thanh đi đâu nó mới hút ra lại đó chứ làm sao. Mà giờ anh có phước mà lên đó chết trên đó anh cũng phải rớt máy bay, có khi làm chết nên nằm lơ lửng đó đâu, nó rớt chỗ anh cũng phải xuống đây, xuống đây rồi ông thần mới thực thi nhân quả mình. À bây giờ xuống đây ông thần đất trời tưởng được ông đi sát mình chứ đâu, thì xuống đây ông đất trời xuống đây tôi quăng lên muốn đâu, tôi thấy ở trong cái A Di Đà tôi quăng lên đó, có nghĩa là phải trở lại cái đất này để rồi ông thực thi nhân quả chứ mình đâu phải chết rồi bay luôn có chuyện đó đó. Bờ kia lỗ có 10 mấy cái số nhậu gì mà ta mấy chục ngàn cái số lượng âm nó vẫn hút được mà, nghe không? Tất cả chết phải trở về trái đất chứ không có cách nào thoát nữa. Mà về trái đất người thực thi nhân quả chính là thành thần thực thi là làm sao giải thoát được. Thầy cho con nói thêm là thầy, khi mẩm thầy con nghe thầy giảng là trái đất mình nó quay 600 km/h, thì theo khoa học bây giờ thì thực chất cũng trái đất nó quay hai cái, thứ nhất nó tự quay là 40.000 km trong ấy, và thứ hai nó quay xung quanh mặt trời nữa, nhưng mà tốc độ xung quanh mặt trời theo con tính được thì 108.000 km/h. Thầy thì con bổ sung thêm cái đó này, tại vì khoảng cách từ cái đất đến mặt trời là 152 triệu, nhân cho 2 nhân cho 3 đất 14 là chu vi nó gần 1 tỷ km, thì chia 365 thì tốc độ bằng là 108.000 km/h, đó là hai cái quay. Đúng vào cái này nè, chu
vi cái đất mình đó là gì, 40.075 cây số, cái đất mình nó lớn vậy đó, mà nó quay 24 tiếng đồng hồ nó phải trở lại vị cũ, mình tính là nó quay bao nhiêu cây số một giờ vậy? À, 1.007 1.670 cây số một giờ. Dạ. Mình nên nhớ một máy bay mà nó bay có 1.200 cây số mà anh không dám mở cửa. Xe hơi ở đây chạy 120 số mà anh cũng không dám mở cửa nữa chứ được lắm. Nhưng mà tại làm sao nó quay nhanh nhỉ? Mà nó không cái lực, cái lực cản không khí nó không có, biết không? Giờ cái này bây giờ mình mới thấy nè, tuy cái mặt ở trên đó, trên cõi, trên cái mặt đất đó, thì nó gió rất mạnh, nhưng mà dưới mặt đất nhờ cái cây cỏ nè, cây trái nó cản lại. Vì thế mà ai đỡ đi cái nhà lầu 100 tầng coi chừng bơ đồ quay hết. Phải hiểu chỗ này, đừng có tưởng lên đó ảo sướng, chứ sự thật lên đó rất khổ. Nào, thành ra mình nói là rồi thứ nhất, rồi nó nhờ cái lực gọi là cái lực cản của ô tô đó, nhờ có cái lực cản này, nếu mà nó không có lực cản ô tô đó thì cái bay nó chịu nổi đâu. Nhờ cái đó, cái lực ô tô là cái bảo vệ, cái bảo vệ tuy nó quay nhưng mà nó giống như anh ở trong cái xe mà nó đang chạy á, nó có cái kiến bảo vệ, anh không thấy nó có gì nha. Chứ nếu mà mở một cái thật sự nó xe chạy trong 20 số chưa chưa quay, tài xế không dám lái luôn á, mở chưa 1.700 cây số. Nó nhờ cái bảo vệ ozone, nó từng ozone đó, rồi ở dưới mặt đất này thì nhờ cây cỏ nó cản. Phải hiểu cái nguyên tắc này mình mới sinh tồn được. Nếu mà không có cái tầng ở đó để bảo vệ thì mình đây cũng chịu chết luôn. Nắng thì thật chịu cho nổi, lửa này lửa, lửa tâm bụi này đốt, nhưng mà nó nhờ nhiều cái đốt nó cản lại. Thứ nhất là nhờ cái điện nó hút lại, nó nén ở dưới đất này là nó nén thành là cái không khí đậm đặc rồi lên 5 cây số. Bởi vì cái mây nó không thể dưới, nó không thể dưới 200 thước được, mây nó ở phải là 600 thước trở lên đó. Là do cái lực đó, là do lực cái bằng lực hấp dẫn để mà tạo ra mưa này, cho nên là quyền vật lý nó phải đúng theo quy tắc vật lý của nó. Chứ nếu mà tính ra cái này á, cái đất nó quay tới 1.670 cây số một giờ, suy nghĩ có tại sao nhờ cái bảo vệ, giống như cái máy bay nó bay bao nhiêu biết, nhưng mà ngồi trên máy bay thấy có gió không, nó cũng nhờ cái bảo vệ. Thế nên mình hỏi thì rất hay, nhưng mà nó có cái giải đáp rõ ràng vậy. Đó là tốc độ nó tự quay trong trục của nó thầy, còn nó quay xung quanh mặt trời đó thầy. Tốc độ nó coi theo con tính là 108.000 km/h, là lực đó nó còn mạnh hơn nữa thầy. Tại nó như cái đất nó quay vậy là 24 giờ một vòng, và nó quay trong cái chu vi của mặt trời nữa, là con tính ra là 108.000 km/h nữa thầy. Trong quần đảo nó quay thì nó nhờ cái lực gì ở đây, thì nó nhờ cái từng mẫu tôi bảo vệ, bên kia nó cũng vậy, cơ là nó đi 365 ngày nó mới trở về một cái, còn đây nó 24 tiếng đồng hồ trở về cái, thì tất cả đều do ở trong cái an toàn của tầng mẫu tôi bảo vệ. Dù ở đâu cũng vậy, còn ở đây 24 tiếng ngồi là quay nhỏ, còn nó quay kia dòng lớn, nó cũng nằm trong quy luật này thôi, vì mới sinh tồn được, chứ còn nó không có cái này làm sao sinh tồn nổi. Rồi mọi người, hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là, những người bị tai nạn khi chết vô loài nào chỗ này? Do loài nào là do tai nạn này, nó có hai cái trường hợp. Một là thần thực thi nhân quả, hai là tai nạn nghề nghiệp bất cẩn. Cái tai mà bất cẩn thì không vô được loài nào hết, ở đó ở cho đến khi nào mãn cái số thần mới thực thi nhân quả được. Còn nếu mà thần thực thi nhân quả tức khắc đi luân hồi liền,
sáu con đường đó muốn chọn là ông thần ông chọn, cũng nhìn thấy trong tu ông thần đó ông chọn. Gọi là mình người ta chết thường thường chết vì bệnh thì đó là đúng gì nhân quả, còn chết tai nạn hay thuộc gì là bất cẩn khó đầu thai có đi chưa. Ví dụ cái số anh bà 80 tuổi mà anh bất cẩn 40 tuổi anh chết thì bạn sống được 40 tuổi giấc vợ giấc vợ gì thế. Những cái này đó, những cái người này ưa hiện hồn đó, nó thật tất cả những cái người mà anh thấy đi ban đêm đó, mà thấy hình là những người này không chưa thời gian đi thì bắt nó hiện hồn. Nhiều người thì mấy chục năm ở chỗ đó chết nó không vô nhà nữa mà cũng không đi làm cô hồn được, mà không đi các loại khác được, đợi đúng thời gian thì thần thực thi nhân quả mới cho đi. Mọi thứ còn bây giờ là câu hỏi tiếp không? Thưa ông bác, cho con hỏi một câu về khoa học. Con cũng xem ở trên mấy cái trang của khoa học chấm cơm đó, nó nói về những cái chiếc máy bay đi 49 năm quay về mà chiếc ly cà phê nó vẫn còn nóng, và những cái tàu Titanic có một vị thuyền trưởng đã cách đây rất là 6 mấy năm mà quay về thì cái cơ thể là vẫn còn bình thường như vậy, và cái giống như nó trải qua một thời gian nó rất là ngắn. Và con cũng đọc được một cái trang trên mạng, nó nói về ở Nam Cực nó có một lỗ hổng không gian, khi người ta đưa một cái đồng hồ vô trong đó thì cái đồng hồ nó sẽ chậm lại. Con thì con cũng chưa biết như thế nào đó, con đọc lại rồi. Anh có coi những trang web về khoa học á, thì những người ta có bình luận về những cái hiện tượng giống như là những con tàu bay 49 năm, nhưng mà thực tế thì khi mà nó quay về á, thì những cái đồ vật ở trong đó nó vẫn còn nguyên vẹn nhưng nó không thay đổi sau 49 năm, hay là những ở Nam Cực có những cái khoảng không gian để mà đưa vô thì nó thời gian nó chậm lại. Nên đúng ra đó, cây trái đất nó quay, rìa trái đất thì quay nhanh, cái sát cái trung tâm quay thì nó làm sao nó quay nhanh được. Vì thế mà cái sự tiêu hủy cái vật chất ở vùng đó rất chậm, thành ra không có lạ gì cho đi. Bởi vì thường thường ở trái đất mình nó quay là cái trục đứng nó là bắc là của bên Nga, còn nếu mà cái cực âm của nó là Nam Cực đó, thì gần cái trục quay cái đó thì nó kêu mà người ta sống ở đó nó không có bị ma sát nhiều bởi cái không khí, vì thế mà người ta chậm. Thì cái đó là lực tự nhiên của vật lý thôi. Ví dụ anh có món đồ nào anh xài 6 ngày thì nó mau mòn, còn lâu lâu xài chúng thì làm sao mòn. Đó thì gọi là cái quy luật vật lý, cái đó là bình thường, đâu phải là về khoa học. Nó đúng là nó chứng nó căn cứ, nó đúng khoa học nó căn cứ vào trong vật chất, chứ về cái gì mà tâm linh nó không hiểu. Mà tâm linh nói đúng ra thì vị trí có ông cái ông toàn năng toàn giác, cái ông ngũ nhãn này mới biết mình, còn cái ông thiên nhãn không biết ha. Rồi hoặc cái ông một cái ông kêu bằng hàm nhãn không biết, một chỉ có cái ông toàn năng toàn giác không có tìm tổng quát được, bởi vì ngũ nhãn mà ông nhìn thấy được cõi vô hình, ông có hiểu mới diễn tả cho mình biết. Rồi nhìn thấy cái sinh diệt của vật thể, ông có diễn tả là mình biết. Nhưng mà giờ khoa học có chứng minh được cái thiên nhãn là giờ mình ở đây không có, chứ sự thật người Mỹ, người Pháp nó có. Ví dụ dưỡng diện, dẫn tính, hấp bô, điện ra nó là thiên nhãn, nó gì? Nó nhìn xa lắm được. Nó cực thiên nhãn phương tiện thành phương nhãn. Còn ông Phật cũng sử dụng thiên nhãn, Phật nhãn cũng là phương tiện, nhưng mà ông lấy bằng điện từ. Còn mình đây lấy bằng vật chất, nó có khác một chút xíu. Mà về toàn năng giác người ta, ví dụ bây giờ ông Phật muốn thấy cái cõi trời hủ sắc đi, ông làm sao? Ông bắt tường mà tại sao ông thấy? Để ông gom cái điện từ 12 màu sắc vô, ông gắn vô con mắt ông ấy nhìn thấy. Vì thế mà bây giờ khoa học chứng minh rằng, ví dụ mà giờ anh đi ban đêm, không thấy đường, 30 không thấy đường. Bây giờ anh gắn cái gì? Gắn kiến hồng ngoại vô anh đi, anh thấy ban đêm với ban ngày đâu có gì đâu. Khoa học nó là văn minh tới cái mức độ đó rồi đó. Thành ra giờ thì con nói là cũng đúng là gì, cái dùng mà quay
cái ma sát nhiều thì nó hao, còn nếu không ma sát ít thì nó ít tốn hao, có vậy không? Cái này là rất đúng. Dạ con thắc mắc của hỏi tiên. Giờ không thấy thôi, con tới chủ nhật tới là có truyền thiền thì có rảnh thì về dự, tại vì cái truyền thiền này nó đúng là cũng không có dây lâu được đâu, tại vì tất cả những cái gì rồi nó đi qua nó sẽ qua rồi nó có cái tuổi thọ nó chứ. Nhưng mà tôi cũng nói tại vì cái truyền tâm bây giờ nó cũng chuẩn bị kết thúc, bởi vì con hỏi còn nói gì nữa giờ, cái gì cũng nói ra hết mà chỉ có còn 14 phần trực mà không nói thì giờ ai ra hoặc ai ra mời cho tôi nói ra rồi được chấm dứt đầu tiên cho người này à, thành ra cố gắng. Bây giờ thì tất cả những người á mà nghe từ trước nay giải đáp cái gì ghi lại nhân tin cho cái bạn đưa thành một quyển sách rồi tôi còn ở đây tôi chỉnh cho đúng sai tôi chỉnh cho. Để chi? Để làm cái tài liệu chứ để về sao mà không ai giải đáp rồi sao, rồi thành nói sai. Thành muốn biết thì cứ tìm câu hỏi thì tôi nói vậy. Thế này tôi tặng ra trong cái tất cả những câu hỏi mà người ta lưu lại để cho lưu hậu thế là chỗ này. Chứ còn nói thật á, bây giờ mấy ông vật lý mà có giảng thế nào anh nói sẽ đi sâu vào cái chiều tâm linh, ông đứng ông lại ông cứng liền, ông kể mà học ông không hiểu, mà bây giờ ông chỉ là mơ hồ thôi. Bây giờ đây ta nói khoa học thực tế tâm linh ta nói hết từ chi tiết một nữa, nhưng mà anh em muốn thì cứ ghi hết để tôi kiểm kiểm cho, tôi đọc từng câu tôi kiểm cái nào đúng nào sai. Thì thôi bây giờ tới đây giờ nếu ai hỏi nữa